Chàng rể vô địch, Hoàng Thiên. Tập 27. Đứa trẻ này tên là Khương Kỳ, khi cười lên trông vô cùng rạng rỡ, lúc này hoán đổi với Lâm Huỳnh Mai, đi đến trước mặt Trương Lan Phượng. Dì à, sao dì cũng ở đây vậy, thật là trùng hợp. Khương Kỳ nói chuyện cười híp mắt với Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng nhìn Khương Kỳ. Đôi lông mày biết cười, bà ta nhìn Khương Kỳ rất vừa lòng. Hôm nay Khương Kỳ đến nhà bà ta chơi, còn mang theo món quà trị giá ít nhất cũng đến mấy chục triệu, bà ta cảm thấy Khương Kỳ so với Hoàng Thiên hào phóng hơn rất nhiều. Mặc dù gia đình của Hoàng Thiên là gia đình giàu có nhất trong Bắc Ninh, nhưng Trương Lan Phượng cảm thấy mình không được hưởng lợi ích gì từ anh cả, điều này khiến bà ta càng thêm chán ghét không hài lòng với Hoàng Thiên. Khương Kỳ, để dì dẫn chị Ngọc An đến đây. Chị Ngọc An cũng rất muốn gặp cháu đó. Trương Lan Phượng tỏ vẻ tốt bụng tiếp đón Khương Kỳ rất tốt. Tuy rằng Khương Kỳ mới gặp Lâm Huỳnh Mai chưa tới một ngày, nhưng anh chàng này có chiếc miệng rất ngọt. Hơn nữa còn lái một chiếc Ferrari, trang phục tiêu chuẩn của một người thuộc tầng lớp phú nhị đại, nên Lâm Huỳnh Mai không có gì để nói với anh ta cả. Vừa rồi, Lâm Huỳnh Mai đã nói với Khương Kỳ về hoàn cảnh gia đình của cô ta, vì vậy Khương Kỳ biết được rằng Lâm Huỳnh Mai còn có một chị gái tên là Lâm Ngọc An. Về phần Hoàng Thiên, Lâm Huỳnh Mai cũng chưa có thời gian giới thiệu. Lúc này, Khương Kỳ mới hướng nhìn lên khuôn mặt của Lâm Ngọc An, chỉ cần liếc mắt một cái, tên nhóc này gần như mất hồn. Lâm Ngọc An quá xinh đẹp, hương sắc hơn hẳn Lâm Huỳnh Mai, hai chị em này đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Khương Kỳ gần như chảy nước miếng khi ngắm nhìn khuôn mặt của Lâm Ngọc An, sau khi lấy lại được tâm trí, anh ta mỉm cười rồi mở miệng nói với Lâm Ngọc An, xin chào chị Ngọc An. Lâm Huỳnh Mai cũng không nói gì, cô ta có thể thấy rõ ràng tên Khương Kỳ này có bộ dạng độc ác gian xảo, tuyệt đối không phải loại tốt đẹp gì. Cùng với những lời nói trước đó của Hoàng Thiên, Lâm Ngọc An có thể được coi là đã có định kiến trước đó, cô cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì về tên Khương Kỳ này. Gì, đây là... Khương Kỳ chỉ vào Hoàng Thiên rồi sau đó quay sang hỏi Trương Lan Phượng. Nụ cười trên mặt Trương Lan Phượng lập tức bị dập tắt, bà ta tức giận nói, đây là chồng của Ngọc An. Ồ ồ, chồng chị Ngọc An thật tốt. Khương Kỳ gật gù cái đầu, đưa tay ra, chuẩn bị bắt tay Hoàng Thiên. Hoàng Thiên làm sao có thể bắt tay với tên này chứ? Bây giờ anh cô cùng nghiêm túc nghi ngờ rằng tên nhóc này có một âm mưu khác, chắc chắn không đơn giản chỉ là thèm muốn vẻ đẹp của Lâm Huỳnh Mai. Nhìn thấy Hoàng Thiên không có bắt tay đáp lại với mình, trong mắt Khương Kỳ chợt hiện lên hai tia lạnh lẽo. Hi hi, chồng chị Ngọc An, anh cứ để bàn tay em lạnh lẽo như vậy sao? Khương Kỳ bật cười nhìn bàn tay đang giang ra của mình. Cậu thích lạnh thì cứ để lạnh như vậy đi. Hoàng Thiên lạnh lùng cười đáp lại. Sắc mặt Khương Kỳ có chút khó coi, nhưng anh ta có thể kiểm soát được cảm xúc của mình, hơn nữa nhân tố tâm lý của anh ta vẫn rất phi thường. Gì, chị Ngọc An, cùng chồng chị Ngọc An, mọi người mau ngồi xuống đi, vừa vặn cả nhà ta cùng ăn bữa cơm gia đình. Khương Kỳ vô cùng nhiệt tình chào hỏi. Trương Lan Phượng càng thêm hài lòng về Khương Kỳ, cảm thấy anh ta rất được. Lúc này, Lâm Huỳnh Mai giận dữ nhìn Hoàng Thiên, thầm chửi mắng Hoàng Thiên không tốt, không cho bạn trai cô ta chút mặt mũi nào. Hoàng Thiên hoàn toàn không nhìn thấy, dẫn Lâm Ngọc An đi tới bên góc kia, ngồi xuống. Trương Lan Phượng ngồi cạnh Khương Kỳ, ánh mắt bà ta vô cùng trìu mến. Không ngừng trò chuyện với Khương Kỳ. Trong lòng Hoàng Thiên không nói nên lời, anh đương nhiên biết rất rõ mẹ vợ tại sao lại như vậy. Nhất định là đã được hưởng lợi lộc gì đó từ tên Khương Kỳ này, nếu không sẽ không bao giờ như vậy. Dì cùng chị Ngọc An, biết Tết ở nhà hàng Tây này vô cùng hảo hạng, còn sẽ gọi thêm vài phần nữa để dì cùng chị nếm thử. Khương Kỳ mỉm cười gọi người phục vụ. Không cần, chúng tôi ngồi một lúc rồi sẽ đi ngay. Hoàng Thiên lúc này ngăn Khương Kỳ lại. Trương Lan Phượng thấy vậy, xa sầm mặt lại nói, cậu làm sao vậy? Cậu không ăn cũng không định cho người khác ăn sao? Mẹ! Lâm Ngọc An nháy mắt với Trương Lan Phượng, kéo góc áo của bà ta. Trương Lan Phượng khịt mũi, bà ta đối với Hoàng Thiên luôn bất mãn, cảm thấy Hoàng Thiên chỉ luôn kiếm cớ gây thêm chuyện. He he, em nói anh rể Huỳnh Mai, dì Phượng nói cũng không sai, anh không ăn thì cũng không định để cho người khác ăn sao? Khương Kỳ mỉm cười ánh mắt tức giận đầy khó chịu nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không phải tìm Khương Kỳ gây phiền phức, chỉ là đứa nhỏ này không rõ lai lịch, rất đáng khả nghi, Hoàng Thiên đành phải hỏi chuyện. Nhìn thấy đứa nhỏ này khá thông minh lanh trí, Hoàng Thiên không khỏi nở nụ cười nói, cậu là Khương Kỳ phải không? Nhà của cậu ở đâu vậy? Khương Kỳ dương mắt nhìn chằm chằm, anh ta vô cùng bất mãn với Hoàng Thiên. Nhà của em ở một quận nhỏ phía dưới. Khương Kỳ đáp lại,
Vậy làm thế nào mà cậu với Huỳnh Mai lại quen nhau vậy chứ? Lúc này Lâm Ngọc An cũng mở miệng hỏi. Khương Kỳ vẫn rất lịch sự với Lâm Ngọc An, mỉm cười đáp lại cô, chị Ngọc An, em quen Huỳnh Mai qua mạng. Sau khi gặp gỡ, chúng em đã có ấn tượng rất tốt về nhau cho nên chúng em quyết định ở bên nhau. Ồ, nghe nói hai người quen nhau chưa được một ngày phải không? Lâm Ngọc An tiếp tục hỏi. Lúc này Khương Kỳ cười không nổi nữa, có thể thấy rõ ràng Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đặc biệt đến để thẩm vấn anh ta. Chị Ngọc An, anh chồng chị, ý của anh chị là có điều gì đó không hài lòng với Khương Kỳ em sao? Khương Kỳ nhìn ra vẻ khó chịu và hỏi gặng của Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên. Lâm Huỳnh Mai cũng không nói gì, nhưng Hoàng Thiên bình tĩnh nói, cậu nói không sai, tôi thực sự rất không vừa lòng cậu. Hi hi, không quan trọng, em cũng không thể làm cho tất cả mọi người đều thích em được, quan trọng nhất là Huỳnh Mai có cảm thấy hài lòng thích em hay không. Khương Kỳ bật cười nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt mang đầy sự khiêu khích. Hoàng Thiên cũng nở nụ cười, tên Khương Kỳ này đúng là không phải là đồ ngu ngốc dễ đối phó. Anh rể, em không thích nghe những lời anh nói như vậy đâu. Em cùng Kỳ ở bên nhau, vì sao anh lại không hài lòng với Kỳ chứ? Lâm Huỳnh Mai rất không vui. Sau đó ậm ừ nói với Hoàng Thiên vài câu. Hoàng Thiên cũng biết Lâm Huỳnh Mai đã trúng độc rất nặng, hiện tại cô đã bị chiếc Ferrari của Khương Kỳ này chinh phục làm mờ mắt rồi, trong lòng đang mơ ước được gả cho một cậu công tử phú nhị đại. Huỳnh Mai, em tin vào chị gái và anh, hay là tin vào người đàn ông mà em chưa quen biết một ngày này vậy? Hoàng Thiên bình tĩnh hỏi Lâm Huỳnh Mai. Lâm Huỳnh Mai không kiên nhẫn cau mày hỏi lại Hoàng Thiên, anh nói cái này là có ý gì vậy? Quen biết chưa đến một ngày sao? Anh chưa bao giờ nghe nói nhất kiếm trung tình hay sao? Sau một loạt câu hỏi, Lâm Huỳnh Mai hiển nhiên vô cùng tức giận, cô tuyệt đối không thể dung thứ cho người khác nói Khương Kỳ không tốt được. Nếu em tin tưởng anh cùng chị gái mình, vậy thì đừng cùng tên nhóc này ở chung một chỗ nữa, cũng đừng liên lạc lại với cậu ta nữa. Sắc mặt Hoàng Thiên lúc này trầm xuống, nhìn về phía Lâm Huỳnh Mai nói. Dầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Huỳnh Mai tức giận đập bàn đứng dậy. Anh rể, anh quản quá nhiều chuyện rồi đúng không? Tôi ở cùng với ai, còn phải hỏi ý kiến anh hay sao chứ? Lâm Huỳnh Mai quát lớn Hoàng Thiên, nói xong liền nhìn về phía Lâm Ngọc An nói, chị có muốn nói gì không? Lâm Ngọc An thấy Lâm Huỳnh Mai cao hứng như vậy, cô thực sự cũng biết hôm nay chuyện này khó giải quyết hơn bọn họ nghĩ. Huỳnh Mai, anh rể của em cùng chị nhất trí ý kiến, em không thể cùng Khương Kỳ ở cùng nhau được. Lâm Ngọc An nói một cách vô cùng chắc chắn. Ha ha, em biết rồi, hai người căn bản là không hiểu gì cả. Lâm Huỳnh Mai lớn tiếng nói. Ngay khi giọng của cô vừa rơi xuống, tên Khương Kỳ đó cũng võ bàn đứng dậy. Chị Ngọc An, anh rể Ngọc An, em cũng không xúc phạm đến hai người. Tại sao hai người lại làm như vậy với em? Hai người tách em và Huỳnh Mai ra thì có ích gì chứ? Bộ dạng của Khương Kỳ giống như người chịu uất ức trách vấn Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Ôi! Khương Kỳ à, cháu đừng nóng giận. Có gì ủng hộ cháu lo lắng gì chứ? Trương Lan Phượng vội vàng kéo tay Khương Kỳ rồi ra hiệu cho anh ta ngồi xuống. Càng như vậy, tên Khương Kỳ càng được đà lấn tới, không nói gì trực tiếp ngồi xuống. Gì à, cháu cũng không biết mình đã làm gì sai, tại sao chị Ngọc An và anh rể chị Ngọc An lại nhắm vào cháu như vậy chứ ạ? Cháu không xứng đáng với Huỳnh Mai hay sao? Tại sao lần đầu gặp mặt bọn họ lại đối xử với cháu như vậy chứ? Chẳng nhẽ cháu lại không cần giữ mặt mũi của mình hay sao? Khương Kỳ tức giận hỏi Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng nhanh chóng an ủi Khương Kỳ. Sau đó bà ta nhìn chằm chằm Hoàng Thiên nói, đều trách cậu, cậu nói xem có phải cậu là đang sợ thiên hạ không đủ loạn hay sao? Khương Kỳ là một cậu bé ngoan như vậy, tôi thấy Huỳnh Mai cùng Khương Kỳ như một cặp trời sinh vậy, tại sao cậu lại chạy đến đây phá hoại gì chứ? Đúng vậy, anh nhàn rỗi đến mức chạy đến đây phá chuyện tốt của em sao? Lâm Huỳnh Mai cũng tức giận mở miệng nói. Hoàng Thiên phớt lờ bọn họ, anh cảm thấy cho dù có tranh luận với họ cũng vô nghĩa. Hoàng Thiên, đừng tưởng rằng anh là anh rể của Huỳnh Mai, lại có thể ở đây nói linh tinh. Nếu như anh không muốn ăn cơm, mời anh rời khỏi đây. Khương Kỳ nhìn chằm chằm Hoàng Thiên nói. Nghe nói như vậy, Hoàng Thiên không khỏi cười lạnh đứng lên. Miệng cậu đã lộ rõ, cậu vẫn biết tên tôi đúng không? Hình như không ai ở đây nói cho cậu biết tôi tên Hoàng Thiên đúng không? Hoàng Thiên nhìn chằm chằm Khương Kỳ hỏi. Điều này, Khương Kỳ thầm nói trong lòng không ổn rồi, vở kịch còn chưa diễn xong, đã lộ ra chân ngựa rồi. Là Huỳnh Mai nói cho tôi biết anh tên là Hoàng Thiên. Khương Kỳ trợn mắt liếng thoắn nói. Lâm Huỳnh Mai giật mình khi nghe thấy điều này,
gì vậy chứ cô ấy chưa bao giờ đề cập đến Hoàng Thiên với Khương Kỳ. Có đúng vậy không? Hoàng Thiên hỏi Lâm Huỳnh Mai. Lâm Huỳnh Mai mặc dù biết Khương Kỳ nói dối, nhưng vẫn muốn giúp Khương Kỳ, quay sang nói với Hoàng Thiên, đúng vậy, em đã nói với Kỳ về anh. Hoàng Thiên là người như thế nào chứ? Đương nhiên anh vừa nhìn đã hiểu mọi chuyện, Lâm Huỳnh Mai là đang nói dối. Bởi vì biểu hiện của cô đã phản bội cô. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, tên Khương Kỳ này từ lâu đã biết anh tên là Hoàng Thiên, hơn nữa rất có khả năng là bám theo chân anh đến đây. Chỉ là thằng nhóc Khương Kỳ lỡ miệng nói, giờ muốn giấu cũng không được. Dẫn tên nhóc này đi. Lúc này vẻ mặt của Hoàng Thiên vô cùng ảm đạm, hướng về phía hai cao thủ phía sau ra lệnh. Hai vệ sĩ đã sẵn sàng hành động ngay lập tức tiến lên bước về phía Khương Kỳ. Đôi mắt Khương Kỳ đột nhiên nhìn chằm chằm, sát khí toát ra từ khắp người anh ta, khuôn mặt hiện lên một tầng mây mờ. Tay anh ta đã chạm vào bên trong túi quần, bởi vì trong đó anh ta đã đặt sẵn một con dao. Lâm Huỳnh Mai vốn biết Hoàng Thiên mạnh như thế nào, một khi Hoàng Thiên ra tay với Khương Kỳ sẽ có kết cục vô cùng thảm hại. Cô cũng vội vàng bước lên, lúc này dùng dao nĩa đồ ăn tây, đặt sát vào cổ tay cô. Anh rể, anh muốn làm gì với Kỳ vậy? Lâm Huỳnh Mai nhìn chằm chằm Hoàng Thiên bằng ánh mắt đầy đe dọa. Điều này, Hoàng Thiên thực sự là bị thuyết phục rồi, đứa em dâu này, có thể chín chắn thực tế hơn được hay không? Liệu vẫn lấy cái chết ra để uy hiếp anh sao? Thà chết cũng phải bảo vệ tên Khương Kỳ này hay sao? Huỳnh Mai, em đang làm gì vậy? Bỏ dao xuống nhanh lên. Lâm Ngọc An cũng lo lắng, lớn tiếng nói với Lâm Huỳnh Mai. Hai người vệ sĩ thấy vậy không dám đến gần Khương Kỳ nữa, Lâm Huỳnh Mai là em dâu của Hoàng Thiên, nếu xảy ra chuyện, bọn họ không chịu trách nhiệm nổi. Trương Lan Phượng càng lo lắng hơn, bà ta đứng lên chỉ vào Hoàng Thiên nói, Hoàng Thiên, cậu đã vừa lòng hay chưa? Tôi thấy cậu là không nhìn thấy người chết thì không chịu dừng tay đúng không? Nhìn thấy toàn bộ cảnh này, Khương Kỳ thầm mỉm cười nhìn trộm Hoàng Thiên, trong lòng vô cùng đắc ý. Trong lòng anh ta thầm nghĩ tên họ Hoàng này, không phải rất tài giỏi hay sao? Nếu đủ lợi hại như vậy thì hãy tẩy chay bộ mặt của anh ta đi. Nhưng Lâm Huỳnh Mai đã bị anh ta mê hoặc không biết đúng sai là gì rồi. Xem anh có thể làm gì với tôi. Khương Kỳ càng nghĩ càng thấy thật tốt, anh ta chờ xem Hoàng Thiên xử lý ra sao đây. Lửa giận trong lòng Hoàng Thiên đang dần bốc cháy, làm sao anh không nhìn ra được chứ? Thằng nhóc Khương Kỳ này đang đắc chí, vẻ mặt càng thêm sự khiêu khích đối với anh. Huỳnh Mai, bỏ con dao xuống, nghe lời anh rể nói này. Em quên rồi sao, lúc trước em không tin lời anh rể nói, em đã bị chịu thiệt mất nhiều tiền như thế nào sao? Lâm Ngọc An lo lắng nói. Chị ơi, để em yên, nếu Kỳ rơi vào tay Hoàng Thiên thì sẽ có kết cục tốt hay sao? Em sẽ không tách khỏi Kỳ đâu, không ai được chia cắt chúng em, huống hồ là muốn làm tổn thương đến Kỳ. Lâm Huỳnh Mai hét lớn lên. Hoàng Thiên nhìn thấy cảnh này đã thấu hiểu, đứa nhỏ Lâm Huỳnh Mai này, e rằng chưa được nếm trải mùi đời. Cô sẽ không biết lòng người nham hiểm đến mức nào. Nhìn thấy Lâm Huỳnh Mai kích động như vậy, Hoàng Thiên biết mình không thể cứng rắn, nếu không nhất định sự việc sẽ đến mức đường cùng. Được rồi, nếu Huỳnh Mai bỏ dao xuống, anh sẽ không động đến tên nhóc Khương Kỳ này. Hoàng Thiên tạm thời phải thỏa hiệp, anh thật lo lắng Lâm Huỳnh Mai sẽ làm ra chuyện ngu ngốc nào đó. Không được, anh phải đem người của anh lập tức rời khỏi nơi này, bằng không em sẽ không yên tâm với anh được. Lâm Huỳnh Mai nhìn Hoàng Thiên nói. Được, anh đi trước đây. Hoàng Thiên không thể không đồng ý với yêu cầu của Lâm Huỳnh Mai, sau đó dẫn Lâm Ngọc An cùng hai người vệ sĩ ra khỏi nhà hàng Tây này. Trương Lan Phượng không rời đi, bà ta lo lắng cho Lâm Huỳnh Mai, bà ta chỉ muốn thuyết phục Lâm Huỳnh Mai nhanh chóng bỏ dao xuống. Mọi người trong nhà hàng Tây nhìn qua phía này, xem cảnh náo nhiệt, nhưng họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Lâm Ngọc An muốn gọi Trương Lan Phượng ra ngoài cùng mình bởi vì cô biết Khương Kỳ chắc chắn là một người nguy hiểm. Nhưng cũng không khỏi lo lắng về phía Lâm Huỳnh Mai, cảm giác như Trương Lan Phượng đang ở trong nhà hàng cũng tốt, ít nhất có thể ở cùng chỗ với Lâm Huỳnh Mai, khuyên bảo cô ta. Hoàng Thiên, chúng ta phải làm sao bây giờ? Em nghĩ Huỳnh Mai bị ma nhập mất rồi. Lâm Ngọc An lo lắng hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên mở cửa xe ô tô để Lâm Ngọc An lên xe. Hai người bảo vệ cũng lên xe đợi lệnh của Hoàng Thiên. Con bé chắc chắn đã bị dụ dỗ trước những lời ngon ngọt của tên Khương Kỳ đó. Trước tiên đợi bọn họ ra tay trước rồi tìm cơ hội giải cứu Huỳnh Mai. Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An. Cũng chỉ còn cách như vậy, hai. Lâm Ngọc An nhẹ nhàng thở dài. Lúc này, Lâm Huỳnh Mai cũng không có tâm trạng ăn uống trong nhà hàng nữa.
Cô ước chừng rằng Hoàng Thiên có lẽ vẫn chưa rời đi, vì vậy cô vẫn không bỏ dao xuống. Kỳ, chúng ta mau rời khỏi đây đi, nếu không Hoàng Thiên sẽ vẫn tìm anh gây khó xử đó. Lâm Huỳnh Mai nói với Khương Kỳ. Khương Kỳ mỉm cười nói, Huỳnh Mai, em đối xử tốt với anh như vậy, anh sẽ nhớ ân huệ này suốt đời. Ây ra vẫn còn nói những chuyện này hay sao? Là anh không hiểu rõ anh Hoàng Thiên, anh ấy rất đáng sợ, nếu rơi vào tay anh ấy, nhất định sẽ thảm bại. Lâm Huỳnh Mai nói xong kéo tay Khương Kỳ bước ra ngoài. Mai, con muốn đi đâu vậy? Trương Lan Phượng vẫn rất lo lắng, bà ta cảm thấy lúc này trong lòng cũng rất rối rắm, chỉ muốn Lâm Huỳnh Mai cùng bà ta về nhà trước. Mẹ, mặc kệ con đi, mẹ về nhà trước đi. Lâm Huỳnh Mai nói, rời khỏi nhà hàng với Khương Kỳ, bọn họ lên một chiếc xe thể thao Ferrari. Hoàng Thiên nhìn chằm chằm bọn họ, Lâm Huỳnh Mai làm sao lại bị Khương Kỳ dẫn đi vậy? Lúc này, Hoàng Thiên kéo cửa xe xuống xe, đi thẳng về phía Khương Kỳ. Khương Kỳ sớm đã nhìn động tĩnh chung quanh, vừa thấy Hoàng Thiên đi tới, trong mắt lóe lên tia hung dữ, nhanh chóng nắm lấy cánh tay Lâm Huỳnh Mai. À, cánh tay em đau quá, anh đừng bấu tay em như vậy. Lâm Huỳnh Mai đau đớn hét lớn một tiếng, nhìn về phía tên Khương Kỳ trước mặt nói. Lúc này tên Khương Kỳ cũng không quan tâm đến cô, anh ta bóp cánh tay của Lâm Huỳnh Mai, cuối cùng dùng cánh tay bóp cổ của Lâm Huỳnh Mai. Bởi vì lúc này anh ta đã nhìn thấy Hoàng Thiên dẫn hai tên vệ sĩ bước về phía anh ta. Tư thế giống như chuẩn bị bắt anh ta lại vậy, bây giờ chỉ có khống chế con tim Lâm Huỳnh Mai anh ta mới có thể thoát thân. Kỳ, anh đang làm gì vậy, em sắp ngạt thở chết rồi. Lâm Huỳnh Mai rốt cục cũng vô cùng hoảng sợ, dường như bất lực. Huỳnh Mai, em đừng nói gì nữa. Cố gắng phối hợp cùng anh, Hoàng Thiên muốn đấu đầu bắt anh lại. Khương Kỳ nói với Lâm Huỳnh Mai bằng một giọng nói tỏ vẻ khổ sở buồn rầu. Giọng nói lạnh lùng, có chút ớn lạnh này, khiến Lâm Huỳnh Mai không khỏi dùng mình một cái. Cô cảm thấy bản thân Khương Kỳ dường như đã thay đổi, đột nhiên trở nên rất xa lạ với cô. Hoàng Thiên có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình lúc này, anh hừ lạnh một tiếng, nghĩ rằng cuối cùng cái đuôi cáo của Khương Kỳ cũng đã lộ ra. Cậu làm gì vậy, mau thả em gái tôi ra. Lâm Ngọc An nhanh chóng xuống xe, đi theo Hoàng Thiên chạy tới chỗ đó. Khương Kỳ siết bà ta cổ Lâm Huỳnh Mai, Lâm Ngọc An lo lắng, cô thật sự sợ sống chết của em gái mình chỉ trong gang tấc. Trương Lan Phượng cũng vô cùng hoảng sợ, nhìn thấy Khương Kỳ đối xử với Lâm Huỳnh Mai như vậy, bà ta đến bây giờ mới thật sự lo lắng. Khương Kỳ, đứa trẻ này làm sao vậy chứ? Mau buông con gái tôi ra. Trương Lan Phượng vừa nói vừa lao người về phía trước. Bụp. Khương Kỳ cũng chả quen biết gì với Trương Lan Phượng, thấy bà ta lao đến, Khương Kỳ liền đá vào bụng bà ta một nhát. Ây ya, trời đất quỷ thần ơi! Trương Lan Phượng hét lớn một tiếng, ngã ngửa ngồi trên mặt đất. Từ bụng truyền đến một cơn đau dữ dội, nó làm cho Trương Lan Phượng toát mồ hôi lạnh, bà ta cảm thấy ruột của mình sắp bị Khương Kỳ đạp bẹp mất rồi. Hừ, tên nhóc này, mày dám đánh tao sao? Trương Lan Phượng tức giận mắng to Khương Kỳ. Rồi từ dưới đất đứng dậy lao vào bộ dạng muốn sống giết với Khương Kỳ. Khương Kỳ lúc này mới lộ ra bộ mặt thật, sợ bị Hoàng Thiên bắt được, sao có thể quan tâm nhiều như vậy. Thấy Trương Lan Phượng vẫn đang lao tới, Khương Kỳ lại đá vào cằm Trương Lan Phượng một nhát nữa. À, Trương Lan Phượng hét lên rồi lập tức ngã xuống đất, cằm bà ta gần như vỡ nát vì cú đá của nhóc này, miệng bà ta đầy máu. Điều này, Lâm Ngọc An sợ đến mức vội vàng chạy đến và đỡ Trương Lan Phượng lên. Mẹ có sao không mẹ? Mẹ không sao, mau để Hoàng Thiên cứu Huỳnh Mai đi. Trời ơi, chuyện gì vậy chứ? Trương Lan Phượng ngồi trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, bà ta ngồi dưới đất vỗ vỗ đùi ăn vạ, rốt cuộc thì cũng hiểu ra sự tình nghiêm trọng như thế nào. Bạn trai của Lâm Huỳnh Mai là ai chứ? Đó là một tên côn đồ mà thôi. Bây giờ Trương Lan Phượng thật sự có chút hối hận, bà ta rốt cuộc cũng hiểu ra Hoàng Thiên vừa nói cái gì, không có việc gì làm tự rước họa vào người đây mà. Nhưng trên thế gian này lại không có thuốc hối hận, bà ta đã bị Khương Kỳ đá hai lần, mỗi cú đá đó đều không hề nhẹ nhàng chút nào, bà ta chịu đau không ít. Mẹ bây giờ mới nghĩ đến Hoàng Thiên rồi hay sao, không phải lúc ấy mẹ nghe lời Hoàng Thiên thì đã không thành như thế này rồi đúng không? Lâm Ngọc An nhìn không được phàn nàn với Trương Lan Phượng. Ngọc An, bây giờ con nói chuyện này còn có lợi ích gì chứ? Để Hoàng Thiên cứu Huỳnh Mai đi, chỉ có Hoàng Thiên mới có khả năng này thôi. Trương Lan Phượng gào la khóc lóc. Lâm Ngọc An không thể chịu được trách cứ Trương Lan Phượng nữa, cô nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt đầy mong đợi. Cô cũng biết lúc này chỉ có Hoàng Thiên mới cứu được Lâm Huỳnh Mai.
Đương nhiên Hoàng Thiên không thể bỏ qua chuyện này, Lâm Huỳnh Mai dù sao cũng là em vợ anh vẫn phải giải cứu thôi. Hơn nữa, tên Khương Kỳ lúc này trong mắt hiện lên tia sáng như con sói khát mồi, sát khí của anh ta càng thêm mạnh. Trong lòng Hoàng Thiên không khỏi khẽ run nhẹ, xem ra vẫn là đánh giá thấp tên nhóc Khương Kỳ này rồi, tên nhóc này nhất định là đã từng giết người rồi, đôi mắt đó giờ đã đỏ ngầu màu máu. Đây tuyệt đối là một tay đã từng giết người qua thì mới có nhãn cầu đáng sợ như vậy. Lập tức thả cô ấy ra. Hoàng Thiên đến gần Khương Kỳ rồi hét lớn. Hừ, thả cô ấy ra sao? Anh nói thật dễ dàng. Hoàng Thiên, tôi nói cho anh biết, tốt hơn hết anh nên tránh ra, bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy đi. Khương Kỳ nói xong, anh ta lấy một con dao trong túi rồi dí nó vào mặt Lâm Huỳnh Mai. Mặt của Lâm Huỳnh Mai như quả bom sắp nổ tung, gương mặt đẹp đẽ này mà bị dao cứa một nhát, vậy thực sự phung phí của trời rồi. Đừng động tay lung tung, chỉ cần nói những gì cậu muốn. Mọi thứ rất dễ dàng thương lượng. Hoàng Thiên kìm nén lửa giận trong lòng, muốn chấn định tinh thần tên Khương Kỳ kia trước. Nhưng tên Khương Kỳ này nào dễ dàng chấp nhận như vậy? Anh ta nở nụ cười đắc ý cười nói, ha ha, tên họ Hoàng kia, anh đừng ở đây lãng phí thêm sức lực làm gì, yêu cầu của tôi rất đơn giản. Mang theo em vợ anh rời khỏi nơi này. Nói xong, Khương Kỳ mở cánh cửa buồng lái chiếc xe Ferrari, chuẩn bị đẩy Lâm Huỳnh Mai vào trong. Hoàng Thiên sao có thể để anh ta đưa Lâm Huỳnh Mai dễ dàng đi như vậy được chứ? Lúc này anh như cung tên lao đến trước mặt Khương Kỳ. Bà mẹ nó! Khương Kỳ sửng sốt, anh ta chưa từng nghĩ đến tốc độ của Hoàng Thiên sẽ nhanh như vậy, giống như một cơn gió vậy. Điều này thực sự đáng sợ. Đừng nhúc nhích, mẹ kiếp, anh muốn cô chết ở này sao? Khương Kỳ hơi hoảng sợ, mắng Hoàng Thiên, một bên đưa mũi dao dí sát vào cổ Lâm Huỳnh Mai hơn. Chỉ với một vết cứa nhẹ, sinh mạng của Lâm Huỳnh Mai sẽ coi như xong. Anh rể. Lâm Huỳnh Mai suýt nữa ngất đi, khóc lóc kêu gào tên anh rể. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô ta, Hoàng Thiên không nhịn được lại trách mắng cô ta lần nữa. Bây giờ em biết mình sai rồi phải không? Hoàng Thiên hỏi Lâm Huỳnh Mai. Em biết rồi anh rể, anh nhất định phải cứu em. Lâm Huỳnh Mai khóc lóc. Đừng sợ, em sẽ không sao đâu. Hoàng Thiên an ủi Lâm Huỳnh Mai. Anh nói không sao là không sao hay sao? Tên họ Hoàng kia, nếu muốn em vợ anh không sao, anh phải hứa với tôi một điều kiện. Khương Kỳ hung ác nhìn Hoàng Thiên nói. Cậu nói đi, điều kiện gì? Hoàng Thiên kiên nhẫn hỏi lại anh ta. Hừm, ngay lập tức thả Pôn ra trước đã, còn có tất cả thuộc hạ của anh, bảo họ lùi ra hết đi. Khương Kỳ hừ lạnh, dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, muốn xem Hoàng Thiên phản ứng ra sao. Trong lòng Hoàng Thiên chấn động khi nghe được điều này. Không ngờ tên Khương Kỳ này lại ra điều kiện như vậy. Anh ta còn quen biết Pôn sao, lẽ nào đây là người của Pôn hay sao? Hay đó là một thành viên của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường đến giải cứu Pôn vậy? Hoàng Thiên đang suy nghĩ về điều này, nhưng điều anh chắc chắn là Khương Kỳ đã cố tình tiếp cận Lâm Huỳnh Mai để giải cứu tên Pôn. Hoàng Thiên vừa mới bắt tên Pôn này, hàng chục người của Pôn bị đưa đến một nhà tù bí mật, đi cùng với Điếu Công và Thiết Ánh Hồng. Trong khi đó tên Pôn bị Hoàng Thiên giam giữ trong một trang trại ở ngoại ô. Mới chỉ vừa giam tên Pôn này lại, Khương Kỳ đã lập tức xuất hiện, còn trực tiếp tiếp cận Lâm Huỳnh Mai. Cậu đến từ đoàn kỵ sĩ Thánh Đường hay sao? Hoàng Thiên nhìn chằm chằm Khương Kỳ, lạnh giọng hỏi. Nhìn thấy Hoàng Thiên hỏi như vậy thì Khương Kỳ cười âm u lạnh lùng, nhưng cũng không nói gì xem như là chấp nhận. Bây giờ Hoàng Thiên đã có thể xác định 100% Khương Kỳ chính là người của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường. Tổ chức ở nước ngoài này khá ghê gớm, vậy mà có thể nhúng tay vào bất cứ chỗ nào. Nếu như không thể cứng rắn đánh thẳng vào chính diện thì lên ý tưởng nhằm vào Lâm Huỳnh Mai, như vậy cũng thật là hèn hạ. Thả Pôn ra là chuyện không thể nào, mày lập tức thả Lâm Huỳnh Mai thì tao sẽ không truy cứu mà thả cho mày chạy trốn. Hoàng Thiên suy nghĩ rồi nói với Khương Kỳ. Ha ha ha, Hoàng Thiên mày đang dỗ cho tao nín khóc sao? Nếu như hôm nay mày không thả Pôn ra thì em vợ mày cũng đừng hòng có thể sống tiếp. Mày tự xem mà làm. Khương Kỳ điên cuồng cười ha ha, trên mặt tràn đầy vẻ hung ác uy hiếp Hoàng Thiên. Làm sao Hoàng Thiên có thể chấp nhận loại uy hiếp này chứ? Hoàng Thiên nhìn thấy Khương Kỳ quá đáng như thế nên lúc này chuẩn bị ra tay. Hừ, tao biết mày có nhiều thủ đoạn, nhưng mà tốt nhất là mày đừng có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không mày sẽ phải hối hận. Sắc mặt Khương Kỳ khó chịu cảnh cáo Hoàng Thiên, cùng lúc đó anh ta dùng dao kề trên cổ Lâm Huỳnh Mai nhẹ nhàng vạch một đường. A. Lâm Huỳnh Mai cảm thấy cổ của mình mát lạnh xem như là chết chắc rồi, cô ta bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch muốn té xỉu. Hoàng Thiên,
Cậu còn có kè mặc cả với cậu ta làm gì, cậu muốn hại chết con gái của tôi sao? Cậu mau đồng ý với cậu ta đi, đồng ý tất cả những điều mà cậu ta nói. Trương Lan Phượng sốt ruột đến nỗi suýt nhảy tường hét lên với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe thấy thì bực dọc, Trương Lan Phượng ở đây không thể giúp được gì mà chỉ gây thêm phiền phức mà thôi. Bà câm miệng lại cho tôi, chuyện xấu đều rơi ở trên người bà. Hoàng Thiên hung hăng trừng mắt liếc nhìn Trương Lan Phượng. Tôi! Trương Lan Phượng tức giận đến nỗi há to miệng muốn mắng Hoàng Thiên nhưng lại không dám, bây giờ còn phải trông cậy vào Hoàng Thiên để cứu Lâm Huỳnh Mai nữa. Hoàng Thiên, anh mau đồng ý với anh ta đi, em thấy anh ta là một người điên đó. Lâm Ngọc An cũng sốt ruột đi tới khẽ nói với Hoàng Thiên. Sao Hoàng Thiên lại không nhìn ra chứ, Khương Kỳ này thật sự rất điên, hơn nữa nếu như ép thằng nhãi này thì nó chắc chắn có thể làm ra chuyện giết người. Thế nào, mày còn cần phải suy nghĩ thêm sao? Vậy thì được thôi, mày suy nghĩ đi, nếu như suy nghĩ kỹ rồi thì gọi điện thoại cho Lâm Huỳnh Mai. Khương Kỳ hung tợn nói với Hoàng Thiên rồi muốn đẩy Lâm Huỳnh Mai lên trên xe. Hoàng Thiên há có thể để anh ta cứ như vậy đưa Lâm Huỳnh Mai đi chứ? Nếu như Lâm Huỳnh Mai bị bắt cóc thì anh sẽ hoàn toàn ở vào thế bị động, tùy ý bị Khương Kỳ làm sằng làm bậy. Hơn nữa kết cục của Lâm Huỳnh Mai cũng sẽ rất thảm, dáng dấp của cô ta xinh đẹp như vậy, Khương Kỳ há có thể bỏ qua cho cô ta. Chờ một chút, tao có thể thả đám người Pôn, chúng ta cùng đổi người. Hoàng Thiên nói với Khương Kỳ. Hừ, đã muộn rồi, bây giờ tao không có hứng thú đổi người với mày, ngày mai lại bàn tiếp. Khương Kỳ rất hả hê khịt mũi. Anh ta cảm thấy là mình sẽ ăn chắc Hoàng Thiên, hôm nay anh ta cần phải đưa Lâm Huỳnh Mai về trước. Cô gái xinh đẹp này thật sự là làm cho người ta thèm muốn. Đợi sau khi anh ta chiếm đoạt được Lâm Huỳnh Mai rồi ngày mai lại dùng để đổi Pô, thật là hoàn mỹ. Khương Kỳ có ý tưởng như vậy nên anh ta đẩy Lâm Huỳnh Mai vào bên trong xe Ferrari. Hoàng Thiên thấy tình hình như vậy thì anh không thể nào bình tĩnh được nữa, chuẩn bị cướp Lâm Huỳnh Mai về. Nhưng anh vừa mới muốn ra tay thì một chiếc xe thùng lao đến và đâm thẳng về phía người anh. Không hay rồi. Hoàng Thiên ý thức được không hay thì theo bản năng đẩy Lâm Ngọc An ở bên cạnh ra. Sau đó anh cũng nhanh chóng xoay người né tránh. Động tác hơi bối rối nhưng trong chớp mắt mà có thể làm được như thế thì cũng xem như là cực kỳ hiếm thấy. Xe thùng đụng vào vùng trống không thì về số chuẩn bị quay xe tiếp tục nghiền ép Hoàng Thiên. Trong lòng Hoàng Thiên không khỏi cảm thấy tức giận. Chiếc xe thùng này chắc chắn là đồng bọn của Khương Kỳ. Chúng đến để yểm trợ cho Khương Kỳ chạy trốn. Hơn nữa vừa rồi suýt nữa thì anh đã bị chiếc xe thùng nghiền ép, nếu như anh phản ứng chậm một chút thì anh và Lâm Ngọc An đã cùng lên đường rồi. Hoàng Thiên càng nghĩ càng tức giận, anh vừa định mở cửa xe thùng ra thì lúc này Khương Kỳ đã điều khiển xe Ferrari xông ra ngoài. Mau đuổi theo, không được để cho cậu A chạy mất. Hoàng Thiên ra lệnh cho hai đội viên. Vâng. Hai đội viên cùng trả lời rồi nhanh chóng lên xe đuổi theo Khương Kỳ. Nhưng mà Hoàng Thiên lại không ôm hy vọng nhiều, dù sao thì hai đội viên chỉ lái một chiếc xe con rất bình thường thì làm sao có thể đuổi kịp xe Ferrari chứ. Cẩn thận, anh ta lại muốn tông vào anh. Lúc này Lâm Ngọc An sốt ruột la lên, nhắc nhở Hoàng Thiên. Chỉ thấy chiếc xe thùng lại đang tông tới, hận không thể nghiền chết Hoàng Thiên ngay lập tức. Hoàng Thiên rất tức giận, sau khi anh lách mình né tránh thì mở cửa của tài xế đang điều khiển xe. Cấu hình của xe thùng rất thấp, cũng không có chức năng khóa tự động, cửa xe nhanh chóng bị Hoàng Thiên kéo ra. Tài xế vừa mới muốn nhanh chóng trốn thoát thì bàn tay to lớn của Hoàng Thiên đã nắm chặt cánh tay của tài xế. Mày xuống đây ngay cho tao. Hoàng Thiên quát to, hung hăng túm tài xế ra ném xuống đất. Bịch bịch, người tài xế ngã đến nỗi đầu tóc rối mù, cái mũi lệch sang một bên. Đừng nhúc nhích. Hoàng Thiên bước chân lên dẫm ở trên người của tài xế. Tôi không có nhúc nhích, tôi không có nhúc nhích, anh à anh nhẹ thôi, tôi sắp bị giẫm chết rồi. Tài xế xua tay với Hoàng Thiên, cậu ta khổ không thể tả cảm giác như xương ngực cũng sắp bị giẫm nứt. Hoàng Thiên đánh giá người tài xế này thì phát hiện cậu ta rất trẻ cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, đầu đội mũ lưỡi chai gần như là che khuất một nửa khuôn mặt. Đứng dậy, Hoàng Thiên đá con hàng này một cái rồi ra lệnh cho anh ta. Mũ lưỡi chai đứng dậy lén liếc nhìn Hoàng Thiên. Cậu ta phát hiện ra hình như Hoàng Thiên rất tùy ý cũng không đề phòng cậu ta. Mẹ nó, mày đi chết đi. Mũ lưỡi chai đột nhiên quát to, trong tay đã có thêm một con dao nhọn đâm về phía sườn của Hoàng Thiên. Bịch, ách ha. Một tiếng hét thảm vang lên, sau đó mũ lưỡi chai bay thẳng ra xa 5-6 mét, cậu ta đang ôm vị trí xương sườn lăn lộn trên mặt đất. Một cú đá này của Hoàng Thiên đã đạp gãy một cây xương sườn của mũ lưỡi chai,
đây là Hoàng Thiên đã nhẹ chân vì muốn giữ lại một người còn sống sót, nếu không mũ lưỡi trai đã đi gặp Diêm Vương rồi. Tới đây. Hoàng Thiên ngoắc ngón tay ra hiệu cho mũ lưỡi trai đi tới. Mũ lưỡi trai không thể đứng dậy nổi, cậu ta đau đến nỗi suýt nữa ngất đi thì làm sao có thể đi tới chứ? Anh à, xương sườn của tôi đã gãy mất rồi nên không thể cử động được. Không cử động được sao? Mày chán sống rồi à? Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Tôi muốn sống, anh à, tôi sẽ bỏ qua. Mũ lưỡi trai nói rồi khó nhọc bò tới dưới chân của Hoàng Thiên, cậu ta đau đến nỗi cả người đều toát mồ hôi lạnh. Nhìn thấy cảnh này, Trương Lan Phượng hít vào một ngụm khí lạnh, bà ta phát hiện ra Hoàng Thiên thật là giỏi, tại sao lúc trước bà ta lại không nhìn ra Hoàng Thiên lại đáng sợ như vậy chứ? Nhưng mà Lâm Huỳnh Mai đã bị bắt đi rồi, Trương Lan Phương cũng sắp phát điên lên, bà ta cũng không có tâm trạng để cảm khái những điều này. Cái lũ khốn nạn này, nhanh nói xem đồng bọn của mày sẽ đưa con gái của tao đi đâu. Trương Lan Phượng giống như nổi cơn điên xông tới dùng giày cao gót hung ác đập mạnh vào đầu của mũ lưỡi trai. Ách ha, ách ha. Mũ lưỡi trai thật là thê thảm, đầu của anh ta làm sao có thể chịu nổi sự giày vò của Trương Lan Phượng chứ. Nhìn thấy Trương Lan Phượng điên cuồng đạp mũ lưỡi trai như thế, Hoàng Thiên cũng giật mình. Mẹ vợ này điên rồi, giày cao gót giẫm lên đầu như thế, ai chịu nổi. Giẫm thêm mấy lần. Không đạp chết mũ lưỡi trai là không được. Đừng giẫm nữa. Hoàng Thiên kéo Trương Lan Phượng ra, không để bà ta ngược đãi mũ lưỡi trai nữa. Cậu đừng kéo tôi, nếu tôi không giẫm chết thằng khốn kia thì không được. Trương Lan Phượng vẫn còn rất hung hăng, muốn thoát khỏi Hoàng Thiên, giẫm chết mũ lưỡi trai. Hoàng Thiên cũng rất bất lực, đẩy Trương Lan Phượng lùi lại về phía sau, đỡ mũ lưỡi trai đứng lên. Mũ lưỡi trai dáng chống người đứng lên, lại nhìn thằng nhóc này. Mũ cũng rơi, đầu đầy cục u, mặt cũng xanh tím đủ chỗ. Khỏi nói có bao nhiêu chật vật. Đây là do Hoàng Thiên kịp thời kéo Trương Lan Phượng ra, nếu không mũ lưỡi trai chắc phải bị Trương Lan Phượng đạp chết rồi. Đại ca, anh đừng để bà ta tới đây nữa, tôi cái gì cũng nghe lời anh còn không được sao. Mũ lưỡi trai e ngại nhìn Trương Lan Phượng một chút, cầu xin Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự có chút không biết nên khóc hay cười, cọp cái Trương Lan Phượng này thật đúng là quá đáng sợ. Hù dọa mũ lưỡi trai sợ đến như vậy. Được, cậu nói xem nào, vì sao lái xe đụng tôi? Hoàng Thiên hỏi mũ lưỡi trai. Chúng tôi đã sớm sắp xếp xong, tìm cơ hội đâm chết anh. Mũ lưỡi trai sợ hãi nói. Khương Kỳ bắt cậu làm vậy. Đúng vậy, tôi là đàn em của Khương Kỳ, anh ta nói đợi có cơ hội thì đụng chết anh. Vừa rồi tôi thấy anh và Khương Kỳ rằng con nửa ngày nên đã tìm cơ hội ra tay đụng anh. Mũ lưỡi trai còn trả lời rất dứt khoát. Vậy cậu nói một chút xem, Khương Kỳ sẽ đi đâu? Hoàng Thiên hỏi mũ lưỡi trai. Mũ lưỡi trai do dự một chút, có hơi không bằng lòng trả lời. Bốp! Hoàng Thiên cũng không có thời gian lãng phí với cậu, bàn tay vung lên tát một phát vào mặt cậu ta. Không chịu nói phải không? Đừng đừng, tôi nói mà, Khương Kỳ thuê phòng ở thành phố Bắc Ninh, nơi rất bí mật, tôi nghĩ anh ta chắc hẳn đưa cô em vợ của anh tới đó. Mũ lưỡi trai vội vàng nói. Hoàng Thiên cắn răng. Xem ra đám bại hoại này đã sớm phát hiện tình huống của anh, ngay cả mũ lưỡi trai này cũng biết Lâm Huỳnh Mai là em vợ của anh. Tốt lắm, cậu dẫn tôi đi tìm Khương Kỳ. Hoàng Thiên nắm chặt cổ áo mũ lưỡi trai rồi nói. Đại ca, xương sườn tôi cũng bị anh đá gãy, không đi nổi. Gương mặt mũ lưỡi trai đau khổ nói. Không đi nổi, nếu cậu không đi nổi thì tôi lập tức làm thịt cậu. Hoàng Thiên trừng mắt một cái. Đây cũng không phải hù dọa mũ lưỡi trai, bây giờ anh thật sự có thể làm thịt tên nhã này. Được được, tôi dẫn đường cho anh còn không được sao. Mũ lưỡi trai chịu đựng sự đau đớn kịch liệt, đành phải đồng ý đi theo Hoàng Thiên lên xe. Hoàng Thiên, em đi cùng anh. Trên xe của Hoàng Thiên, Lâm Ngọc An vô cùng lo lắng nói. Hoàng Thiên hơi do dự một chút, nhưng anh vẫn không nói gì thêm, dù sao vứt Lâm Ngọc An một mình trên đường anh cũng không yên tâm. Có quỷ mới biết xung quanh có còn nanh vuốt của đoàn kỵ sĩ thánh đường hay không, Hoàng Thiên sao có thể để Lâm Ngọc An ở trên đường cái chứ? Mẹ cũng đi, mẹ cũng đi. Trương Lan Phượng cũng kéo cửa xe vào trong theo, ngồi cùng Lâm Ngọc An một chỗ ở ghế sau xe. Hoàng Thiên cũng không để ý tới Trương Lan Phượng, bà ta thích đi theo thì đi, dù sao cũng còn hơn bị đoàn người kỵ sĩ thánh đường mạnh mẽ bắt đi. Dựa theo chỉ dẫn của mũ lưỡi trai, Hoàng Thiên khởi động xe chạy trên đường phố. Nhưng vừa đi không bao xa, điện thoại của Hoàng Thiên liền reo. Nhìn dãy số điện thoại, ấy thế mà là một đội viên. Hai tên đội viên vừa đuổi theo Khương Kỳ lúc này gọi điện cho Hoàng Thiên vẫn rất chờ mong,
thật hy vọng bọn họ có thể đuổi kịp Khương Kỳ, cứu được Lâm Huỳnh Mai. Alo, cậu Thiên, không đuổi kịp Khương Kỳ kia. Một đội viên rất buồn bực nói. Chuyện này cũng nằm trong dự đoán của Hoàng Thiên, tốc độ của chiếc Ferrari quá trâu bò, xe bình thường sao có thể đuổi kịp. Không sao, hai anh theo tôi. Hoàng Thiên nói xong, sau đó vừa lái xe vừa nói vị trí cho hai đội viên kia. Mũ lưỡi trai ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, chỉ dẫn tuyến đường cho Hoàng Thiên, gã không thành thật cũng không được, xương sườn cũng bị gãy một đốt, cậu ta càng không phải là đối thủ của Hoàng Thiên, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Dựa theo chỉ dẫn của mũ lưỡi trai, Hoàng Thiên lái xe đến ngã ba ngoại ô, nghiêm chỉnh mà nói thì nơi này đã ra khỏi phạm vi khu vực thành thị của thành phố Bắc Ninh. Từ kính chiếu hậu nhìn thấy hai đội viên kia đã lái xe đi theo sau, vì vậy Hoàng Thiên cúp điện thoại. Còn bao xa? Hoàng Thiên hỏi mũ lưỡi trai. Sắp tới rồi, đại ca, anh tìm được Khương Kỳ thì thả tôi đi, tôi phải tới bệnh viện. Mũ lưỡi trai đau khổ nói với Hoàng Thiên. Giọng nói của Hoàng Thiên lạnh lùng. Mũ lưỡi trai vẫn chưa dám lên tiếng, khoảng 2 phút sau, điện thoại của gã vang lên. Đại ca, tôi có thể nghe được không? Mũ lưỡi trai thấp thỏm hỏi Hoàng Thiên. Ai gọi cho cậu? Hoàng Thiên hỏi mũ lưỡi trai này. Là Khương Kỳ gọi tới. Nhận đi. Cậu ta chắc chắn hỏi cậu đã xử lý tôi hay chưa, cậu cứ nói đã tông ngã tôi. Còn đè mấy lần, đã nghiền chết tôi rồi. Hoàng Thiên nói với mũ lưỡi trai. Mũ lưỡi trai sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian gật đầu đồng ý, sau đó nhận điện thoại. Alo, chuyện làm thế nào rồi? Điện thoại đầu bên kia truyền đến giọng nói âm u lạnh lẽo của Khương Kỳ. Đại ca, em đã tông ngã Hoàng Thiên rồi, còn ép tới ép lui mấy lần, bây giờ Hoàng Thiên đã ngỏm củ tỏi rồi. Mũ lưỡi trai còn rất biết diễn kịch, báo cáo với Khương Kỳ. Đầu tiên Khương Kỳ lưỡng lự một chút, sau đó lập tức cười ha hả lên. Ha ha ha, mẹ nó không phải mày chọc cho tao vui chứ. Hoàng Thiên dễ chơi chết như vậy. Không mà đại ca, em nào dám lừa anh. Hơn nữa, em đột nhiên tông vào, phản ứng của Hoàng Thiên có nhanh nữa cũng không tránh thoát được. Mũ lưỡi trai vội vàng giải thích. Rất tốt, lần này mày lập công lớn rồi, lập tức trở về đi, đừng để người ta đuổi theo. Khương Kỳ hưng phấn nói. Được, em đang trên trường, sắp tới rồi. Mũ lưỡi trai nói. Khương Kỳ không nói gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Mũ lưỡi trai rốt cuộc thở phào một cái, cầm điện thoại giống như kẻ ngốc nhìn Hoàng Thiên. Đại ca, tôi đã nói theo yêu cầu của anh rồi. Mũ lưỡi trai rất lấy lòng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không để ý tới tên nhãi này, tiếp tục lái xe về phía trước. Mũ lưỡi trai xấu hổ, chỉ dẫn tuyến đường cho Hoàng Thiên. Xe nhanh chóng đến một thị trấn tồi tàn ở rìa thành thị và nông thôn. Đường bên trong rất chật hẹp, sau khi tiến lên phía trước mấy chục mét, mũ lưỡi trai đột nhiên nói, phía trước là tới rồi, đại ca, anh thả tôi đi. Thả cậu, hừ. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, sau khi đậu xong chiếc xe, anh xuống xe kéo mũ lưỡi trai ra. Đại ca, anh không thể nói một đằng làm một nẻo chứ. Tôi từng nói muốn thả cậu sao, đừng chơi liều, đi vào với tôi. Hoàng Thiên nói xong thì kéo mũ lưỡi trai đi về phía trước. Hai tên đội viên cũng đi theo xuống xe, đi sau lưng Hoàng Thiên. Trương Lan Phượng có hơi không dám đi, bà ta cũng biết nơi này có bao nhiêu đàn em của Khương Kỳ đang mai phục. Ngọc An, chúng ta ở lại trong xe đi. Trương Lan Phượng căng thẳng nói với Lâm Ngọc An. Khi Trương Lan Phượng nói những lời này, con nắm chặt tay của Lâm Ngọc An, sợ là khi xuống xe Lâm Ngọc An sẽ đi cùng Hoàng Thiên. Lâm Ngọc An sửng sốt. Cô nhìn Trương Lan Phương nói, mẹ này, chúng ta cũng phải xuống xe xem thế nào chứ, Huỳnh Mai vẫn còn đang ở trong tay của Khương Kỳ. Trương Lan Phượng vừa nghe nói thế, nhíu mày lại nói, không được đâu Ngọc An, có Hoàng Thiên đi cứu là được rồi, chúng ta ở lại trong xe vẫn an toàn hơn mà. Lâm Ngọc An nghe mẹ nói thế, thật sự không nói nên lời nữa. Người mẹ này của cô, những lúc then chốt thế này đúng là có hơi ích kỷ. Chẳng lẽ không Hoàng Thiên lại không sợ nguy hiểm sao? Mẹ ơi! Lần nào xảy ra chuyện không phải là Hoàng Thiên đi giải quyết chứ? Chẳng lẽ Hoàng Thiên thì lại không sợ nguy hiểm hay sao ạ? Chúng ta tuy là không giúp được gì, nhưng mà đi theo sau lưng anh ấy, cũng có thể cổ vũ cho anh ấy mà. Lâm Ngọc An nói với Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng trợn tròn mắt rồi nói, Hoàng Thiên là đàn ông, từ sau khi cha của con mất đi, nhà chúng ta chỉ có mình Hoàng Thiên là đàn ông thôi, có chuyện nó không ra mặt thì ai ra mặt đây? Ôi thôi được rồi mẹ cứ chờ ở trong xe đi. Con đi vào xem thử. Lâm Ngọc An vừa thấy Hoàng Thiên đã đi vào rồi, cô cũng không có thời gian để tranh luận những chuyện này với Trương Lan Phượng nữa, xuống xe đuổi theo Hoàng Thiên. Cứ như vậy,
Trương Lan Phượng lại càng thêm run sợ hơn. Để bà ta một mình đợi ở trong xe, bà ta lo sợ người của Khương Kỳ sẽ đột nhiên lao ra rồi giết chết hoặc phế luôn bà ta. Ngọc An, Ngọc An, con đợi mẹ với, hai mẹ con mình cùng đi. Trương Lan Phượng gọi lớn, vừa bước xuống xe đã nhanh chân đi theo sau lưng Lâm Ngọc An, rồi tiến về phía trước. Lâm Ngọc An không nói gì thêm nữa, lúc này cô đã nhìn thấy Hoàng Thiên kéo cái nón lưỡi chai xuống thấp, đi vào bên trong sân. Cửa lớn đang mở, cho nên đường vào rất thông thoáng không bị trở ngại, Hoàng Thiên xoay cái mũ lưỡi chai lại rồi tiến lên phía trước. Hai đội viên căng thẳng đi theo sau lưng của Hoàng Thiên, hai người đều đặc biệt đề cao cảnh giác, lúc nào cũng chú ý tình hình xung quanh. Trong lòng Lâm Ngọc An vẫn rất lo lắng cho Hoàng Thiên, cô biết bản thân cô cũng không giúp được gì cho anh, nhưng lại không yên tâm Hoàng Thiên, nên cô nhất định phải đi theo sát bên cạnh Hoàng Thiên. Lúc này Hoàng Thiên quay đầu lại nhìn, bèn thấy Lâm Ngọc An và Trương Lan Phượng cũng đang đi theo mình, anh khẽ cau mày lại. Hiện giờ vợ của anh đang mang thai, Hoàng Thiên không muốn cô chịu đựng kích thích quá lớn, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. Nhưng mà lúc này Lâm Ngọc An đã đi theo đến nơi rồi, Hoàng Thiên cũng không thể nào đuổi cô quay lại xe được, dù sao thì ở lại trong xe cũng chưa chắc là an toàn tuyệt đối. Lúc này Hoàng Thiên áp nón lưỡi chai đến trước một tòa nhà mái bằng, thì nghe thấy bên trong nhà vọng ra một tiếng hét sợ hãi. Là giọng la hét của một cô gái, giọng điệu của cô gái đó lộ ra vẻ run rẩy khiếp sợ, đó chính là tiếng la của Lâm Huỳnh Mai. Khương Kỳ, mày là một thằng khốn nạn, rốt cuộc mày muốn làm gì? Âm thanh run rẩy của Lâm Huỳnh Mai hét lớn. Hê hê, sao nào? Em trông xinh đẹp như thế, thân hình lại bốc lửa đến vậy, em nói coi anh muốn làm gì? Khương Kỳ hê hê cười một cái, nụ cười thật dung tục. Mày là đồ khốn, trước đây tao không nhìn rõ được thì ra mày là loại người đê tiện như thế. Lâm Huỳnh Mai chửi. Chậc chậc, cái cô em không nhìn rõ được còn nhiều lắm, con bé chết tiệt. Tao cũng đã là bạn trai của cô rồi, vẫn không thể có được thân thể của cô hả? Mẹ nó cứ phải bắt tôi thô bạo mới chịu hả? Khương Kỳ hùng hùng hổ hổ chửi lại. Mới quen biết không đến một ngày, mày đã muốn ăn tao rồi, mày coi tao là gì? Lâm Huỳnh Mai khóc rồi thét lên, cũng không biết là bị dọa hay là đau lòng nữa. Ha ha ha, giả bộ thuần khiết cái gì chứ, mới quen biết có một ngày đã xác định mối quan hệ yêu đương nam nữ với tôi rồi, cô còn giả bộ đoan trang cái con mẹ gì nữa. Khương Kỳ cười ha ha dâm tà một trận. Tiếp theo sau đó, trong phòng chỉ toàn là tiếng thét bi thương xé ruột xé gan của Lâm Huỳnh Mai. Hoàng Thiên ở bên ngoài nghe rất rõ ràng, anh biết Khương Kỳ đã bắt đầu ra tay với Lâm Huỳnh Mai rồi. Bang! Hoàng Thiên không kịp suy nghĩ nhiều nữa, đạp cửa lao vào trong nhà. Lâm Ngọc An cũng nghe thấy rất chân thật, cô cũng chạy nhanh như bay qua, đi theo sau lưng của Hoàng Thiên vào bên trong nhà. Trương Lan Phượng cũng trợn tròn mắt, bà ta sao không nghe ra được bên trong nhà đang xảy ra chuyện gì, con gái của mình đang bị cái thằng khốn Khương Kỳ bắt nạt. Dù cho Trương Lan Phượng có không đáng tin cậy đến đâu, con gái mình có chuyện, bà ta vẫn rất lo lắng, lượm lên một miếng gỗ rồi ngay lập tức lao vào bên trong nhà. Hai đội viên cũng đi theo sau, họ đều đã sẵn sàng đợi mệnh lệnh, biết rất rõ ở trong ngôi nhà này nhất định không chỉ có một mình Khương Kỳ, không khéo còn có cả Mai Phục nữa. Mà lúc này, Hoàng Thiên đã đi đến trước cửa căn phòng nhỏ phía đông, âm thanh là phát ra từ căn phòng nhỏ này. Nhấc chân đạp tung cánh cửa phòng, cảnh tượng trước mắt, khiến Hoàng Thiên nhìn mà nổi giận hoàn toàn. Hiện ngay ra trước mắt là một chiếc giường thô, Lâm Huỳnh Mai bị trói hết hai tay nằm trên đó. Còn Khương Kỳ, thì đang ngồi đè lên bộ phận bên dưới của cô ấy đang tính làm chuyện đồi bại. Sau khi nghe thấy tiếng đạp cửa, Khương Kỳ quay đầu lại nhìn, biểu cảm của tên nhãi này liền thay đổi trở nên cực kỳ hoảng sợ. Chỉ thấy Hoàng Thiên một tay áp mũ lưỡi chai, đứng ngay ở đó gương mặt lạnh như hồ bằng, biểu cảm uy nghiêm. Hoàng Thiên, sao mày? Mày tìm được đến đây? Trong khoảnh khắc sợ hãi, anh ta nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, quay đầu lại ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên. Anh rể. Khuôn mặt nhỏ của Lâm Huỳnh Mai sợ hãi đến trắng bệch, khóc nức nở như mưa, nhìn thấy Hoàng Thiên đến rồi, cô ta rốt cuộc cũng đã gặp lại được người thân. Mày rất ngạc nhiên hả? Hoàng Thiên buông lỏng nón lưỡi chai ra, đi mấy bước đã qua đến đó, túm lấy tóc của Khương Kỳ, thằng nhóc này bị lôi khỏi giường. Bình bịch! Khương Kỳ ngã nhào lên trên mặt sàn nhà, nếu không phải do Hoàng Thiên túm lấy tóc của anh ta, cú ngã này đầu anh ta sẽ đập xuống đất và chết ngay tại chỗ. Mày con mẹ nó! Binh 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 binh. Khương Kỳ đang định mở miệng chửi lớn, đã cảm giác được tóc mình đang bị Hoàng Thiên túm lấy, chân trái chân phải đá liên tục, vài phút sau Khương Kỳ đã bị đá giống như mắt gấu trúc, gương mặt sưng trù ù, máu từ mũi chảy xuống. Mười mấy cú đá tiếp theo,
Khương Kỳ nhìn không giống con người nữa, kêu la thảm thiết, thật sự là chịu không nổi nữa. Miệng lưỡi có thể sạch sẽ hơn tí được chưa? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi Khương Kỳ. Khương Kỳ nằm bệt trên sàn nhà như một con chó chết, vội vàng gật đầu nói, vâng. Quỳ xuống. Hoàng Thiên không một lời thừa thãi nào, trực tiếp yêu cầu anh ta quỳ xuống. Khương Kỳ cắn chặt răng, anh ta làm sao cam tâm quỳ gối trước mặt Hoàng Thiên chứ? Ở trong đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, anh ta cũng là một người đứng đầu đội nhỏ, cũng được coi là có địa vị và thân phận. Không chịu hả? Sắc mắt Hoàng Thiên trầm xuống, lạnh lùng hỏi Khương Kỳ. Hoàng Thiên, mày đừng có mà quá đáng. Tao nói cho mày biết, Khương Kỳ tao đây cũng không phải hạng dễ chọc đâu, mày có biết tao làm nghề gì không hả? Khương Kỳ tàn nhẫn liếc nhìn Hoàng Thiên, trong tình cảnh này vẫn còn muốn hù dọa Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thiếu chút nữa bị tên này làm cho tức cười, cũng không biết thằng nhóc này lấy đâu ra dũng khí, đã bị đánh đến như vậy rồi vẫn còn muốn làm ra vẻ hung dữ. Mày nói thử tao nghe chơi, mày làm nghề gì? Hoàng Thiên lạnh lùng cười một cái hỏi Khương Kỳ. Tao là cốt cán trong đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, cái con mẹ mày, mày cho mày là ai? Dám đối xử với tao như vậy, mày chết chắc rồi. Anh ta cũng không biết mình nói như vậy có dọa được Hoàng Thiên hay không, thôi thì cứ thử một phen. Mày nói mấy lời này không phải là dư thừa hả, tao đến giờ mà vẫn còn không biết mày là người của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường hả? Hoàng Thiên vừa nói, vừa cầm cái xẻng bên cạnh mình lên. Mày muốn làm gì? Khương Kỳ sợ tái mặt. Nhìn Hoàng Thiên nhặt cây xẻng sắt lên, anh ta không biết Hoàng Thiên muốn thế nào. Làm gì, giết chết mày. Hoàng Thiên quát to, quăng cây xẻng sắt trong tay lên, mạnh mẽ đập mấy phát vào đầu của Khương Kỳ. Lúc này Khương Kỳ đã thực sự không chịu nổi nữa. Đầu bị đập đến chảy cả máu, bị đánh ngã thẳng xuống đất. Thằng khốn nạn nhà mày, còn uổng công tao coi mày là người tốt, mày đúng là không bằng cầm thú. Trương Lan Phượng vừa nhìn thấy Hoàng Thiên khống chế được Khương Kỳ, bà ta liền hăng hái. Giơ cục gạch trong tay lên lao tới. Dì Phượng à dì Phượng, dì đừng có làm bậy, tôi thực sự thích Huỳnh Mai. Bốp! Sao Trương Lan Phượng có thể nghe lọt tai, tận mắt nhìn thấy Khương Kỳ ăn hiếp Lâm Huỳnh Mai, trong lòng bà ta còn muốn giết chết Khương Kỳ. Cục gạch đập một phát vào đầu Khương Kỳ, trực tiếp đánh Khương Kỳ ngất đi. Dầm một tiếng, Khương Kỳ vừa đứng dậy thì bị đánh ngã sấp xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Chuyện này! Hoàng Thiên nhìn cảnh tượng này, anh cũng thực sự không biết nói gì. Cục gạch này của Trương Lan Phượng, rất dễ đập chết Khương Kỳ, chuyện này không phải đùa. Cũng may lần này đập vào đỉnh đầu hoàn toàn không đập vào chỗ sau ót yếu nhất, cũng không đến mức lấy mạng Khương Kỳ. Nếu không thì, Trương Lan Phượng đánh chết người, cũng rất là phiền phức. Vừa nhìn thấy Khương Kỳ chảy máu đầu không động đậy, Trương Lan Phượng hơi sững sờ, nhìn Hoàng Thiên nói, Hoàng Thiên à, thằng danh Khương Kỳ này có phải đã chết rồi không? Đúng vậy, bà trở thành kẻ giết người rồi. Hoàng Thiên tức giận nói, cũng đang cố tình muốn dọa Trương Lan Phượng. Ôi cha mẹ ơi, mẹ không có cố ý. Làm sao giờ, liệu mẹ có phải nhận hình phạt không? Hoàng Thiên con mau nói xem, mẹ có phải ngồi tù không? Trương Lan Phượng sốt ruột đến mức không biết thế nào là đúng, mạnh bạo hỏi ý kiến Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thực sự vừa bực mình vừa buồn cười, Trương Lan Phượng này, đúng là hết cứu nổi. Đúng thế. Làm không tốt thì mẹ còn bị xử bắn. Hoàng Thiên tức giận nói với Trương Lan Phượng. Á, ôi mẹ ơi! Trương Lan Phượng sợ hãi ngồi xuống đất, gần như suy sụp. Lâm Ngọc An vội vàng kiểm tra hơi thở của Khương Kỳ, phát hiện thằng nhãi này vẫn còn thở, lúc này mới biết là Hoàng Thiên đang dọa Trương Lan Phượng. Mẹ, không sao đâu, Hoàng Thiên trêu mẹ đấy, Khương Kỳ chưa chết. Lâm Ngọc An đỡ Trương Lan Phượng dậy, an ủi một hồi. Lúc này Trương Lan Phượng mới yên tâm. Tức giận trừng mắt nhìn Hoàng Thiên. Mẹ, chị, mọi người không quan tâm tới con nữa sao? Lâm Huỳnh Mai khóc lóc nói với Trương Lan Phượng và Lâm Ngọc An, tay cô ta vẫn còn đang bị trói sau lưng. Ôi trời ơi, tại mẹ, Lâm Huỳnh Mai còn đừng vội, mẹ cứu con. Trương Lan Phượng đi tới tháo dây giúp Lâm Huỳnh Mai. Cuối cùng Lâm Huỳnh Mai cũng lấy lại được tự do, suýt thì bị Khương Kỳ gieo họa, cô ta vẫn còn đang trong cơn sợ hãi. Liếc nhìn Hoàng Thiên. Cuối cùng Lâm Huỳnh Mai cũng hiểu ra vì sao Hoàng Thiên lại kiên quyết phản đối việc cô ta ở bên cạnh Khương Kỳ, xem ra vẫn là Hoàng Thiên có thể thấy trước. Người anh rể này đúng là rất lợi hại. Một phen tự trách bản thân mạnh mẽ trào dâng lên trong lòng, Lâm Huỳnh Mai đi tới trước mặt Hoàng Thiên, khóc lóc nói, xin lỗi anh rể. Là em không hiểu chuyện, nếu sớm nghe lời anh thì tốt rồi. Hoàng Thiên nhìn Lâm Huỳnh Mai,
thầm nghĩ không dễ dàng gì, người em vợ này còn thừa nhận sai lầm rồi. Nhìn bộ dạng đáng thương này của cô, Hoàng Thiên cũng không muốn trách mắng cô nữa. Nghe lời dạy bảo đi, sau này đừng tùy tiện như vậy nữa. Biết chưa? Biết rồi thưa anh rể, sau này em chắc chắn sẽ nghe lời. Lâm Huỳnh Mai nhỏ giọng nói với Hoàng Thiên. Lúc này Lâm Ngọc An xoa đầu em gái, vẫn còn đang rất đau lòng, cậu Thiên, trong căn phòng này không còn ai nữa, không có Mai Phục. Vào đúng lúc này, hai thành viên trong đội đã trở về. Một người trong đó báo cáo với Hoàng Thiên. Từ sau khi họ đi theo Hoàng Thiên vào căn phòng trệt, thì đã liên tục đề phòng, khi thấy Hoàng Thiên xử lý Khương Kỳ, hai người họ đã bắt đầu lục soát những phòng khác. Khẳng định ngoài Khương Kỳ ra, cũng không còn người nào khác, lúc này bọn họ mới trở về báo cáo với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu, nếu đã không có đồng bọn của Khương Kỳ, vậy thì rút lui khỏi nơi này. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên nói với hai thành viên trong đội, áp giải hai thằng nhãi này đi. Vâng. Hai thành viên trong đội cùng lên tiếng trả lời, một người áp giải mũ lưỡi chai, người còn lại đá Khương Kỳ tỉnh dậy. Khương Kỳ liên tục kêu đau, trên đầu và mặt, không còn chỗ nào tốt lành, đúng là vô cùng thê thảm. Vừa mở mắt nhìn, thấy toàn bộ đám người Hoàng Thiên đang trợn mắt nhìn. Khương Kỳ cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Ban đầu tưởng rất ổn, bắt đầu với Lâm Huỳnh Mai, thì chắc chắn có thể ép Hoàng Thiên phải nghe lời. Đến lúc đó cứu tổng đường chủ Pôn ra, vừa có công lớn, vừa có thể có được người đẹp như Lâm Huỳnh Mai, đúng là một công đôi việc. Thế nhưng lại không ngờ, mọi chuyện đều sôi hỏng bỏng không, Hoàng Thiên cũng quá khó đối phó. Bây giờ cũng không cứu được Pôn, cũng không lấy được Lâm Huỳnh Mai, bản thân còn bị đánh thành đầu heo, Khương Kỳ thực sự buồn bực muốn chết. Hoàng Thiên, mày muốn làm gì tao? Khương Kỳ lắp bắp hỏi Hoàng Thiên, trong lòng đã vô cùng hoảng sợ rồi. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Khương Kỳ, hừ một tiếng. Thằng nhãi này tham sống sợ chết, như này mà là thành viên nòng cốt của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường. Có thể thấy đoàn kỵ sĩ Thánh Đường cũng chỉ đến thế mà thôi. Còn cả tên tổng đường chủ Pôn kia, cũng là cùng một loại, không thấy có chỗ nào nổi bật. Lôi đi! Hoàng Thiên ra lệnh cho hai thành viên trong đội. Không có tâm trạng quan tâm tới Khương Kỳ. Khương Kỳ vừa định kháng cự, thì bị hai đội viên tát mạnh cho mấy phát bạt tai, lập tức trở nên biết điều. Hai đội viên áp giải Khương Kỳ và mũ lưỡi chai ra ngoài, Hoàng Thiên thì dẫn theo mấy người Lâm Ngọc An đi ra, một đoàn người quay lại xe. Hai chiếc xe trở về thành phố Bắc Ninh, Hoàng Thiên sai hai đội viên áp giải Khương Kỳ và mũ lưỡi chai đến ngôi nhà hoang ở ngoại thành, còn anh thì đưa Lâm Ngọc An về nhà trước. Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai không dám về nhà. Bọn họ còn chưa hoàn hồn, mà hai đội viên bảo vệ bọn họ, còn đang áp giải Khương Kỳ và mũ lưỡi chai. Ban đầu Hoàng Thiên không muốn đưa Trương Lan Phượng về nhà, thế nhưng Trương Lan Phượng cứ đòi đi theo, Hoàng Thiên cũng thực sự thấy phiền phức. Thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, Hoàng Thiên lái xe đi đến ngôi nhà hoang ở ngoại thành. Ở trong ngôi nhà này, đang nhốt Pôn, ban đầu Hoàng Thiên định lấy Pôn làm mồi, để nhử người của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường. Thế nhưng người của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường hoàn toàn không tới cứu. Mà lại sai thằng nhãi Khương Kỳ này, có ý đồ xấu với Lâm Huỳnh Mai, Hoàng Thiên nghĩ tới những chuyện này, liền cảm thấy nổi giận. Nhìn thấy Hoàng Thiên đến, mấy tên thuộc hạ đều ra tiếp đón, nhường đường cho Hoàng Thiên đi vào trong. Mà lúc này, Pôn vẫn còn đang bị nhốt ở trong nhà kho, Khương Kỳ và mũ lưỡi chai thì bị áp giải vào trong một căn phòng nhỏ. Hoàng Thiên đi xem Pôn trước, thấy Pôn lúc này vẫn đang ngồi trên ghế, vẻ mặt tên này rất không tốt, mặt đầy giận dữ. Vừa nhìn thấy Hoàng Thiên đến, Pôn lập tức trợn trừng mắt lên. Gã thực sự rất bực bội, cuộc sống của tổng đường chủ vô cùng sung sướng, thế mà bây giờ, lại trở thành tù nhân. Mà hơn nữa còn bị nhốt ở trong nhà kho này, ban ngày trời tối đen, ban đêm cũng là trời tối đen. Tối tăm không thấy mặt trời. Pôn hận không thể lập tức giết chết Hoàng Thiên, mới có thể xóa bỏ mối hận trong lòng. Hoàng Thiên, rốt cuộc mày muốn nhốt tao đến bao giờ? Pôn hung dữ hét lên với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cười lạnh lùng, anh cũng đã nhận ra, bây giờ Pôn đang vô cùng giận dữ, tên này đã không còn kiên nhẫn nữa, nhốt thêm vài ngày, e là sẽ bị suy sụp. Chuyện này, phải xem tâm trạng của tao. Hoàng Thiên nói rất bình tĩnh, châm điếu thuốc hút ngay trước mặt Pôn. Ở phía sau Hoàng Thiên, bốn thành viên trong đội đứng đó, bọn họ rất dễ dàng canh giữ Pôn, cho nên căn bản cũng không cần trói Pôn. Cho tên này được tự do từ đầu đến cuối. Pôn tức giận nghiến răng, gã cũng nhận ra. Hoàng Thiên đang cố tình chọc tức gã. Bộ dạng bực tức này, tính tình không tốt thì sẽ trực tiếp bị tức chết. Nghĩ tới đây, Pôn khống chế lại cảm xúc giận dữ của bản thân, nói với Hoàng Thiên, anh Thiên,
anh có yêu cầu gì thì chỉ cần nói ra, tôi là tổng đường chủ của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, có thể làm được rất nhiều việc. Nếu mà anh thiếu tiền thì chỉ cần nói một câu, tôi có thể cho anh rất nhiều tiền, chỉ cần anh thả tôi ra là được. Hoàng Thiên nghe những lời này, cũng thực sự muốn xỉu. Đám cặn bã này, đều muốn dùng tiền để giải quyết, chuyện của chúng mày có thể dùng tiền để giải quyết sao? Mày đừng ảo tưởng nữa, không có chuyện thả mày ra đâu. Hoàng Thiên nhả một vòng khói, ôn hòa nhã nhặn nói. Một câu nói, trực tiếp khiến cho Paul suy sụp. Nghe ý của Hoàng Thiên, là không định thả gã ta ra, không lẽ muốn nhốt gã ở đây cả đời sao? Hoặc là muốn giết chết gã? Những chuyện này đều có thể, Paul vừa nghĩ tới chết, hai chân đã bắt đầu run rẩy, gã thực sự vẫn chưa sống đủ. Dựa vào thân phận và địa vị của gã, sống vô cùng dễ chịu, gã không muốn chết. Anh Thiên, anh không thể làm như vậy. Thế này đi, anh có điều kiện gì cứ nói ra, chỉ cần anh chịu nói ra, tôi chắc chắn sẽ làm được. Paul đứng dậy, lo lắng hỏi Hoàng Thiên, chỉ sợ Hoàng Thiên lại từ chối gã lần nữa. Bụp! Hoàng Thiên trực tiếp đá một phát vào bụng của Paul, đạp Paul ngã lộn xuống đất. Tao bảo mày đứng dậy sao? Hoàng Thiên hỏi lạnh lùng. Paul ôm bụng đau đớn, gã ta thực sự không chịu nổi, cồn cào ruột gan trong bụng. Ngồi trên mặt đất, Paul không dám lên tiếng nữa, sợ Hoàng Thiên lại đánh gã. Thấy bộ dạng này của Paul, Hoàng Thiên không kiềm được mà cười lạnh lùng. Mày biết Khương Kỳ chứ? Hoàng Thiên hỏi Paul. Nghe thấy tên Khương Kỳ, Paul liền ngẩn người, nhưng rất nhanh chóng, trên mặt gã ta hoàn toàn đầy kinh ngạc. Khương Kỳ là người của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, còn là thành viên cốt cán. Paul là tổng đường chủ, đứng thứ hai ở đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, đương nhiên là biết Khương Kỳ rồi. Thế nhưng bây giờ Hoàng Thiên nhắc đến Khương Kỳ, không lẽ Khương Kỳ đã bị Hoàng Thiên bắt? Paul suy nghĩ miên man trong lòng, không dám tin mà nhìn Hoàng Thiên, vì gã biết. Khương Kỳ là người nham hiểm xảo quyệt, mặc dù thực lực chẳng ra gì, nhưng lại rất nham hiểm, nếu Hoàng Thiên có thể bắt được Khương Kỳ, thì quá lợi hại. Tôi biết Khương Kỳ, anh Thiên, anh cũng biết Khương Kỳ. Paul hỏi dò Hoàng Thiên. Biết là tốt, tao dẫn mày đi gặp Khương Kỳ, cho chúng mày gặp mặt nhau. Hoàng Thiên nói xong, vẫy tay với các đội viên ở sau lưng, ra hiệu cho bọn họ đưa Paul ra ngoài. Ngay sau đó, Hoàng Thiên đi ra khỏi nhà kho, trực tiếp đi tới căn nhà có thể ở được ở bên cạnh. Lúc này, Khương Kỳ bị nhốt trong một căn phòng nhỏ. Ở bên cạnh anh ta còn có tên đội mũ lưỡi trai kia. Khương Kỳ vừa thấy Hoàng Thiên đi vào, anh ta lập tức thấp thỏm trong lòng. Bây giờ anh ta đã bị Hoàng Thiên xử lý, vừa nhìn thấy Hoàng Thiên, thì vô cùng lo lắng. Anh rể của Huỳnh Mai, anh đến rồi. Khương Kỳ cúi đầu khom lưng nói với Hoàng Thiên. Bốp! Hoàng Thiên trực tiếp tát Khương Kỳ, tát cho thằng nhãi này ngã lăn xuống đất. Còn dám gọi lung tung, lúc trước đánh mày chưa đủ sao? Hoàng Thiên nói xong, đá cho Khương Kỳ đang nằm dưới đất một trận. Khương Kỳ liên tục kêu đau đớn, anh ta ẩn cái miệng hèn hạ của bản thân, gọi anh rể của Huỳnh Mai cái gì chứ, lúc này lại làm cho Hoàng Thiên nổi giận. Paul bị bốn đội viên áp giải tới, vừa bước vào cửa, thì nhìn thấy Hoàng Thiên đang điên cuồng đánh Khương Kỳ, khiến cho Paul bị dọa không ít. Bây giờ Hoàng Thiên đang nắm giữ tính mạng của Paul, sao Paul có thể không sợ? Trực tiếp đá cho Khương Kỳ đến thoi thóp, lúc này Hoàng Thiên mới ngừng lại. Thế nhưng trận đá điên cuồng này, cũng coi như là giết gà dọa khỉ, dọa Paul sợ đến mức mồ hôi rơi như tắm. Hoàng Thiên nhìn lướt qua Paul, thấy Paul sợ thành ra bộ dạng này, Hoàng Thiên cũng muốn say luôn. Mày nói xem bộ dạng bây giờ của mày, còn dám làm tổng đường chủ gì chứ? Có tí gan này còn làm tổng đường chủ cái đít. Hoàng Thiên nhìn Paul nói. Paul cũng muốn giữ thể diện, gã bị Hoàng Thiên nói đỏ ửng mặt, nói lẩm bẩm, anh Thiên, anh đừng chế giễu tôi nữa. Chế giễu mày thì đã làm sao? Một đội viên đạp Paul ngã sấp dưới đất, đá thêm mấy phát. Sau khi Paul kêu lên đau đớn, trong lòng thực sự muốn thắt cổ luôn. Chuyến này đến Việt Nam, thực sự không nên đến, biết vậy đã chẳng làm. Sớm biết sẽ rơi vào tình cảnh này, có đánh chết cũng không đến Việt Nam tìm Hoàng Thiên phá rối. Đây thực sự là đến tự sát. Bây giờ chết cũng không được, sống cũng không xong, đúng là sống không bằng chết. Không phải là mày đến để cứu nó sao? Có gì muốn nói với nó không? Hoàng Thiên chỉ vào Paul, nói với Khương Kỳ đang nằm dưới đất. Khương Kỳ ngẩng đầu nhìn Paul, anh em cùng cảnh ngộ. Hai tên này đều sắp bật khóc. Tổng đường chủ, tôi muốn cứu anh, nhưng không thành công. Khương Kỳ nói với Paul. Không thành công mày nói làm cái mẹ gì, fuck. Con mẹ mày tao còn không biết mày không thành công sao. Paul vừa khóc vừa trách mắng Khương Kỳ.
gã học cách chửi người của Việt Nam khá là lưu loát. Khương Kỳ bị Pol chọc giận đến trợn tròn mắt, thầm nghĩ Pol đáng chết, mày đến rơi vào tình cảnh này rồi, còn muốn lên lớp tao gì chứ? Trước mắt đã thấy không sống được rồi, Khương Kỳ cũng không còn lý do gì để sợ Pol, anh ta vừa định trả đũa lại, đúng lúc này điện thoại reo lên. Vừa nhìn thấy số điện thoại gọi đến, Khương Kỳ vừa xoắn suýt vừa có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Liếc nhìn Hoàng Thiên, Khương Kỳ không dám nhận điện thoại, sợ Hoàng Thiên xử lý anh ta. Nhận. Hoàng Thiên bình tĩnh nói một câu. Lúc này Khương Kỳ mới dám nhận điện thoại, chỉ thấy phía đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên, Kỳ à, còn đang ở đâu? Về nước rồi còn không ngoan ngoãn ở nhà mấy ngày. Cha ơi, con đang ở thành phố Bắc Ninh, không về nhà được nữa rồi. Khương Kỳ sụt sịt, suýt thì bật khóc. Cái gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con nói rõ ràng ra, vì sao không về nhà được? Cha của Khương Kỳ lo lắng, bắt đầu truy hỏi. Khương Kỳ nhận được điện thoại của cha, giống như vớ được cọng rơm cứu mạng, trực tiếp mừng rỡ như điên. Đối với anh ta mà nói, bây giờ đã là 10 phần chết chín, Pol không cứu được anh ta, đoàn kỵ sĩ Thánh Đường cũng sẽ không có người đến cứu anh ta. Người có thể cứu NH ta, chỉ có thể là cha anh ta. Liếc nhìn Hoàng Thiên, Khương Kỳ không dám nói ra sự thật, vì anh ta sợ Hoàng Thiên nổi giận, lại cho anh ta một trận nữa. Mày cứ việc nói. Hoàng Thiên sớm đã nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng Khương Kỳ, lúc này mới lạnh lùng nói. Có câu nói này của Hoàng Thiên, bây giờ Khương Kỳ mới nói ra, cha à, con bị bắt ở thành phố Bắc Ninh rồi. Không về được, cha mau đến cứu con. Cái gì, rốt cuộc là ai đang gây khó dễ cho con? Kỳ à, con nói cho cha biết, không phải sợ. Bao nhiêu năm nay Khương Minh Long cha cũng không lăn lộn vô ích, ở thành phố Bắc Ninh, cha cũng quen biết không ít người. Khương Minh Long ở đầu dây bên kia điện thoại vô cùng hùng hổ, làm cho con trai ông ta yên tâm. Khương Kỳ cũng cảm thấy lời nói này rất tăng ý chí, trong lòng nghĩ đúng vậy, Hoàng Thiên đúng là rất lợi hại, thế nhưng cha mình là Khương Minh Long, cũng không dễ chọc vào. Nói về quen biết, nhà họ Khương không hề kém cạnh, cha anh ta là Khương Minh Long là người có tiền có quyền, lăn lộn cũng tương đối khá. Nghĩ tới những chuyện này, Khương Kỳ có chút vững dạ trong lòng, khóc kể lể với Khương Minh Long, cha ơi, là một người tên Hoàng Thiên bắt con, cha mau nghĩ cách cứu con đi, nếu chậm trễ thì cha không gặp lại con được nữa đâu. Hoàng Thiên, con bà nó, ông đây chưa từng nghe đến cái tên này. Được rồi Kỳ, tên Hoàng Thiên đó có ở bên cạnh con không? Con đưa điện thoại cho nó, cha nói hai câu với nó. Khương Minh Long tức giận gào lên. Trong lòng Khương Kỳ lại càng yên tâm, cha anh ta trợ giúp rất tốt. Nói ra những lời này khiến anh ta có thêm sức mạnh trong lòng. Hoàng Thiên, cha tôi muốn nói với anh mấy câu. Khương Kỳ dựng thẳng lưng, đưa điện thoại tới trước mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên liếc nhìn Khương Kỳ, không thể không cười khẩy. Thằng nhãi này đúng là đồ hạng hai, còn thực sự cho rằng cha anh ta có thể cứu anh ta sao, nghe điện thoại của cha anh ta, thì anh ta đã vểnh đuôi lên. Lúc này Hoàng Thiên cũng không do dự, cầm lấy điện thoại của Khương Kỳ. Alo. Mày chính là Hoàng Thiên sao? Tao là Khương Minh Long ở huyện Thuận Thành. Khương Minh Long tràn đầy khí thế, trực tiếp tự giới thiệu luôn. Huyện Thuận Thành, Hoàng Thiên cũng đã nghe qua, huyện nhỏ này thuộc quyền quản lý trực tiếp của thành phố Bắc Ninh, cách thành phố Bắc Ninh chỉ khoảng 30 cây số, rất gần. Nhưng mà Khương Minh Long này, Hoàng Thiên lại chưa từng nghe tới. Đúng vậy, tôi là Hoàng Thiên, ông là cha của Khương Kỳ đúng không, tìm tôi có chuyện gì? Hoàng Thiên nói rất bình tĩnh nhã nhặn. Giống như đang bàn chuyện nhà với Khương Minh Long. Thế nhưng lại làm cho Khương Minh Long ở đầu dây bên kia tức giận, thầm nghĩ thằng nhãi Hoàng Thiên này đúng là quá quát, mày bắt con trai tao, tao lại không có chuyện gì để tìm mày sao? Đương nhiên là có, Hoàng Thiên, tao cảnh cáo mày, lập tức thả con trai tao ra. Tiếp đãi nó ăn uống đàng hoàng, nếu không thì tao sẽ giết tới thành phố Bắc Ninh, khiến cho mày chết cũng không biết vì sao lại chết. Khương Minh Long kêu căng phách lối, lớn tiếng quát. Hoàng Thiên cũng không biết phải nói gì, nếu Khương Minh Long ăn nói dễ nghe, thì có lẽ chuyện này còn có thể bàn bạc. Thế nhưng bây giờ lão già này lại ngông cuồng như vậy, trong lòng Hoàng Thiên đương nhiên không vui. Ông muốn giết tới thành phố Bắc Ninh, được, ông đến đi, tôi đợi ông. Hoàng Thiên nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Trong lòng Khương Kỳ lại bắt đầu thấp thỏm, anh ta phát hiện ra hình như Hoàng Thiên hoàn toàn không thèm để cha anh ta vào mắt, không lẽ Hoàng Thiên chưa từng nghe đến nhà họ Khương ở huyện Thuận Thành sao? Thế nhưng cùng lúc này, trong nhà Khương Minh Long ở huyện Thuận Thành. Lúc này Khương Minh Long đang giận sôi máu, Khương Kỳ là con trai ông ta, tình cảm sâu sắc, ông ta rất cưng chiều, nếu không thì,
cũng sẽ không mua chiếc xe Ferrari mấy chục tỷ cho anh ta. Đương nhiên, đây cũng là do nhà Khương Minh Long có tiền có quyền, mấy năm nay dựa vào sự mở rộng của bất động sản, tích góp được tài sản lên tới 100 tỷ, ở huyện Thuận Thành cũng coi như là nhân vật có tiếng nói. Tuy nhiên 2 năm nay, Khương Minh Long phải lo lắng rất nhiều cho Khương Kỳ, bởi vì Khương Kỳ thường xuyên ra nước ngoài, cũng không biết cả ngày đang làm trò máy bay gì. Thực ra Khương Minh Long không biết, Khương Kỳ đã không còn tự quyết định được đời mình, 2 năm trước bị đoàn kỵ sĩ Thánh Đường khống chế, bị ép phải gia nhập tổ chức nước ngoài này, đã không thể quay đầu lại. Một khi Khương Kỳ thoát khỏi đội kỵ sĩ Thánh Đường, thì chắc chắn sẽ phải chịu sự trả thù nghiêm khắc nhất của tổ chức này, khó giữ được tính mạng. Vì thế Khương Kỳ không dám nói với người trong nhà, càng không dám ra khỏi đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, mặc dù anh ta không thiếu tiền tiêu, nhưng cũng bất đắc dĩ phải lăn lộn kiếm cơm ở đoàn kỵ sĩ Thánh Đường. Lão Long à, xảy ra chuyện gì rồi? Sao lại tức đến mức này? Vào đúng lúc này, vợ của Khương Minh Long bước vào, hỏi Khương Minh Long. Khương Minh Long vội vàng hút vài hơi thuốc, đột nhiên đấm mạnh lên mặt bàn, con mẹ nó, thằng Kỳ bị người ta bắt ở thành phố Bắc Ninh rồi. Á, ai có gan lớn như vậy, dám bắt Kỳ nhà chúng ta? Vợ của Khương Minh Long lập tức trợn tròn mắt, người phụ nữ trung niên này cũng không dễ chọc vào, bình thường đều rất đanh đá. Một người tên là Hoàng Thiên, con mẹ nó, cũng không biết thằng nhãi này có lai lịch gì, lại dám chống đối với nhà họ Khương chúng ta. Khương Minh Long hung ác nghiến răng. Không quan tâm nó có lai lịch gì, dám động đến Kỳ, chúng ta sẽ không thể tha cho nó. Lão Long, mau đến thành phố Bắc Ninh đi, phải cứu Kỳ ra. Vợ của Khương Minh Long vội vàng nói. Tôi còn không biết phải mau chóng cứu Kỳ sao. Được rồi, bà nhanh chóng đi gọi Khương Văn Lạc tới đây, tôi hỏi nó chút chuyện. Khương Minh Long phất tay với vợ. Vợ ông ta tức giận muốn phát điên, đi ra ngoài. Không lâu sau, con trai lớn của Khương Minh Long là Khương Văn Lạc, theo mẹ anh ta đi vào. Cha tìm con. Khương Văn Lạc 26 tuổi, từ lúc 7 tuổi, trên người đã mặc quần áo thương hiệu nổi tiếng, vẻ ngoài tuấn tú lịch sự. Khương Văn Lạc, em trai con bị người ta bắt ở thành phố Bắc Ninh, không phải là con có rất nhiều bạn bè ở thành phố Bắc Ninh sao, nghĩ cách cứu em trai con ra đi. Khương Minh Long nói với Khương Văn Lạc. Ban nãy Khương Văn Lạc cũng đã nghe mẹ anh ta nói, cho nên anh ta đã biết Khương Kỳ xảy ra chuyện ở thành phố Bắc Ninh. Cha, biết được do người nào làm không? Khương Văn Lạc hỏi Khương Minh Long. Là một thằng nhãi tên là Hoàng Thiên, ban nãy cha đã nói chuyện với nó qua điện thoại, nghe giọng là một người trẻ tuổi. Khương Minh Long nói. Khương Văn Lạc nghe xong khóe miệng cong lên, mỉm cười. Ha ha, chuyện này dễ xử lý. Lã Việt ở thành phố Bắc Ninh có qua lại với con, ở thành phố Bắc Ninh thì Lã Việt là người một tay che trời. Khương Văn Lạc cười nói rất đắc ý. Khương Minh Long vừa nghe lời nói, hài lòng gật đầu. Ông ta cũng biết người con cả này của ông ta, quen biết với Lã Việt của thành phố Bắc Ninh. Vậy được, bây giờ con gọi điện thoại cho Lã Việt đi, bảo ông ta dù thế nào cũng phải giúp đỡ, cứu em trai con ra. Khương Minh Long nói với Khương Văn Lạc. Cha yên tâm đi, chuyện lớn gì chứ? Tên Hoàng Thiên kia còn không bằng con chó, ở trước mặt Lã Việt, thằng nhãi này phải quỳ gối, ha ha. Khương Văn Lạc cười rất đắc ý, lấy điện thoại ra gọi điện cho Lã Việt. Mà lúc này ở trong kho hàng của ngôi nhà hoang, Hoàng Thiên đang cùng với mấy đội viên thẩm vấn Khương Kỳ. Khương Kỳ hỏi gì cũng đều nói không biết, cúi đầu không chịu nói một câu nào, anh ta bày ra vẻ mềm yếu ở trước mặt Hoàng Thiên. Đối với Khương Kỳ mà nói, anh ta không thể để lộ ra bất cứ điều gì cho Hoàng Thiên biết. Nếu không đoàn kỵ sĩ Thánh Đường sẽ không tha cho anh ta. Khương Kỳ ngây người ở bên trong tổ chức này hơn 2 năm. Anh ta biết tổ chức này hung ác như thế nào, từ trước đến nay tổ chức sẽ không nương tay với kẻ phản bội. Khương Kỳ cảm thấy chỉ cần anh ta có thể chịu đựng thì cha của anh ta sẽ đến thành phố Bắc Ninh cứu anh ta, bởi vì bây giờ cha của anh ta đã biết rằng anh ta đang bị nhốt ở thành phố Bắc Ninh, hơn nữa ông ấy cũng biết là Hoàng Thiên bắt anh ta. Không chịu nói bất cứ điều gì đúng không? Hoàng Thiên nhìn Khương Kỳ, lúc này trong lòng anh cũng hơi nổi giận. Anh ta không chịu nói về manh mối Pol có giá trị như thế nào, Hoàng Thiên vẫn còn đang trông cậy vào Khương Kỳ để biết một số tin tức. Không ngờ miệng lưỡi của thằng nhãi này lại cứng như vậy. Lúc này Khương Kỳ vẫn cúi đầu không nói tiếng nào như cũ, anh ta giả bộ trở thành bức tượng ở trước mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không hề động đến anh ta, nhưng mà hai đội viên cấp dưới của anh lại có tính cách nóng nảy, làm sao có thể nhìn nổi chứ? Một đội viên nhìn thấy Khương Kỳ giả bộ làm bức tượng thì không kìm nén được sự giận dữ, anh ta đi tới dùng súng điện đánh lên trên mặt Khương Kỳ.
Khương Kỳ bị đánh đến nỗi kêu oai oái, anh ta làm sao có thể chịu nổi trận đánh như vậy chứ? Đừng đánh nữa, tôi không chịu được nữa. Khương Kỳ khóc nói. Hoàng Thiên nhìn thấy dáng vẻ con hàng này như vậy thì thật sự choáng váng, một người đàn ông khóc vì bị đánh mà cũng được sao? Không chịu được thì nói ra, mày không chịu nói gì hết không phải là tự mình muốn bị đánh sao? Hoàng Thiên nhìn Khương Kỳ nói. Khương Kỳ bày ra dáng vẻ rất vô tội nói với Hoàng Thiên, Hoàng Thiên, rốt cuộc mày muốn tao nói cái gì chứ? Tao không biết gì cả, mày đừng hỏi tao. Được thôi, tao sẽ không hỏi mày nữa, chỉ cần mày có thể chịu đựng là được rồi. Hoàng Thiên không muốn tốn nước bọt với Khương Kỳ, lúc này anh đứng lui sang một bên. Động tác này của anh chẳng khác nào là ra lệnh, mấy người đội viên đi tới đánh Khương Kỳ ngã trên mặt đất rồi không ngừng dạy dỗ. Khương Kỳ không phải được làm bằng sắt, thằng nhãi này chỉ là một cậu chủ non nớt, anh ta lăn lộn ở trong đoàn kỵ sĩ thánh đường 2 năm cũng chỉ là do không có cách nào mà thôi, anh ta không phải là người chính trực. Khương Kỳ bị đánh chưa đến nửa phút đã thật sự không chịu được nữa, rốt cuộc cũng khóc la lên, Hoàng Thiên, bảo người của mày đừng có đánh tao nữa, tao sẽ nói hết những điều mà tao biết. Hoàng Thiên nghe thấy thì hơi khẽ nhíu mày, Khương Kỳ sao phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Chắc chắn phải bị đánh cho một trận thì mới chịu trung thực. Tạm thời đừng đánh nữa, để cho cậu ta nói. Hoàng Thiên phất tay ra hiệu đội viên cấp dưới dừng tay. Khương Kỳ từ dưới đất bò dậy, bây giờ thằng nhãi này có cảm giác khắp cả người chỗ nào cũng đau đến nỗi sắp tan thành từng mảnh. Thực ra mấy đội viên chỉ phạt cảnh cáo thôi chứ không dùng nhiều sức, nếu không thì bây giờ Khương Kỳ đã trở thành xác chết rồi. Paul ở một bên trơ mắt nhìn cảnh tượng này, thật ra thì gã rất là sợ. Bởi vì lúc trước gã cũng đã không ít lần bị Hoàng Thiên đánh. Paul nhìn Khương Kỳ rồi ho khan ra hiệu Khương Kỳ không được nói hết tất cả mọi chuyện, phải chú ý đến hậu quả. Khương Kỳ nghe thấy tiếng ho khan của Paul thì lại bắt đầu sợ hãi đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, anh ta thật sự không dám bán đứng đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, đám người kia sẽ giết hết cả nhà anh ta. Mày còn ho khan sao? Xem ra mày cũng ngứa ra rồi. Hoàng Thiên trừng mắt nhìn Paul. À không không không, anh Thiên tôn kính. Tôi chỉ là hơi bị cảm nên mới ho khan. Paul vội vàng giải thích, gã e ngại nhìn Hoàng Thiên. Ha ha! Hoàng Thiên nhìn Paul rồi cười lạnh lùng, sau đó phất tay với hai đội viên. Hai đội viên hiểu rõ nhanh chóng lôi Paul đi ra ngoài chào hỏi một lúc. Nghe thấy Paul không ngừng kêu rên ở bên ngoài nhà kho, trong lòng Khương Kỳ dần trở nên lạnh lẽo. Anh ta phát hiện nếu như chọc phải Hoàng Thiên thì hậu quả thực sự quá nghiêm trọng, Hoàng Thiên thật sự không thích xảy ra sự cố. Hoàng Thiên, tao chỉ là một tôm tép ở trong đoàn kỵ sĩ Thánh Đường mà thôi, cho nên điều mà tôi biết cũng không nhiều, tôi không có lừa anh. Khương Kỳ cay đắng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lạnh lùng khịt mũi, thật ra anh cũng có thể nhìn ra dáng vẻ của Khương Kỳ giống như một con gấu nên sẽ không được trọng dụng ở trong đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, vì vậy chỉ có thể là tay chân. Thế nhưng kẻ vô dụng đôi khi cũng có thể làm nên chuyện lớn. Lần này Khương Kỳ tới thành phố Bắc Ninh là để nghĩ cách cứu Paul. Trái lại sắp xếp cái thằng mũ lưỡi chai yểm trợ cho Khương Kỳ rất là chu đáo. Hơn nữa còn ra tay với Lâm Huỳnh Mai, trước tiên dùng thân phận cao giáo đẹp trai nhà giàu để quyến rũ Lâm Huỳnh Mai, sau đó lại lợi dụng Lâm Huỳnh Mai để đạt được mục đích, mưu đồ cũng thật là hiểm ác. Nghĩ tới những điều này Hoàng Thiên nói với Khương Kỳ, tao mặc kệ mày có phải là tay chân hay không. Tao chỉ muốn biết mày theo lệnh của ai đến thành phố Bắc Ninh cứu Paul. Người phái mày tới đây tên là gì, ở đâu? Khương Kỳ ngây ngẩn cả người. Anh ta nói, người đứng đầu đoàn kỵ sĩ Thánh Đường ra lệnh rồi để người khác thông báo với tôi cũng không biết người đứng đầu là ai. Lúc nói ra những lời này vẻ mặt của Khương Kỳ lúng túng, khiếp đảm nhìn Hoàng Thiên, anh ta sợ Hoàng Thiên sẽ nổi giận. Hoàng Thiên nhìn mặt để nói chuyện, anh phát hiện Khương Kỳ hẳn là không nói dối, hơn nữa người đứng đầu đoàn kỵ sĩ Thánh Đường hẳn cũng sẽ không phản ứng bởi một nhân vật nhỏ giống như Khương Kỳ không biết người đứng đầu là ai cũng không có gì là kỳ lạ. Hỏi Khương Kỳ còn không bằng hỏi Paul, dù sao thì Paul cũng là tổng đường chủ của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường nên chắc chắn sẽ biết người đứng đầu là ai. Thật ra Hoàng Thiên cũng suy nghĩ muốn hiểu thêm tình hình mà thôi, người đứng đầu của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường hẳn là ở nước ngoài, Hoàng Thiên thật sự không muốn đi ra nước ngoài để chỉnh đốn người đứng đầu kia. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại di động của Hoàng Thiên vang lên. Nhìn dãy số là Lã Việt gọi tới. Cậu Thiên, anh ở đâu vậy? Sau khi điện thoại được kết nối thì giọng nói của Lã Việt vang lên. Hoàng Thiên nói ra vị trí mà mình đang đứng với Lã Việt, sau đó nói, Lã Việt, có việc gì sao? Anh bắt Khương Kỳ nên anh trai cậu ta tới tìm tôi. Muốn tôi cầu xin anh thả Khương Kỳ ra. Lã Việt không giấu giếm Hoàng Thiên mà đi thẳng vào vấn đề.
Hoàng Thiên nghe thấy thì hơi ngạc nhiên, Lão Việt rất ít khi cầu xin anh, vậy mà hôm nay lại cầu xin thương tình, xem ra anh trai của Khương Kỳ có quan hệ không bình thường với Lão Việt. Hoàng Thiên vẫn luôn xem Lão Việt là anh em. Lão Việt đã nói như vậy thì Hoàng Thiên vì đương nhiên không muốn làm ông ta mất mặt, nhưng Khương Kỳ do đoàn kỵ sĩ thánh đường phái tới quấy rối, cho nên không phải nói thả là thả. Anh tới đây trước đi, tôi gửi vị trí chính xác cho anh. Hoàng Thiên nói xong thì cúp điện thoại rồi gửi vị trí cho Lão Việt. Khương Kỳ căng thẳng nhìn Hoàng Thiên, anh ta nghe thấy Hoàng Thiên nhắc tới cái tên Lão Việt thì không khỏi mừng rỡ ở trong lòng. Bởi vì anh ta biết Khương Văn Lạc anh trai anh ta đã quen biết với Lão Việt rất nhiều năm, không ngờ Lão Việt có thể nói chuyện với Hoàng Thiên, lần này anh ta được cứu rồi. Anh Thiên, là Lão Việt gọi điện cho anh sao? Tâm lý của Khương Kỳ rất kích động, không nhịn được muốn xác nhận một chút với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong cười nhạt một tiếng, hỏi Khương Kỳ, thế nào, mày cũng quen Lã Việt à? Đương nhiên quen, Lã Việt và anh tôi là bạn tốt, anh Thiên, anh cũng quen biết Lã Việt nhỉ? Khương Kỳ dò hỏi. Hoàng Thiên không để ý Khương Kỳ, lúc này bước nhanh ra khỏi nhà kho. Bên ngoài, Bồn đã được dạy dỗ đến nỗi gọn gàng ngăn nắp, tên nhãi này co quắp ngồi dưới đất, nhìn thấy Hoàng Thiên đi ra, trái tim gã như muốn nhảy ra ngoài. Đối với Bồn mà nói. Bị Hoàng Thiên giữ ở đây quả thực đau khổ. Cũng biết cuộc sống như vậy còn phải tiếp tục đến khi nào, càng không biết Hoàng Thiên có thể giết gã trong lúc tức giận hay không. Anh Thiên, anh hãy thả tôi ra đi, tôi hứa sau khi trở về tôi sẽ thuyết phục thủ lĩnh của chúng tôi, bảo anh ta đừng đối địch với anh nữa. Paul trợn mắt nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên sao có thể tin tưởng tên Paul nói sang nói bậy này, loại người này ở trước mặt một vẻ, phía sau một vẻ. Nếu thả gã về, sau này khó lường. Cho dù không chiếm được manh mối có giá trị từ chỗ Pôn đây, Hoàng Thiên cũng chuẩn bị đưa Pôn đến ngục giam bí mật, miễn cho tên nhãi này lại đi ra ngoài gây tai họa cho người khác. Mày dẹp suy nghĩ này đi, muốn sống thì hãy bảo thủ lĩnh của bọn mày tới nói chuyện với tao, nếu không thì cũng đừng tránh tao lòng dạ độc ác. Hoàng Thiên nửa thật nửa giả nói một câu. Nghe xong lời này, Pôn xém chút nữa sụp đổ. Thủ lĩnh đoàn kỵ sĩ thánh đường bọn họ chính là người âm hiểm và cực kỳ cẩn thận, sao có thể vì gã mà mạo hiểm tới Việt Nam chứ? Nhưng nghe ý này của Hoàng Thiên, nếu thủ lĩnh không tới thì cái mạng nhỏ của Pôn gã đây sẽ không còn, gã nào dám không sợ. Anh Thiên, anh không thể làm như vậy, thả tôi sẽ tốt cho anh mà. Pôn cũng không biết nói gì mới tốt. Thả mày, để mày lại tới quấy rối tao à? Ha ha, mày nghĩ như thế nào vậy? Hoàng Thiên cười lạnh, vỗ mặt Pôn. Pôn tức giận đến đỏ mắt, gã cảm thấy phổi cũng muốn phình ra, nhưng hết lần này tới lần khác đều không dám tỏ vẻ bất mãn với Hoàng Thiên. Nửa tiếng sau, Lã Việt lái xe tới đây. Đi cùng ông ta còn có một chiếc Mercedes màu đen. Lúc này Lã Việt một mình đến, sau khi anh ta xuống xe, trong chiếc Mercedes có ba người bước xuống. Một đôi nam nữ trung niên, chính là Khương Minh Long và vợ của ông ta, còn có một người trẻ hơn 20 tuổi khác, chính là Khương Văn Lạc. Một nhà ba người này tất cả đều đến, lúc trước từng gặp mặt Lã Việt, Khương Văn Lạc bảo Lã Việt gọi điện, muốn đòi người với Hoàng Thiên. Lã Việt vừa xuống xe đã thấy Hoàng Thiên, còn có mấy đội viên kia. Mà Pôn lúc này quỳ dưới đất, đang cầu xin Hoàng Thiên tha cho gã, trình độ người nước ngoài này đã lên đến mức đê tiện, tất cả đều chỉ vì mạng sống của gã. Anh ta làm gì vậy? Lã Việt rất hoài nghi, đi tới hỏi Hoàng Thiên. Là một bọn với Khương Kỳ kia. Hoàng Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không giải thích quá nhiều với Lã Việt. Lã Việt khẽ gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Lúc này ông ta quay đầu nhìn Khương Văn Lạc bọn họ một chút, ra hiệu tất cả bọn họ tới đây. Một nhà ba miệng Khương Văn Lạc bọn họ đi tới, lúc này Khương Văn Lạc vẫn vô cùng ra vẻ, anh ta cảm thấy có Lã Việt ở đây, Hoàng Thiên sẽ thả Khương Kỳ ra vô điều kiện. Anh ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói có người nào tên Hoàng Thiên, trong ấn tượng của anh ta, Lã Việt chính là nhân vật châu bò nhất thành phố Bắc Ninh, Hoàng Thiên còn dám không nghe lời Lã Việt. Mà Khương Minh Long và vợ ông ta thì hung hăng trừng mắt Hoàng Thiên. Vô cùng bất mãn với Hoàng Thiên. Thầm nghĩ chính là thằng nhóc này bắt cóc Kỳ, mẹ nó, ăn mặc như kẻ quê mùa vậy mà cũng dám động tới Kỳ à, muốn chết sao? Ha ha, anh Việt, anh ta chính là Hoàng Thiên sao? Khương Văn Lạc rất hả hê cười một tiếng, khinh miệt chỉ Hoàng Thiên rồi hỏi Lã Việt. Nhìn thấy đức hạnh này của Khương Văn Lạc, Lã Việt thật sự đúng là giật nảy mình. Anh ta cũng có hơi hối hận, trước khi đến quá vội vàng, không dặn dò Khương Văn Lạc. Càng không có nói cho Khương Văn Lạc rằng Hoàng Thiên châu bò bao nhiêu. Khương Văn Lạc, cậu đừng nói lung tung. Lã Việt trừng Khương Văn Lạc một chút, giọng nói trầm thấp.
Khương Văn Lạc nghe thấy rất xem thường mà bĩu môi, hai tay đút vào túi quần hừ một tiếng. Anh Việt à, hôm nay tôi nể mặt anh nên không đánh tên họ Hoàng này, anh bảo anh ta lập tức thả Khương Văn Lạc ra. Khương Minh Long tức giận đầy bụng, nói với Lã Việt. Lã Việt nhíu mày, ông ta cũng thật sự bồi phục, Khương Minh Long này khẳng định đã quen ra vẻ ngầu lòi ở huyện Thuận Thành, đến thành phố Bắc Ninh còn phách lối như vậy. Tổng Giám Đốc Long, nếu các người nói chuyện với thái độ như vậy, việc này tôi thật sự không quản được. Lã Việt nói với Khương Minh Long. Khương Minh Long nghe thấy thì trừng mắt, ông ta đương nhiên không dám vô lễ với Lã Việt, nhưng nghe lời Lã Việt nói thì trong lòng ông ta rất không phục. Hừ, anh ta là một kẻ quê mùa mà thôi, anh Việt anh muốn tôi dùng thái độ gì nói chuyện với anh ta? Khương Minh Long không phục khẽ nói. Mày là Hoàng Thiên đúng không? Mày mau thả con trai tao ra, nếu không mẹ nó tao xé nát mặt của mày. Người vợ đanh đá của Khương Minh Long mạnh mẽ bước lên, lúc này không nói gì đã vào tới trước mặt Hoàng Thiên, muốn tát vào mặt Hoàng Thiên. Sắc mặt Hoàng Thiên đã sớm chìm xuống, một nhà ba người Khương Minh Long này quả thực rảnh rỗi muốn ăn đòn. Không đợi bà vợ của Khương Minh Long tới gần Hoàng Thiên, một tên thuộc hạ đã ngăn cả bà ta, không để bà ta bước qua. Bà vợ Khương Minh Long vừa muốn ra tay với đội viên này thì bị Lã Việt quát lên ngăn cản. Bà Châu, nếu bà lại không thể kiềm chế, tôi cũng mặc kệ chuyện này. Lã Việt tức giận. Chuyện này. Bà vợ Khương Minh Long nghe lời này xong thì lập tức rất biết điều, hậm hực đi về, không dám dương oai nữa. Cậu Thiên, anh sẽ không tức giận chứ? Gương mặt Lã Việt hổ thẹn đến gần Hoàng Thiên, hỏi Hoàng Thiên. Thấy Lã Việt như thế, cả nhà Khương Minh Long đều có hơi mơ hồ. Vốn cho rằng Lã Việt đến đây sẽ hung hăng của mắng Hoàng Thiên một trận, ra lệnh Hoàng Thiên thả Khương Kỳ. Nhưng nào ngờ Lã Việt vậy mà gọi Hoàng Thiên một tiếng cậu Thiên, Lã Việt này điên rồi à? Không sao. Hoàng Thiên vỗ vai Lã Việt, ra hiệu cho ông ta yên tâm. Trong lòng Lã Việt vô cùng cảm động, ông ta biết Hoàng Thiên thật sự bán cho ông ta mặt mũi rất lớn, nếu không phải nhìn mặt mũi ông ta, Hoàng Thiên khẳng định đánh cả nhà Khương Minh Long rồi. Anh Việt, không đến mức đó chứ, anh gọi anh ta là cậu Thiên. Mấy người đều chú ý chút cho tôi, cố gắng cầu xin cậu Thiên để đưa Khương Kỳ về, chuyện đó là quan trọng nhất. Lã Việt cảnh cáo Khương Văn Lạc bọn họ. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, Lã Việt và Khương Văn Lạc quen biết nhiều năm, vẫn còn chút tình bạn, hơn nữa Lã Việt luôn rất có tình có nghĩa, bạn bè có chuyện vẫn múa ngúp. Mặc dù Khương Văn Lạc này rất kiêu căng điên cuồng, nhưng quả thật có chút tình cảm với Lã Việt, trước đó cũng đã giúp Lã Việt làm việc. Thấy Lã Việt như vậy, Khương Văn Lạc vẫn nhìn hình mà hiểu tiếng, anh ta cũng không phải kẻ ngu, lúc này đã nhận ra Hoàng Thiên này có thân phận rất châu bò. Có thể khiến Lã Việt kính nể như thế, vậy thì người này nhất định không phải là người bình thường rồi. Đầu óc Khương Văn Lạc rất nhạy bén, bây giờ anh ta có dùng đầu ngón chân để suy nghĩ thì cũng có thể nghĩ ra được là Hoàng Thiên không phải người bình thường. Khương Văn Lạc đánh giá con người của Hoàng Thiên một chút rồi thu lại cái nhìn khinh khi với anh, trong lòng nghĩ đừng nhìn Hoàng Thiên ăn mặc giản dị quê mùa, khiêm tốn nhưng thật ra anh không phải là người đơn giản. Còn nữa, mấy thuộc hạ của Hoàng Thiên, nhìn thôi đã biết không phải bình thường, trên người ai ai cũng tràn đầy sát khí uy nghiêm, khiến người khác nhìn là cảm thấy như bị đè ép một cách mãnh liệt. Chỉ mới nghĩ đến đây thôi, Khương Văn Lạc vội vàng đi đến gần Hoàng Thiên rồi nói, Ngài Thiên, xin tha lỗi cho tôi vì những lời nói sắc sực vừa rồi, mong ngài hãy bỏ qua chôn Hoàng Thiên nhìn Khương Văn Lạc, cái tên này nói chuyện nghe rất không ổn, mà còn rất kiêu ngạo, thật sự là đủ cho người ta tức giận. Nhưng nể mặt anh ta là bạn tốt của Lã Việt, Hoàng Thiên không muốn tính toán quá nhiều với anh ta. Thôi bỏ đi, cậu cũng là bạn bè của Lã Việt, vậy thì cũng coi như là bạn bè của tôi. Hoàng Thiên vỗ vỗ vai của Khương Văn Lạc. Khương Văn Lạc vẫn có cảm thấy không quen Hoàng Thiên vỗ vai anh ta như thế, làm anh ta cảm thấy có chút hượng gạo. Cũng có thể nói là do tính tình kiêu ngạo của anh ta nối dậy, bởi vì trong huyện Thuận Thành, vẫn chưa có ai dám vỗ vai anh ta như Hoàng Thiên. Chỉ là Khương Văn Lạc cũng đã phản ứng lại rất nhanh, cười với Hoàng Thiên, lúc này cũng không nói thêm gì nữa. Khương Minh Long nhìn thấy con trai bắt tay làm hòa với Hoàng Thiên, ông ta cũng không huênh hoang nữa, kéo vợ của ông ta lại, ra hiệu vợ mình đừng nói lung tung nữa. Hừ, vợ của Khương Minh Long hừ một tiếng, trợn mắt lên liếc nhìn Hoàng Thiên. Bà ta cũng được coi là một quý bà, chồng của bà ta ở huyện Thuận Thành cũng là người có thân phận, bình thường tính tình của bà ta rất ngạo mạn, sao có thể xem Hoàng Thiên ra gì chứ? Hơn thế nữa, Hoàng Thiên còn bắt con trai của bà ta, giờ trong bụng bà ta đang nghẹn lại một bụng lửa giận, không tiến lên xử Hoàng Thiên thì đã là rất kiềm chế rồi. Khương Minh Long cũng biết vợ mình là người có tính cách như thế nào, cho nên ông ta cũng không hoàn toàn yên tâm,
biết rõ bất cứ lúc nào vợ mình cũng có thể gây hứng với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên này, nếu chúng ta đã thảo bỏ mọi hiểu lầm rồi, vậy thì giờ hãy nhanh chóng đưa chúng tôi đi gặp Khương Kỳ đi, được không? Khương Minh Long ưỡn bụng bia lên, không gấp không vội nói chuyện với Hoàng Thiên. Nhưng mà Hoàng Thiên cười lạnh lùng, nếu không phải nể mặt người anh em tốt là Lã Việt thì bản thân anh có thể để mặc cho nhà họ Khương dùng thái độ đó cư xử với anh hay sao? Họ còn dám tức giận, Khương Kỳ làm ra những chuyện gì, trong lòng họ không biết hay gì. Nhưng Hoàng Thiên lại không nói ra lời này, trong lòng biết chừng mực là được rồi, không nhất thiết phải lãng phí nước miếng với người nhà họ Khương. Được thôi. Hoàng Thiên nói với Khương Minh Long, sau đó vung tay ra hiệu cho một tên thuộc hạ. Thuộc hạ đó hiểu ý Hoàng Thiên, quay lưng đi vào trong kho. Không bao lâu sau, tên thuộc hạ đó đã vác Khương Kỳ từ trong kho ra. Lại nhìn Khương Kỳ thêm lần nữa, quả thật vô cùng thê thảm. Trên đầu có ba cục u lớn, mũi đỏ mặt sưng, mũi còn dỉ ít máu, không nhìn kỹ là sẽ không nhận ra gương mặt của anh ta nữa. Con ơi! Vợ của Khương Minh Long kinh hoàng kêu lên một tiếng, lao đến nhanh như bay, ôm lấy Khương Kỳ nhìn trái nhìn phải. Thấy Khương Kỳ bị đá thành dáng vẻ này, vợ của Khương Minh Long không nhịn được nữa, con người của bà ta trợn tròn, quay đầu nhìn Hoàng Thiên. Khương Minh Long cũng sửng sốt không kém, ông ta chạy lên phía trước, kiểm tra thương tích của Khương Kỳ. Khương Văn Lạc cũng cau mày lại, anh ta cảm thấy Hoàng Thiên có chút vô lý và quá đáng rồi, thế mà dám đánh Khương Kỳ thành ra thế này. Đương nhiên, Khương Văn Lạc cũng không biết là em trai mình, Khương Kỳ đã làm ra những chuyện gì. Nếu như biết rồi, anh ta cũng có thể hiểu được tại sao Hoàng Thiên lại đánh đập Khương Kỳ nặng đến như vậy. Cha ơi, mẹ ơi! Khương Kỳ cũng coi như là gặp lại được người thân rồi, khóc hét lên, nhìn dáng vẻ như một thằng yếu kém vô dụng. Con trai, con làm sao thế hả? Ai đã đánh con ra nông nỗi này? Có phải là Hoàng Thiên đánh con không? Vợ của Khương Minh Long cố gắng truy hỏi con trai Khương Kỳ, bà ta vừa đau lòng cho con trai, vừa hận Hoàng Thiên đến thấu xương. Đúng rồi mẹ ơi, cái tên họ Hoàng này, nó ngược đãi con rất thê thảm, hu hu hu. Khương Kỳ ôm mặt khóc nức nở, vừa khóc vừa kêu lên rất đáng thương. Vợ của Khương Minh Long nghe thấy những lời này, lập tức tức đến muốn nổ phổi, buông Khương Kỳ ra, quay lưng đi về phía Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vừa nhìn thấy dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của bà ta, bất giác nhíu mày lại. Cái bà già này muốn gì, chẳng lẽ muốn qua đây khoa tay múa chân? Trong lòng Hoàng Thiên âm thầm nghĩ ngợi. Lã Việt vừa nhìn thấy bộ dạng này của bà ta, lập tức ý thức được có chuyện không hay. Thật sự không dễ dàng gì mới có thể lấy thân phận của mình ra cầu xin dùm cho Khương Kỳ, Hoàng Thiên cũng nể mặt anh ta, nếu như bây giờ vợ Khương Minh Long làm loạn, chuyện này coi như toi rồi. Nghĩ đến đây, Lã Việt vội vàng kéo Khương Văn Lạc cùng anh ta đi qua bên đó. Họ Hoàng kia, mày vẫn là con người sao? Con trai tao gây thù chuốc oán gì với mày, mà mày lại ra tay tàn ác như vậy với nó? Vợ của Khương Minh Long hung hăng dữ dằn chửi bới, vừa đến trước mặt của Hoàng Thiên đã quát lớn, hận không thể cào nát mặt của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng vô cùng bất lực, vợ của Khương Minh Long rất giống một mụ đàn bà chua ngoa. Sao có thể để bà ta muốn làm gì thì làm chứ? Hoàng Thiên lướt qua một bên, né tránh được móng vuốt của bà ta ngay lập tức. Vợ của Khương Minh Long nhìn thấy Hoàng Thiên còn dám né tránh, càng tức đến bốc khói, lại sắp như điên mà ra tay với Hoàng Thiên. Mẹ, mẹ đừng có ra tay, không được đụng đến ngài Hoàng. Khương Văn Lạc ôm mẹ mình lại, tránh bà ta lại gây thêm họa lớn. Khương Văn Lạc con đừng có cản mẹ lại. Hừ, mẹ thấy cái tên Hoàng Thiên này thật không ra gì, lại dám đánh Khương Kỳ ra nông nỗi này. Trong lúc tức giận Khương Minh Long cũng đã mặc kệ mọi thứ, lớn tiếng hét lên, đã lao đến trước mặt của Hoàng Thiên, vung nắm đấm lên định cho Hoàng Thiên một cú đấm. Bốp! Lần này Hoàng Thiên không nể nang gì nữa, trực tiếp tung một cú đá bay Khương Minh Long 3-4 mét. Chu choa mẹ ơi! Khương Minh Long đau quá kêu lên, ngã lăn 7-8 vòng, thiếu chút nữa là đứt hơi. Cú đá này đã Khương Minh Long không nhẹ, đồng thời cũng khiến cho vợ của Khương Minh Long dừng lại trong giây lát. Bà ta bình tĩnh lại, cuối cùng cũng nhận rõ được sự thật, đó chính là không thể đối đầu trực diện với Hoàng Thiên ở tại nơi này, bởi vì nếu làm vậy thì chỉ có chịu thiệt thôi. Hoàng Thiên, tại sao cậu lại đánh con trai tôi ra nông nỗi này? Dù cho cậu đủ lợi hại, thì cậu cũng phải nói lý chứ. Vợ của Khương Minh Long chất vấn Hoàng Thiên. Hớ hớ con trai bà đã làm những gì, bà đừng nói với tôi là bà không biết gì hết nha. Hoàng Thiên lạnh lùng cười, hỏi ngược lại vợ của Khương Minh Long. Vợ của Khương Minh Long sững lại, cắn răng hỏi, nói, con trai tôi đã làm gì chứ, tôi không thể không biết sao, cái gì nó cũng không cần làm,
gia đình chúng tôi có tiền, còn cần nó đi làm gì sao? Thằng đó cái gì cũng không làm hả? Sắc mặt Hoàng Thiên trầm xuống, bèn đi đến trước mặt của Khương Kỳ, nhéo lỗ tai của Khương Kỳ lên lạnh lùng nói, mày lớn tiếng nói ra hai năm nay mày đã làm những chuyện thiếu đạo đức gì? Khương Kỳ đau đến mức nghiến răng, thấy Hoàng Thiên nói thế, Khương Kỳ kêu khổ không thành tiếng. Nếu như ba mẹ anh ta biết hai năm này anh ta làm việc cho đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, không chửi chết anh ta mới là lạ. Nhưng không nói thì không được, Hoàng Thiên chắc chắn là không thể tha thứ cho anh ta. Khương Kỳ không còn cách nào khác, đành phải nói tóm tắt chuyện đã làm hai năm vừa rồi một lượt. Sau khi nghe Khương Kỳ nói xong, cả nhà Khương Minh Long đều vô cùng ngạc nhiên. Khương Văn Lạc lại càng không ngờ được. Mặc dù anh ta chưa từng được nghe về chuyện xảy ra ở đoàn kỵ sĩ Thánh Đường nhưng cũng có thể đoán được tổ chức ở nước ngoài này chắc chắn rất độc ác, nếu không thì cũng sẽ không đến Việt Nam giết Hoàng Thiên. Em trai vậy mà lại làm việc ở loại tổ chức như thế này, gây thù chuốc oán với Hoàng Thiên, còn bắt cóc cô em vợ của Hoàng Thiên, cũng khó trách Hoàng Thiên sẽ tức giận như vậy. Khương Văn Lạc nghĩ tới những chuyện này, anh ta hoàn toàn không có ác ý với Hoàng Thiên, chỉ là oán trách Khương Kỳ. Nhưng vợ chồng Khương Minh Long lại không nghĩ như vậy. Bọn họ nghĩ bất kể Khương Kỳ làm chuyện gì thì người khác cũng không có quyền đánh Khương Kỳ thành như thế này. Lửa giận trong lòng Khương Minh Long bừng bừng, nhưng ông ta không hề thể hiện ra, ông ta biết đấu ở đây không lại Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, tôi đưa Khương Kỳ đi được không? Khương Minh Long trừng mắt hung hăng nhìn Hoàng Thiên, ông ta vốn đã không che được sự phẫn nộ trong lòng. Được. Hoàng Thiên rất tùy ý nói, nụ cười trên mặt thản nhiên. Hoàng Thiên thật sự không nhìn ra được gì sao? Cái vẻ oán hận kia của Khương Minh Long, Hoàng Thiên đều thấy hết, biết là ông già này đang không phục. Vợ Khương Minh Long cũng sầm mặt, bà ta trừng mắt nhìn Hoàng Thiên nhưng lại không dám nói gì. Chúng ta đi thôi. Khương Minh Long vung tay lên, dẫn đầu đưa Khương Kỳ đi ra ngoài cửa lớn. Vợ Khương Minh Long đi theo phía sau tức đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có Khương Văn Lạc là còn tạm được, anh ta nói với Hoàng Thiên, ngài Hoàng Thiên, chuyện lần này cảm ơn ngài đã giơ cao đánh khẽ. Hoàng Thiên không nói gì, Khương Kỳ cũng không phải việc gì to tát, xem như là giúp lã Việt một lần. Khương Văn Lạc thấy Hoàng Thiên không nói gì, anh ta lại nói cảm ơn với lã Việt, rồi mới đi theo người nhà ra khỏi nơi này. Cậu Thiên, tôi không làm hỏng chuyện của anh chứ? Lã Việt có chút ngượng ngùng hỏi Hoàng Thiên. Khách sáo với tôi như vậy làm gì, đi về trước đi. Hoàng Thiên nói với lã Việt. Được rồi, vậy tôi đi trước. Lã Việt nói với Hoàng Thiên. Sau đó quay người rời khỏi nơi này của Hoàng Thiên. Tiễn lã Việt xong, Hoàng Thiên nhìn Paul vẫn đang nằm vật trên mặt đất một chút. Hồi nãy Paul bị đánh mấy cái, bây giờ đã không dám đứng lên, sợ lại bị đánh. Ngài Thiên, đừng đánh tôi thật sự không chịu nổi. Paul hoảng hốt nhìn Hoàng Thiên, sợ Hoàng Thiên sẽ lại đánh anh ta lần nữa. Bị Hoàng Thiên đánh đến ám ảnh, theo bản năng Paul đương nhiên sợ hãi. Nhưng mà bây giờ Hoàng Thiên đã không còn tâm trạng để dạy dỗ Paul. Cũng không khai thác ra được gì từ miệng tên này, miệng lười tên này vừa đanh thép vừa giảo hoạt rất khó đối phó. Ngẫm nghĩ một chút, Hoàng Thiên vẫn quyết định đưa Paul và tên đội mũ lưỡi chai cùng đến ngục giam bí mật của Vũ Thanh, chuyện đoàn kỵ sĩ Thánh Đường này tạm thời dừng lại. Nếu như lúc đoàn kỵ sĩ Thánh Đường không tìm đến làm phiền, vậy thì hai bên đều bình an vô sự. Nếu như bị họ lại đến Việt Nam gây chuyện thì Hoàng Thiên không ngại nhổ tận gốc tổ chức nước ngoài này. Ha ha, tôi lười đánh anh lắm. Paul, nếu như anh không chịu nói gì thì tôi sẽ đưa NH đến một chỗ rất tốt. Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, nói với Paul. Paul nghe Hoàng Thiên nói mà trong lòng hoảng sợ, bởi vì gã cảm nhận được Hoàng Thiên cười rất âm u lạnh lẽo. Ngài Hoàng Thiên, lời này của anh là có ý gì? Anh định đưa tôi đi đâu? Paul hoảng sợ hỏi Hoàng Thiên. Để anh đoàn tụ cùng với đàn em của anh chứ, anh ở đó sẽ không cô đơn. Hoàng Thiên rất bình thản nói. Paul thật sự không biết những đàn em bị bắt đã được đưa đến đâu, thậm chí còn sống hay đã chết gã cũng không biết rõ. Vừa định hỏi một chút thì lúc này Hoàng Thiên đã phất phất tay, ra hiệu cho mấy thằng em trong đội trói Paul lên. Sau khi mấy tên trong đó trói Paul xong, liền vào trong phòng sách ra cả tên đội mũ lưỡi chai. Đưa hai người bọn họ đến ngục giam bí mật đi, tạm thời giam lại trước đã. Hoàng Thiên ra lệnh. Rõ. Mấy thằng em trong đội đồng thanh đáp ứng. Bọn họ để lại hai người đi theo Hoàng Thiên, những người còn lại áp giải Paul và cái tên mũ lưỡi chai đến ngục giam bí mật. Làm xong những việc này, Hoàng Thiên mang theo hai người trong đội lái xe trở về thành phố Bắc Ninh. Sau khi về đến nhà, Hoàng Thiên nhìn thấy Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai đang ngồi trong phòng khách. Mà Lâm Ngọc An thì đang vội vàng chuẩn bị đồ ăn ở trong bếp.
Nghe được tiếng thái thịt trong phòng bếp, trong lòng Hoàng Thiên có chút khó chịu. Vợ đang có thai, bình thường lúc anh ở nhà chưa từng nỡ để vợ nấu cơm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai thì hay rồi, ở trong phòng khách ăn hoa quả cắn hạt dưa, vô cùng vui vẻ, không thèm đi vào phòng bếp giúp Lâm Ngọc An nấu cơm. Trước kia Hoàng Thiên làm bao nhiêu việc nhà đều không oán giận một lời, nhưng từ sau khi ở rể nhà họ Trương, việc trong nhà đều là do anh làm, Trương Lan Phượng đã quần thói cả ngày không làm gì. Nhưng Hoàng Thiên không nỡ để vợ mình làm những chuyện này, huống chi vợ mình hiện tại đã mang thai hơn 4 tháng. Hừm, Hoàng Thiên, con về rồi sao? Thế nào, tên Khương Kỳ kia rốt cuộc là ai? Trương Lan Phượng vẫn rất tò mò, liền vội vàng hỏi Hoàng Thiên. Đúng vậy anh rể, anh ta rốt cuộc là làm gì vậy? Tại sao lại muốn bắt cóc em thế? Lâm Huỳnh Mai cũng hỏi Hoàng Thiên. Trong lòng Hoàng Thiên đang chướng mắt với hai mẹ con, thấy hai người hỏi như Hoàng Thiên cũng không có tâm tư trả lời câu hỏi của hai người. Mẹ, bụng Ngọc An bây giờ đã lớn như thế rồi mà mẹ vẫn có thể để cô ấy nấu cơm khô mọi người sao? Hoàng Thiên tức giận hỏi Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng nghe thấy thì sững sờ, nhưng sắc mặt ngay lập tức đen lại. Bà ta biết Hoàng Thiên nói không sai nhưng thái độ của Hoàng Thiên nói chuyện với bà ta làm bà ta tức giận. Một năm gần đây bà ta cảm thấy Hoàng Thiên không còn tôn trọng bà ta nữa, bà ta cũng không thể cưỡi trên đầu Hoàng Thiên làm mưa làm gió nữa nên bà ta rất tức giận. Nó là con gái mẹ, nấu cơm cho mẹ nó ăn thì thế nào? Hoàng Thiên, mẹ có thể nói chuyện với con nhưng đừng tưởng rằng con là cậu chủ nhà họ Hoàng ở Hà Nội thì có thể không coi mẹ ra gì, mẹ vẫn luôn là mẹ vợ của Cần, hiểu không? Trương Lan Phượng trợn trắng mắt nhìn Hoàng Thiên nói. Đúng đó anh rể, em thấy anh đúng là không ra gì, sao có thể nói chuyện như thế này với mẹ? Anh tưởng anh là ai? Lâm Huỳnh Mai cũng nói theo, trách móc Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thấy Lâm Huỳnh Mai còn có mặt mũi nói như vậy làm trong lòng anh cực kỳ khó chịu. Cô em vợ này gây ra phiền phức lớn như thế nào không tự biết mình sao? Còn có mặt mũi ở đây nói chuyện này. Huỳnh Mai, em gây rắc rối không nhỏ đâu, đừng nói chuyện như vậy với anh rể. Nếu không phải anh rể em cứu em thì em đã bị Khương Kỳ hại chết rồi. Lúc này, Lâm Ngọc An nghe được tiếng nên đi từ trong bếp ra nói với Lâm Huỳnh Mai vài câu. Lâm Huỳnh Mai hừ một tiếng, vẫn không phục nhưng cũng không nói gì nữa. Mẹ đúng là mẹ vợ con, nhưng con và Ngọc An đã chuyển ra ngoài ở, mẹ cũng đừng đến quấy rầy bọn con nữa, mời mẹ về đi cho. Hoàng Thiên cũng không muốn Trương ra bộ mặt tốt với Trương Lan Phượng nữa, thẳng thắn ra lệnh đuổi khách. Cái gì? Cậu còn dám đuổi tôi đi? Trương Lan Phượng nghe thấy lời này, lập tức nổi giận, đứng lên trừng mắt với Hoàng Thiên. Có vấn đề gì sao? Đây là nhà của tôi, sao tôi không thể đuổi bà đi? Hoàng Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, hỏi ngược lại Trương Lan Phượng. Ngẫm lại trước đây Trương Lan Phượng không chỉ đuổi anh ra khỏi nhà một lần, đuổi như đuổi một con chó. Anh cũng không cần gì phải khách khí với Trương Lan Phượng. Nếu như Trương Lan Phượng không vênh mặt hất hàm sai khiến như vừa rồi, Hoàng Thiên cũng sẽ không đuổi bà ta đi, nhưng bộ dạng vừa rồi của Trương Lan Phượng thật sự khiến Hoàng Thiên nổi giận. Được, được lắm, cánh của mày cứng cáp rồi, không để ai vào trong mắt phải không? Hoàng Thiên, tôi cho cậu biết, cậu muốn xưng vương xưng bá ở trong nhà này, đó là không có khả năng. Còn đuổi tôi đi, bà đây sẽ không đi, cậu làm được gì tôi đây? Hai tay Trương Lan Phượng chống nạnh, lại bắt đầu la lối om sòm. Hoàng Thiên vừa nhìn. Vẻ thách thức trên mặt Trương Lan Phượng cũng khiến Hoàng Thiên sắp nổi cáu rồi. Nhưng hiện tại anh không muốn chiều theo Trương Lan Phượng, bởi vì anh đã chịu mẹ vợ này đủ rồi. Bây giờ bà có thể không đi, vậy bà cứ ngây ra ở đây vậy. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Lan Phượng, sau đó nói với Lâm Ngọc An, Ngọc An, chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí. Lâm Ngọc An cũng không muốn thấy mẹ mình và Hoàng Thiên cãi nhau, nhưng không có biện pháp. Hoàng Thiên vất vả lắm mới xử lý xong mọi chuyện trở về, mẹ đã bắt đầu khiêu khích Hoàng Thiên. Nếu lúc trước thì Hoàng Thiên còn nhẫn nhịn mặc kệ Trương Lan Phượng. Nhưng là bây giờ, Hoàng Thiên hoàn toàn sẽ không nể mặt Trương Lan Phượng nữa, Trương Lan Phượng còn bày ra dáng vẻ chỉ tay năm ngón. Đây không phải đang cố ý gây sự sao. Trong lòng Lâm Ngọc An cũng rất dầu dĩ, cô suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nghe lời Hoàng Thiên, ra ngoài hít thở một lát, nếu không mẹ và Hoàng Thiên sẽ còn cãi dữ hơn. Được. Chúng ta ra ngoài đi dạo. Lâm Ngọc An khẽ gật đầu một cái, chuẩn bị ra ngoài đi dạo với Hoàng Thiên. Trương Lan Phượng vừa nhìn đã tức điên. Hoàng Thiên không xem bà ta ra gì cũng thôi đi, ngay cả con gái của mình cũng chống đối với mình như vậy. Lâm Ngọc An, sao con lại nghe lời nó? Mẹ của con còn ở đây này,
mà con đã gạt mẹ và Huỳnh Mai sang một bên sao? Trương Lan Phượng bắt đầu già mồm, lớn tiếng hỏi Lâm Ngọc An. Mẹ, con và Hoàng Thiên đi một lát sẽ trở lại, mẹ và Huỳnh Mai ngồi một lúc đi, mộ thôi bọn con trở về sẽ ăn cơm cùng nhau. Lâm Ngọc An bất đắc dĩ nói. Vậy con bưng đồ ăn lên trước đi, mẹ đói rồi, ăn cơm trước. Trương Lan Phượng tức giận quát Lâm Ngọc An. Hoàng Thiên vừa nhìn Trương Lan Phượng lớn lối như thế, thật sự là phía muốn chết. Ngọc An đang mang thai, còn phải trên bàn dưới bàn hầu hạ bà ta. Để anh đi bưng. Nhìn Lâm Ngọc An muốn tới phòng bếp, Hoàng Thiên dịu dàng nói với cô, sau đó đi tới phòng bếp. Mẹ có thể đừng làm ầm ĩ được không? Con và Hoàng Thiên đã ra ngoài ở, mẹ thỉnh thoảng qua đây một chuyến, cần gì phải ầm ĩ với Hoàng Thiên chứ? Lâm Ngọc An rất bất đắc dĩ hỏi Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng đang bực bội, nghe Lâm Ngọc An nói vậy, bà ta càng tức giận đi tới bên cạnh Lâm Ngọc An, sao mẹ lại làm ầm chứ? Con thật đúng là cái gì cũng đều vì Hoàng Thiên nhỉ? Đã quên trước đây nó là đồ bỏ đi thế nào à? Đã quên nó trước đây giống một đứa cháu trai thế nào à? Mẹ, chuyện trước kia còn nói làm gì? Có gì mà không nói? Bây giờ nó có chút năng lực, nhưng con nhìn xem hiện tại nó lợi hại thế nào. Tuyệt nhiên không thèm để mẹ vào mắt, còn con ấy, hiện tại một lòng với nó, còn chuẩn bị sinh con cho nó đúng không? Mẹ nói cho con biết, cẩn thận lại sinh ra một đứa vô dụng. Trong lúc tức giận Trương Lan Phượng nói hết mấy lời khó nghe để trách móc Lâm Ngọc An. Những lời khó nghe này khiến Lâm Ngọc An sắp bị Trương Lan Phượng nói cho khóc rồi. Mắng Hoàng Thiên, mắng cô còn chưa vừa lòng, cần gì phải mắng đứa bé trong bụng của cô. Còn chưa sinh ra, đã bị Trương Lan Phượng má ẳng là một thứ vô dụng. Mẹ thực sự quá không nói lý rồi. Lâm Ngọc An cũng tức giận, lớn tiếng nói. Bốp! Trương Lan Phượng giơ tay lên tát Lâm Ngọc An một cái, cô nói tôi không có lý. Có đàn ông thì quên mẹ, Hoàng Thiên không coi tôi ra gì, bây giờ cô cũng không coi tôi ra gì phải không? Lâm Ngọc An ôm mặt, cô thật sự uất ức, mẹ ruột của mình lại tát mình một cái. Hoàng Thiên nghe thấy tiếng gây gổ, lúc này vội vàng đi ra từ phòng bếp. Vừa đi ra liền thấy Trương Lan Phượng hùng hổ đẩy Lâm Ngọc An một cái. A! À, Lâm Ngọc An kêu một tiếng sợ hãi, sao cô chịu nổi cái đẩy này của Trương Lan Phượng? Cân nặng của Trương Lan Phượng cũng 70-80 kg, sức lực khá khiếp người. Bịch một tiếng Lâm Ngọc An té xuống đất. Ngọc An! Hoàng Thiên gấp đến độ hai mắt đỏ lên, nhanh chóng chạy tới đỡ Lâm Ngọc An dậy. Nhìn Lâm Ngọc An ôm bụng, vẻ mặt đau đớn, trên trán anh đều là mồ hôi lạnh. Hoàng Thiên, bụng em đau quá. Chuyện này, Hoàng Thiên thực sự là gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, lỡ thai nhi trong bụng vợ anh có gì bất chắc thì phải làm sao? Anh đưa em đi bệnh viện. Hoàng Thiên không kịp nghĩ nhiều, bế Lâm Ngọc An lên, đi tới cửa. Trương Lan Phượng cũng hơi trợn mắt, vừa rồi bà ta ra tay chỉ muốn chút sự bất mãn trong lòng, ai ngờ lại lỡ tay đẩy Lâm Ngọc An ngã. Nhưng rất nhanh, bà ta chuyển từ kinh hãi sang mừng rỡ. Thầm nghĩ đứa bé trong bụng Ngọc An bị sảy mới tốt. Bộ dáng chết tiệt kia của Hoàng Thiên sau này cũng sẽ không cho Trương Lan Phượng quả ngon để ăn, hoàn toàn không hề để mẹ vợ này vào mắt. Hoàng Thiên có tiền thì có ích gì, cũng không cho bà ta tiền để tiêu, còn không bằng khiêu khích Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An chia tay, để Lâm Ngọc An kết hôn với người có tiền khác, đối với bà ta mới có lợi. Bà ta nghĩ những thứ này, đây chỉ là ý tưởng nhất thời, nhưng bà ta thấy suy nghĩ của mình chắc chắn không sai, kiếm thêm một con rể có tiền, mạnh hơn so với Hoàng Thiên. Hừ, Hoàng Thiên chết tiệt, có nhiều tiền như vậy cũng không cho bà đây hưởng, cần cậu làm gì? Trương Lan Phượng mắng Hoàng Thiên ở trong lòng, cho nên bà ta đứng đó thờ ơ, không hề lo lắng cho thai nhi trong bụng Lâm Ngọc An. Nhưng tâm địa Lâm Huỳnh Mai không gian xảo như vậy, cô vừa nhìn chị gái ngã không nhẹ, thực sự sợ rồi. Sau khi phản ứng lại, cô chạy đến cửa, giúp Hoàng Thiên mở cửa. Hoàng Thiên bế Lâm Ngọc An, ra khỏi nhà, chạy nhanh xuống lầu. Mẹ, nhanh đi xem một chút đi. Lâm Huỳnh Mai quay đầu hô lên với Trương Lan Phượng. Hoảng cái gì chứ, có gì ghê gớm đâu, gấp gáp gì. Trương Lan Phượng bĩu môi nói. Mẹ, sao mẹ có thể nói vậy chứ, chị của con đổ đầy mồ hôi, dường như thực sự rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng cái rắm, cùng lắm thì sảy thai thôi, chị con cũng chả chết được. Trương Lan Phượng trợn trắng mắt nói. Lâm Huỳnh Mai đã hết đường nói với Trương Lan Phượng, cô ta vừa định nói gì, đã nghe thấy Hoàng Thiên ở ngoài cửa cao giọng nói. Trương Lan Phượng, nếu đứa bé xảy ra chuyện gì, tôi muốn bà đền mạng. Bè nhớ kỹ lời này đấy. Chuyện này. Trương Lan Phượng nghe thấy Hoàng Thiên nói vậy, thật sự kinh hãi.
Tuy nói bà ta khinh bỉ Hoàng Thiên từ trong xương, nhưng một năm vừa qua, bà ta cũng rất sợ Hoàng Thiên, biết Hoàng Thiên không dễ chọc vào. Tuy trong lòng bà ta sợ hãi, nhưng Trương Lan Phượng không muốn chịu thua, vọt tới cửa hô lên với Hoàng Thiên đang xuống lầu, tôi khinh. Cậu chém gió cũng ghê thật, còn bắt tôi đền mạng. Sao nào, cậu dám giết tôi à? Hoàng Thiên nghe Trương Lan Phượng nói vậy, anh không khỏi cắn chặt răng. Bà mẹ vợ bại hoại này bây giờ còn dám nói mấy lời gợi đòn như vậy, cứ muốn gây hấn với anh. Nhưng Hoàng Thiên cũng không có hơi đâu dạy dỗ Trương Lan Phượng, vợ đã kêu đau bụng liên tục, anh đã nóng ruột muốn chết rồi. Bế Lâm Ngọc An chay nhanh xuống lầu, cũng may đây là biệt thự một lầu, từ lầu 2 đi xuống cửa chính khá nhanh. Bế Lâm Ngọc An lên xe, Hoàng Thiên lái xe chạy tới bệnh viện. Hoàng Thiên, bụng em thật sự rất đau, không có chuyện gì chứ. Trên trán Lâm Ngọc An đều là mồ hôi lạnh, lo lắng hỏi Hoàng Thiên. Đối với đứa bé trong bụng, Lâm Ngọc An xem như là mạng mình, nếu đứa nhỏ có việc gì, cô thậm chí cũng không muốn sống. Không sao đâu, chúng ta rất nhanh sẽ đến bệnh viện. Hoàng Thiên vội vã an ủi Lâm Ngọc An, nhưng có chuyện gì hay không Hoàng Thiên cũng không nắm chắc. Hai tay ngọc ngà của Lâm Ngọc An ôm bụng, chật vật cố gắng chịu đựng, cô cũng hận Trương Lan Phượng ra tay độc ác, tát cô một cái không nói, còn đẩy ngã cô, làm gì có người mẹ nào như thế. Hoàng Thiên một đường chạy như bay, không đến 10 phút, xe đã đến bệnh viện, bế Lâm Ngọc An vọt thẳng vào phòng cấp cứu. Cho đến khi Lâm Ngọc An được đưa vào chữa trị, lúc này Hoàng Thiên mới thoáng thở dài một hơi. Nhưng anh không yên lòng, nhìn Lâm Ngọc An đau đớn như vậy, thật sự khá nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, Hoàng Thiên gọi điện cho Tiêu Văn Hạ, kêu anh ta dẫn Đào Văn Lâm tới đây ngay lập tức. Dược y Đào Văn Lâm này sau khi cải tà quy chính, cũng giúp Hoàng Thiên không ít việc, Hoàng Thiên cũng luôn coi trọng Đào Văn Lâm. Trước đây Đào Văn Lâm là tên cặn bã, nhưng sau khi bị Hoàng Thiên dạy dỗ tàn nhẫn, hiện tại Đào Văn Lâm cũng không tệ. Có Đào Văn Lâm ở đây, Lâm Ngọc An hẳn là không có gì đáng lo. Lo xong chuyện này, Hoàng Thiên ngồi trên ghế dài, lo lắng đợi. Nghĩ đến mẹ vợ Trương Lan Phượng, trong mắt Hoàng Thiên đầy lửa giận. Người mẹ vợ không có quy củ này, thật khiến người ta ghê tởm. Vừa rồi vì quá lo lắng cho Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên không có thời gian dạy dỗ Trương Lan Phượng. Nếu không, Hoàng Thiên chắc chắn sẽ đánh Trương Lan Phượng một trận. Đúng lúc này, hai tên thuộc hạ đi tới. Họ là người bảo vệ Lâm Ngọc An, lúc nào cũng chú ý tới tình huống trong biệt thự của Hoàng Thiên. Trước đó thấy Hoàng Thiên bế Lâm Ngọc An lái xe ra ngoài, họ biết đã xảy ra chuyện, lấy tốc độ nhanh nhất đi theo sau xe Hoàng Thiên. Cậu Thiên, chị dâu bị sao vậy? Có gì nguy hiểm không? Một tên thuộc hạ không yên lòng hỏi Hoàng Thiên. Không có gì. Hoàng Thiên cũng không nói gì nhiều với họ, dù sao việc xấu trong nhà không thích hợp nói với bên ngoài. Chuyện Trương Lan Phượng làm ra không người mẹ bình thường nào lại làm. Hai thuộc hạ không dám hỏi nhiều, ở đây đợi cùng Hoàng Thiên. Khoảng hơn 20 phút sau, Lâm Ngọc An được đẩy ra ngoài, nhìn qua vẻ mặt vẫn không tốt lắm. Ngọc An, em thấy thế nào rồi? Hoàng Thiên đứng lên nắm lấy bàn tay ngọc của Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An mỉm cười với Hoàng Thiên một cái, cô sợ Hoàng Thiên lo lắng quá. Em không sao, anh không cần lo lắng, bụng em hết đau rồi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoàng Thiên thở phào một cái, hơn 20 phút vừa rồi, anh cảm thấy một thế kỷ đã trôi qua. Bác sĩ, vợ của tôi có sao không? Hoàng Thiên vẫn không yên lòng hỏi một bác sĩ. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nói với Hoàng Thiên, không có gì đáng ngại, nhưng cũng bị động thai. Cần phải đi về nghỉ ngơi cho khỏe, đừng để cô ấy chịu thêm kích thích nào, hiểu chưa? Tôi hiểu rồi, xin cảm ơn. Hoàng Thiên gật đầu, anh cảm thấy kêu Đào Văn Lâm đến vẫn rất cần thiết. Động thai cũng không phải là chuyện đùa, phải kêu Đào Văn Lâm điều chế thêm thuốc đông y, với năng lực của Dược Vương. Mới có thể chế biến ra thảo dược không có tác dụng phụ. Đúng lúc này Tiêu Văn Hạ gọi điện tới. Cậu Thiên, Đào Văn Lâm sắp đến thành phố Bắc Ninh rồi. Tôi dẫn ông ấy tới gặp anh trực tiếp hay sao? Tiêu Văn Hạ hỏi Hoàng Thiên trong điện thoại. Ừ, anh dẫn ông ấy tới thẳng nhà tôi là được. Tôi biết rồi anh Thiên. Tiêu Văn Hạ đáp một tiếng rồi cúp điện thoại. Hoàng Thiên thanh toán viện phí, đưa Lâm Ngọc An về nhà mình. Lúc anh về đến nhà, phát hiện cơm nước Lâm Ngọc An làm đã bị ăn sạch. Trong lòng Hoàng Thiên cũng cực kỳ bực bội, Trương Lan Phượng này cũng ghê gớm thật, lại ở đây ăn cơm xong mới đi. Thực sự là càng nghĩ càng thấy giận, Hoàng Thiên đổ hết đồ ăn đã được dùng qua ra bên ngoài. Ai, Hoàng Thiên anh cũng đừng nóng giận, mẹ là như vậy, không phải anh không biết. Lâm Ngọc An khẽ thở dài một tiếng, khuyên Hoàng Thiên.
Thật ra Hoàng Thiên đã ngầm chịu đựng rồi, Trương Lan Phượng ức hiếp anh hơn 3 năm, anh không hề có bất kỳ phản kháng, nhẫn nhục chịu đựng cũng đã quen rồi. Nhưng hiện tại, Hoàng Thiên thật sự nổi giận, bởi vì vợ và thai nhi trong bụng suýt bị hủy trong tay Trương Lan Phượng. Ngọc An, anh dìu em vào phòng ngủ nghỉ ngơi, có đói bụng không, anh nấu cho em vài thứ nhé. Hoàng Thiên yêu thương đỡ Lâm Ngọc An. Hiện tại cũng không ăn vô cái gì, để em nằm nghỉ một lát. Lâm Ngọc An nói. Được, anh dìu em lên giường. Hoàng Thiên nói xong, dìu Lâm Ngọc An vào phòng ngủ, đặt cô nằm lên giường. Nhìn Hoàng Thiên chăm sóc tỉ mỉ như vậy, trong lòng Lâm Ngọc An càng cảm động. Người đàn ông này vẫn luôn đối xử với cô tốt như vậy, con người đều có tình cảm, Lâm Ngọc An sao có thể không chút cảm động được. Chồng à, được ở bên anh, là may mắn lớn nhất đời này của em. Lâm Ngọc An nằm ở trên giường nhìn Hoàng Thiên, nói một câu cảm động. Hoàng Thiên nghe xong hơi ngẩn ra, chợt nở nụ cười, sao lại đột nhiên cảm khái như vậy? Đây là lời trong lòng của em. Anh biết. Hoàng Thiên dịu dàng nói, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An cảm thấy hiện tại mình thật sự quá hạnh phúc, có một người chồng tốt như Hoàng Thiên, cô cảm thấy đời này rất đáng giá. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của Hoàng Thiên vang lên. Vừa nhìn dãy số lại là Trương Lan Phượng. Hoàng Thiên lười bắt máy, trực tiếp từ chối không nhận. Là mẹ gọi điện tới sao? Lâm Ngọc An vẫn khá nhạy bén, vừa nhìn biểu cảm của Hoàng Thiên, biết có thể là Trương Lan Phượng gọi điện tới. Đúng vậy. Hay là bắt máy đi, chắc mẹ cũng lo lắng lắm. Lâm Ngọc An nhẹ giọng nói. Hoàng Thiên nghe xong lời này thì cau mày, bà ta lo lắng. Bà ta lo lắng thì sẽ không ở đây ăn uống no đủ rồi đi. Lâm Ngọc An có chút không biết đáp lại thế nào, mẹ cô như vậy cũng không có cách nào. Lúc này điện thoại di động của cô cũng vang lên, là Trương Lan Phượng gọi tới, xem ra gọi vào điện thoại di động của Hoàng Thiên không được, liền gọi cho cô. Cô bắt máy, chỉ nghe thấy tiếng quỷ khóc sói tru của Trương Lan Phượng truyền tới từ bên kia, Ngọc An à, con nhanh kêu Hoàng Thiên tới cứu mẹ sắp chết rồi. Lâm Ngọc An nghe thấy những lời này thì giật mình kêu lên. Cô nghĩ thầm mẹ bị làm sao vậy chứ? Sao mẹ lại sợ đến như vậy? Ngay cả giọng nói cũng run lên. Mẹ đừng vội, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao mẹ lại phải chết chứ? Lâm Ngọc An vội vàng hỏi. Con mau đưa điện thoại cho Hoàng Thiên đi, nó đang ở bên cạnh con đúng không? Trương Lan Phượng khóc nói. Lâm Ngọc An thật sự là sững sờ, cô vội vàng đưa điện thoại cho Hoàng Thiên, Hoàng Thiên anh mau hỏi xem. Rốt cuộc là mẹ đã xảy ra chuyện gì? Bà ấy xảy ra chuyện gì thì kệ bà ấy. Hoàng Thiên thật sự là lười để ý tới Trương Lan Phượng, xem như Trương Lan Phượng lập tức chết thì Hoàng Thiên cũng không muốn quản. Ông trời của tôi ơi, tôi không muốn sống nữa. Cậu là con rể của tôi sắp chết mà cậu cũng mặc kệ sao, thật sự là không có công lý. Trương Lan Phượng bắt đầu ăn vạ, bà ta khóc lóc kêu gào ở trong điện thoại. Hoàng Thiên nghe thấy thì nhíu mày. Anh thật sự là chán ngấy cái dáng vẻ chết tiệt này của Trương Lan Phượng. Nhưng Lâm Ngọc An lại không chịu được, dù thế nào đi nữa thì Trương Lan Phượng cũng là mẹ của cô, làm sao cô có thể mặc kệ được. Mẹ đừng vội, mẹ từ từ nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Lâm Ngọc An sốt ruột đến nỗi lớn tiếng hỏi Trương Lan Phượng. Lúc mẹ và Huỳnh Mai về đến nhà thì bị người ta trói lại. Bây giờ mẹ cũng không biết đây là nơi quái quỷ nào. Họ muốn giết mẹ và Huỳnh Mai rồi còn muốn ném xuống biển cho rùa ăn nữa. Trương Lan Phượng run rẩy nói, rõ ràng là đã sợ chết khiếp rồi. Chị nhanh nghĩ cách cứu em với mẹ đi, đây là thật chứ không phải nói giỡn đâu. Giọng nói của Lâm Huỳnh Mai cũng vang lên. Chuyện này, Lâm Ngọc An thật sự là không chịu được sự kích thích mãnh liệt như vậy, sau khi giật cả mình thì sắc mặt cô cũng trở nên trắng bệch. Hoàng Thiên vừa nhìn thấy thì biết là không tốt, bác sĩ nói vợ không thể lại bị kích thích nữa. Lúc này vừa mới về nhà đã bị Trương Lan Phượng kích thích trở thành dáng vẻ như thế này. Hoàng Thiên, anh mau nghĩ cách đi, làm sao bây giờ? Lâm Ngọc An sốt ruột đến nỗi sắp khóc, cô bất lực nhìn Hoàng Thiên, bởi vì Hoàng Thiên là người duy nhất mà cô có thể dựa vào. Nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của vợ, sao Hoàng Thiên có thể không lo lắng chứ? Ngọc An, em yên tâm, có anh ở đây thì sẽ không có chuyện gì, anh cứu họ ra là được. Hoàng Thiên vội vàng an ủi Lâm Ngọc An. Thật sự là có tác dụng, sắc mặt Lâm Ngọc An lập tức trở nên khá hơn nhiều. Cô vẫn rất tin tưởng Hoàng Thiên, thời gian dài như vậy sao cô có thể không biết thực lực của Hoàng Thiên mạnh mẽ như thế nào chứ? Hoàng Thiên đã đồng ý với cô thì chắc chắn sẽ làm được, cô rất có lòng tin với Hoàng Thiên. Ừ, em tin anh, chúng ta nhanh nghĩ cách cứu mẹ và Huỳnh Mai đi.
Lâm Ngọc An dùng sức gật đầu nói với Hoàng Thiên. Anh biết rồi, đưa điện thoại cho anh. Hoàng Thiên dịu dàng nói với Lâm Ngọc An, mặc dù anh không muốn phản ứng với Trương Lan Phượng, nhưng vì để cho vợ không bị kích thích thì cũng chỉ có thể đi cứu người. Lâm Ngọc An vội vàng đưa điện thoại cho Hoàng Thiên, Hoàng Thiên quay người đi ra khỏi phòng ngủ rồi đi đến phòng khách. Trong điện thoại di động thỉnh thoảng vang lên âm thanh Trương Lan Phượng giống như phát điên mà kêu to, đoán chừng bây giờ bà ta đã sợ đái cả ra quần. Đừng có gào nữa, nói đi ai bắt trói bà và Huỳnh Mai. Hoàng Thiên không nhịn được hỏi Trương Lan Phượng. Hoàng Thiên, cậu nói với họ đi, tôi có nói cũng không rõ. Trương Lan Phượng nói xong thì đầu dây bên kia đã đổi thành một người đàn ông trăng niên. Hoàng Thiên, mày có nhớ giọng nói của tao không? Ha ha, nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đàn ông trung niên, Hoàng Thiên hơi suy nghĩ sau đó nhanh chóng nghĩ ra đó là ai? Khương Minh Long. Hoàng Thiên hỏi. Ha ha, tai của mày thật là tốt, hai chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa, mày lập tức tự mình đến bờ sông ở vùng ngoại ô, tao sẽ chờ mày ở quán cơm An Lạc. Nhớ kỹ là chỉ có một mình mày đến đó thôi, nếu không thì chờ nhặt xác cho mẹ vợ và em vợ mày đi. Khương Minh Long rất kiêu ngạo cảnh cáo Hoàng Thiên, sau đó cúp điện thoại. Hoàng Thiên thật sự không nói nên lời, Khương Minh Long này cũng muốn chết rồi sao? Ai cho ông ta tinh thần can đảm đó vậy? Nể mặt Lã Việt nên Hoàng Thiên đã mở một mặt lưới thả Khương Kỳ ra. Không ngờ Khương Minh Long lại trở tay làm loại chuyện thiêu thân này. Nhưng mà dù nói thế nào đi nữa thì cũng vẫn phải cứu Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai ra, dù sao anh cũng đã đồng ý với vợ thì chắc chắn phải làm được. Cho nên Hoàng Thiên về phòng ngủ đưa điện thoại di động cho Lâm Ngọc An. Ngọc An, anh đi ra ngoài một lúc. Rốt cuộc là mẹ bị ai bắt vậy? Lâm Ngọc An lo lắng hỏi. Cha của Khương Kỳ bắt. Hoàng Thiên nói. Cái gì, cả nhà Khương Kỳ cũng thật là đáng hận, rốt cuộc thì họ muốn làm gì vậy? Lâm Ngọc An cũng không nói nên lời, Khương Kỳ không phải là thứ gì tốt, người nhà của hắn ta cũng ghê tởm như vậy sao? Đừng lo lắng, anh đi cứu mẹ và Huỳnh Mai ra là được rồi. Hoàng Thiên an ủi sau đó quay người đi ra ngoài. Anh vừa đi ra khỏi cửa thì nhìn thấy Tiêu Văn Hạ lái xe tới. Ở trong xe của Tiêu Văn Hạ còn có Đào Văn Lâm. Anh Thiên, tôi đưa Đào Văn Lâm đến rồi đây. Tiêu Văn Lâm vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, bèn tò mò nhìn Hoàng Thiên. Anh ta còn tưởng rằng Hoàng Thiên bị bệnh. Hoàng Thiên suy nghĩ rồi quyết định tạm thời không đi ra ngoài, chờ sau khi tiễn Tiêu Văn Hạ và Đào Văn Lâm về rồi lại đi. Vợ anh quá xinh đẹp. Hoàng Thiên cũng không yên tâm để Tiêu Văn Hạ và Đào Văn Lâm đi vào, anh càng không yên lòng để vợ ở nhà một mình. Mặc dù có hai thuộc hạ âm thầm bảo vệ nhưng chắc hẳn họ cũng sẽ không đề phòng Tiêu Văn Hạ và Đào Văn Lâm. Không thể không có lòng phòng bị người, Hoàng Thiên biết rõ đạo lý này, vĩnh viễn đừng dùng tiền để thăm dò phụ nữ, cũng đừng dùng phụ nữ để thử thách đàn ông, bởi vì rất khó cưỡng lại sự cám dỗ này. Cứu Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai sớm hay muộn thì cũng không sao. Dù sao thì Khương Minh Long cũng sẽ không thật sự giết họ. Sau khi dẫn Tiêu Văn Lâm và Đào Văn Hạ đi lên lầu, Hoàng Thiên nói với Đào Văn Lâm, ông Lâm, vợ tôi bị động thai, ông xem nên điều trị thế nào mà không gây tổn thương đến cơ thể. Vâng cậu Thiên, để tôi bắt mạch cho cô ấy. Đào Văn Lâm cẩn thận nói. Nếu như Hoàng Thiên chưa đồng ý, Đào Văn Lâm cũng không dám đụng đến Lâm Ngọc An, mặc dù chỉ là bắt mạch nhưng Đào Văn Lâm cũng không có can đảm đó. Ông ta thật sự bị Hoàng Thiên tạo ra bóng ma tâm lý. Được, nhanh lên. Lúc này Đào Văn Lâm mới dám bắt mạch cho Lâm Ngọc An, ông ta yên tâm rằng Lâm Ngọc An không có vấn đề gì lớn. Cậu Thiên, vợ cậu không sao cả, để chắc chắn thì tôi sẽ phối thuốc cho cô ấy, chỉ cần cô ấy uống đúng giờ là được. Đào Văn Lâm nói. Ông Lâm, tôi tin tưởng vào y thuật của ông, nhất thiết không được có tác dụng phụ, không có vấn đề chứ. Hoàng Thiên hỏi Đào Văn Lâm. Đào Văn Lâm vỗ ngực. Cậu Thiên yên tâm, tôi lấy đầu bảo đảm tuyệt đối sẽ không có tác dụng phụ. Được. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, anh biết Đào Văn Lâm vẫn có sự tự tin này. Đào Văn Lâm cũng thật sự không có khoác lác, dựa vào thực lực y học của ông ta thì chế biến ra thảo dược không gây thương tổn đến cơ thể để an thai chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Không bao lâu sau khi phối chế thảo dược, Hoàng Thiên tận mắt nhìn Lâm Ngọc An uống thuốc rồi lúc này mới yên tâm. Cậu Thiên, vợ cậu không có vấn đề gì lớn cứ uống thuốc này là được. Đào Văn Lâm nói. Hoàng Thiên không nói thêm gì nữa, anh dẫn Tiêu Văn Hạ và Đào Văn Lâm đi ra khỏi biệt thự, sau đó để hai người họ về trước. Anh thì lên xe chạy thẳng đến bờ sông ở vùng ngoại ô. Bờ sông vùng ngoại ô, trước kia Hoàng Thiên còn từng đi qua mấy lần. Nơi này không có nhiều người đi, chủ yếu là cảnh vật vắng vẻ, thời tiết mùa này lại hơi lạnh,
vốn không có người, lúc này càng không có người hỏi thăm. Có lẽ Khương Minh Long cũng cảm thấy nơi này quá tĩnh lặng mới lựa chọn bắt cóc Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai đến nơi này. Hoàng Thiên cũng là kẻ tài cao, gan cũng lớn, anh còn thật sự không mang theo người, một mình lái xe tới. Trong mắt Hoàng Thiên, Khương Minh Long và Khương Kỳ thực ra không đáng lo. Mà lúc này tên dâu quai nón ở trong tiệm cơm bên bờ sông, hơn nữa không hề có một vị khách quen nào. Một người đàn ông trung niên dâu quai nón ngồi trước cửa tiệm cơm, một đôi mắt lộ ra vẻ hung ác đang quan sát động tĩnh xung quanh. Lầu 2, trong một phòng nhỏ hẹp. Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai bị trói trên một giường đất nhỏ, ở trước mặt họ là Khương Minh Long và bà vợ của ông ta, ngoài ra còn có 4 tên thuộc hạ Khương Minh Long mang tới. Vị đại ca này, rốt cuộc ông là ai? Có phải có thù oán với Hoàng Thiên không? Nếu có thù oán với Hoàng Thiên thì ông cứ tìm cậu ta tính số là được, tuyệt đối đừng làm hại người vô tội. Trương Lan Phượng hoảng sợ nhìn Khương Minh Long, bà ta rất lấy lòng mà cười, đương nhiên nụ cười này cũng là bà ta miễn cưỡng cười chứ thật ra bà ta cũng rất sợ hãi. Lâm Huỳnh Mai thì bị hù dọa đến nỗi không dám lên tiếng, cô ta phát hiện một đôi mắt háo sắc của Khương Minh Long thỉnh thoảng liếc nhìn cô ta giống như muốn ăn sống cô ta. Còn có 4 thuộc hạ của Khương Minh Long, từng kẻ cũng đều háo sắc, hận không thể nhào lên. Khương Minh Long nghe Trương Lan Phượng nói như vậy xong thì lập tức cười điên cuồng ha ha một trận. Ha ha ha, bà thật sự là mẹ vợ của Hoàng Thiên, vậy mà bảo tôi đi tìm Hoàng Thiên tính số. Khương Minh Long phun một ngụm khói, tất cả đều phun lên mặt Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng không dám thể hiện sự bất mãn, bà ta chỉ mong Khương Minh Long có thể tha cho bà ta một lần, bà ta cầu còn không được, bà ta cũng không muốn chết ở đây. Đúng đó đại ca, ông không biết sao, tôi đã sớm hận thấu xương thằng con rể này, tôi ước gì nó chết sớm rồi sớm đầu thai. Nếu ông chơi chết nó thì cũng hợp ý của tôi cảm ơn ông còn không kịp. Trương Lan Phượng cũng không biết lấy lòng thế nào, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi muốn phủi sạch quan hệ với Hoàng Thiên. Khương Minh Long mừng rỡ, nếp nhăn trên trán cũng có thể kẹp chết một con ruồi, ông ta nhìn bà vợ bên cạnh một chút, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ha ha, thằng ngu Hoàng Thiên này sống đúng là thất bại, mẹ vợ cậu ta mong cậu ta chết luôn. Bà vợ Khương Minh Long cười ha ha, uốn éo vặn vẹo. Cũng không chắc chắn, có lẽ người phụ nữ này cố ý nói như vậy để giữ mạng. Khương Minh Long cười nói. Mặc dù lời nói của Khương Minh Long rất khó nghe, nhưng Trương Lan Phượng không dám thể hiện sự không vui, còn cố gắng cười miễn cưỡng. Mà đúng lúc này, một thằng nhóc hơn 20 tuổi đi đến. Thằng nhóc này mặc đồ hàng hiệu, mặc dù gương mặt đầy vết thương nhưng lúc này vẫn vênh váo tự đắc, nện bước khoan thai đi đến. Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai nhìn tên này thì lập tức giật mình há to miệng. Khương Kỳ, là anh. Lâm Huỳnh Mai vừa giật mình vừa tức giận vừa hoảng sợ nhìn Khương Kỳ, cuối cùng cô ta cũng biết ai trói cô ta. Trương Lan Phượng cũng giật mình không nhỏ, bà ta đã biết Khương Kỳ không phải thứ tốt, nhưng không ngờ Khương Kỳ sẽ làm ra chuyện như vậy, không phải anh ta đã bị Hoàng Thiên bắt rồi sao? Tại sao lại chạy đến đây? Ha ha, Huỳnh Mai à, cô có vui không, có bất ngờ không? Vẻ mặt Khương Kỳ hèn mọn nhìn Lâm Huỳnh Mai, xém chút nữa chảy nước miếng. Anh không phải bị Hoàng Thiên bắt rồi sao? Tại sao chạy đến đây? Vẻ mặt Trương Lan Phượng không dám tin nhìn Khương Kỳ hỏi. Nghe Trương Lan Phượng nói như vậy xong, trong mắt Khương Kỳ nháy mắt trợn tròn, trên gương mặt đầy tức giận càng đáng sợ hơn. Mẹ nó, còn dám nhắc tới Hoàng Thiên, mụ điên nhà bà, có tin tôi xé nát miệng bà ra hay không? Khương Kỳ bực tức mắng Trương Lan Phượng, thẹn quá thành giận. Trương Lan Phượng bị hù dọa đến nỗi hít sâu một hơi, xém chút ngất đi. Bà ta phát hiện thằng nhóc Khương Kỳ này dường như thật sự muốn làm thịt bà ta. Kỳ à, con bị Hoàng Thiên đánh cũng thảm ghê, bây giờ con muốn chút giận thế nào thì tùy con. Bà vợ Khương Minh Long chủ Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai, ra hiệu rằng Khương Kỳ có thể tùy tiện sằng bậy. Đúng vậy đó con trai, không phải con nói rất muốn lấy em vợ của Hoàng Thiên sao? Bây giờ cha giúp con bắt cô ta tới, con muốn làm gì cũng được. Khương Minh Long nở nụ cười hèn mọn xấu xa đến cực điểm, vỗ vai Khương Kỳ. Khương Kỳ vẫn khá hưng phấn, anh ta thực sự rất say mê Lâm Huỳnh Mai, đương nhiên anh ta càng say mê Lâm Ngọc An hơn. Trong lòng anh ta cũng đã tính toán xong, trước tiên xử Lâm Huỳnh Mai đã, chờ Hoàng Thiên đến thì hành hạ Hoàng Thiên tàn nhẫn một trận trước sau đó bảo Hoàng Thiên gọi điện gọi Lâm Ngọc An đến. Đến lúc đó anh ta liền có thể muốn như thế nào thì làm như thế đó, để Hoàng Thiên tận mắt nhìn thấy, đây mới là cách trả thù Hoàng Thiên tốt nhất. Thằng nhóc Khương Kỳ này càng nghĩ càng hay, đã không chờ được nữa. Đều đi theo tôi ra ngoài, mang theo bà tám này luôn.
Khương Minh Long vung tay lên, ra hiệu cho bốn thuộc hạ vác Trương Lan Phượng ra. Bốn tên lưu manh kia cùng nhau ra tay, vác Trương Lan Phượng lên giống như vác heo ra ngoài. Trương Lan Phượng nâng cổ kêu lêu, kêu to cứu mạng. Mắt thấy con gái sắp bị tổn hại, Trương Lan Phượng hoàn toàn mơ hồ, bà ta chỉ mong Hoàng Thiên có thể nhanh chân đi tới. Cứu mạng, có ai không cứu chúng tôi với, cứu mạng. Trương Lan Phượng hô to, vừa hô vừa khóc lóc. Bà vợ Khương Minh Long không nói hai lời, bà ta tát mấy phát vào mặt Trương Lan Phượng. Bà la một câu nữa thì tôi xé miệng bà ra. Bà vợ Khương Minh Long mắng to, cảnh cáo Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng nào còn dám la, bà ta cũng biết đối phương sẽ không chịu đựng và chiều theo bà ta. Cửa phòng bao bị đóng lại, bên trong chỉ có Khương Kỳ và Lâm Huỳnh Mai. Lâm Huỳnh Mai co quắp nằm trên giường đất nhỏ, cô ta nhìn Khương Kỳ ép sát tới, thật sự đã vô cùng tuyệt vọng. Mặc dù trước đó cô ta rất muốn hẹn hò với tên con nhà giàu Khương Kỳ này, nhưng bây giờ thì khác, cô ta đã biết Khương Kỳ không phải thứ tốt lành gì, anh ta chỉ tiếp cận để lợi dụng cô ta. Huống chi cô ta mới quen biết Khương Kỳ một ngày thôi, cho dù Khương Kỳ không phải là kẻ xấu thì cô ta cũng chưa chuẩn bị tốt để Khương Kỳ xuống tay. Anh đừng tới đây. Lâm Huỳnh Mai hét lớn. Hừ hừ, chớ ở trước mặt tôi ra vẻ ngây thơ, biết không? Đừng quên tôi thật sự là bạn trai cô, chúng ta còn chưa chia tay, tôi đụng cô một chút cũng không được. Khương Kỳ cười lạnh một cách dữ tợn, nhào về phía Lâm Huỳnh Mai. Á anh làm gì, cút đi. Lâm Huỳnh Mai cũng rất gấp, đôi chân dài đột nhiên đạp vào bộ phận quan trọng của Khương Kỳ. Ui da má ơi! Khương Kỳ đau đến nỗi chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Một cú đạp này đủ chuẩn xác, xém chút nữa đạp hỏng cái đó của anh ta. Mẹ nó, rượu mời không uống mà cô muốn uống rượu phạt à, tôi thấy cô là tự mình tìm phiền phức đây mà. Khương Kỳ tức giận đến nỗi chửi mát, đưa tay nắm chặt tóc của Lâm Huỳnh Mai, dùng sức đập đầu cô ta vào giường đất. Phanh 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 phanh, đập một phát đến 7-8 lần, đầu Lâm Huỳnh Mai đã bị đập đến choáng váng và hoa mắt, gần như mất đi ý thức. Trận thô bạo đánh đập này, đúng là hành hạ đến Lâm Huỳnh Mai choáng váng. Cơ thể yếu đuối này của cô, làm sao có thể là đối thủ của Khương Kỳ? Không bao lâu sau, đã bị đập vào đầu khiến cô xây sầm mặt mày, chút sức lực phản kháng cũng không có. Nhìn thấy Lâm Ngọc An đã mất đi sức kháng cự, trong lòng Khương Kỳ càng thêm hưng phấn. Mặc dù tiếp cận Lâm Huỳnh Mai là có mục đích khác, nhưng Lâm Huỳnh Mai cũng quá xinh đẹp đi, muốn thân hình có thân hình, muốn có sắc đẹp, tuyệt đối là siêu cấp người đẹp. Hê hê, bây giờ cô có thể ngoan ngoãn hơn rồi chứ? Con mẹ nó còn không ngoan ngoãn, tao sẽ đánh chết mày luôn. Khương Kỳ cười dâm đãng một trận, chỉ Lâm Huỳnh Mai đang nằm trên giường đất nói. Lâm Huỳnh Mai vẫn còn chút ý thức, trên đầu đã chảy rất nhiều máu, nhưng cô không cảm thấy đau đớn. Mắt thấy Khương Kỳ sắp sửa hại cô ta, cô cũng bị dọa cho chết khiếp. Con gái là như vậy đó, người đàn ông cô yêu thích, có đối với cô như thế nào đi chăng nữa cũng thấy vui. Còn Khương Kỳ đối với cô mà nói. Sớm đã tự anh chàng giàu có đẹp trai biến thành người đàn ông tồi tệ rồi, bây giờ cô rất chán ghét cái tên Khương Kỳ này, làm sao có thể để cho Khương Kỳ đụng vào cô chứ? Khương Kỳ, mày đừng có qua đây, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng đó. Lâm Huỳnh Mai nhìn Khương Kỳ nói, cô ta còn ngây thơ cho là như vậy có thể dọa được Khương Kỳ. Nhưng cô ta cũng quá không hiểu đàn ông rồi, ở trong tình huống này Khương Kỳ làm sao còn có thể khống chế dục vọng trong người mình được nữa? Ha ha ha, hậu quả nghiêm trọng như thế nào? Mày nói tao nghe xem nào. Khương Kỳ lại điên cuồng cười lên, đấm lấy cánh tay của Lâm Huỳnh Mai, đã bắt đầu động tay động chân rồi. Anh rể của tao là Hoàng Thiên, anh rể tao biết mày đối với tao như thế, sẽ giết chết mày đó. Lâm Huỳnh Mai thật không còn cách nào khác, mới lôi tên của Hoàng Thiên ra nói với hy vọng có thể dọa được Khương Kỳ. Cô sao có thể đoán được, không nhắc đến Hoàng Thiên thì thôi, nhắc đến Hoàng Thiên, càng thêm kích thích Khương Kỳ. Khương Kỳ lúc đó bị Hoàng Thiên giày vò rất thê thảm, đáng hận nhất là Hoàng Thiên, nghe đến tên Hoàng Thiên, anh ta càng oán hận hơn. Địt con mẹ mày, còn dám nhắc Hoàng Thiên với tao, tao cho mày nhắc này, tao má nó cho mày nhắc này. Khương Kỳ vừa chửi vừa điên cuồng tát Lâm Huỳnh Mai, một tát hơn mười mấy cái tát lên mặt của Lâm Huỳnh Mai. Chỉ là ra tay quá mạnh với Lâm Huỳnh Mai, miệng cũng bị đánh cho méo luôn, gương mặt cũng sưng đến mức không ra hình người, bình chướng lên gấp 3 lần. Bây giờ cô vô cùng hối hận, sớm biết như thế đã nghe lời Hoàng Thiên, cái tên Khương Kỳ này thật sự không phải là con người mà. Bây giờ cô không thể không bội phục Hoàng Thiên, cách nhìn người của anh rất là chuẩn, chỉ vừa mới gặp mặt, đã có thể nhìn ra được Khương Kỳ là loại rác rưởi nào rồi. Mọi thứ giờ đã quá muộn, nói cái gì cũng không có tác dụng nữa rồi,
Lâm Huỳnh Mai chỉ cảm giác được nỗi tuyệt vọng vô bờ bến. Sau khi Khương Kỳ đánh Lâm Huỳnh Mai một trận, cuối cùng cũng dừng tay lại, thằng nhóc này lúc nãy uống không ít rượu, bây giờ rất là muốn giải quyết. Con mẹ mày, mày ngoan ngoãn ở đó đợi đi, ông đây chút nữa sẽ tới chiều chuộng mày nha. Khương Kỳ dâm tà nhìn Lâm Huỳnh Mai cười cười, sau đó quay lưng đi ra khỏi căn phòng nhỏ, đi vào toilet. Đương nhiên, lúc ra khỏi phòng nhỏ, anh ta đã kêu một tên côn đồ canh chừng kỹ cửa ra vào. Lâm Huỳnh Mai vừa thấy Khương Kỳ đi ra ngoài, cô cũng không màng đau khổ, từ trên giường đất nhảy xuống, đang chuẩn bị phá cửa để trốn đi. Nhưng vừa mới đẩy cửa ra, đã bị một tên côn đồ đá lại vào trong. Phịch phịch, Lâm Huỳnh Mai ngồi bệt xuống đất, ôm bụng đau đến mức trực tiếp khóc thành tiếng. Cho đến bây giờ, cô mới phát hiện ra Hoàng Thiên tốt đến mức nào, nếu có Hoàng Thiên ở đây, sao có thể để cô chịu khổ như thế chứ? Cửa phòng lại bị đóng lại lần nữa, trong lòng của Lâm Huỳnh Mai cũng lạnh thấu rồi. Cũng cùng lúc này, Trương Lan Phượng ở một căn phòng khác, cũng không dễ chịu hơn, vợ của Khương Minh Long tát cho bà ta 100 cái. Vợ của tên Khương Minh Long này thật đúng là chua ngoa, còn dữ tợn hơn cả Trương Lan Phượng, đấy đúng thật là một vật trị một vật mà, vừa rồi không cần biết trắng đen tốt xấu gì cứ thế mà đánh Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng sao mà chịu nổi nữa, hai bên má cũng bị sưng tấy lên, thuận theo đường nét của gương mặt mà chảy máu xuống. Hê hê, được rồi vợ ơi, tiếp tục đánh nữa thật sự sẽ đánh chết bà ta đó. Khương Minh Long đứng ở một bên cười hê hê, bên cạnh còn có ba tên côn đồ. Hừ làm sao nào, bộ ông thương tiếc bà tám này hả? Vợ của Khương Minh Long không hài lòng mà hừ lạnh một tiếng rồi hỏi Khương Minh Long. Khương Minh Long sững lại một lát, vẫn còn chưa kịp nói gì, ông ta đúng thật có chút hứng thú với Trương Lan Phượng. Đừng thấy Trương Lan Phượng mập mập như thế, tuổi cùng tầm 4-50 tuổi, lại bảo dưỡng rất tốt, với lại da rẻ cũng còn rất tốt, thời còn con gái chắc chắn là mỹ nhân xinh đẹp tuyệt vời rồi. Đã tầm tuổi này rồi, nhìn vẫn tràn đầy sức sống như thế, đối với một người đàn ông như Khương Minh Long, rất là hợp khẩu vị ông ta. Vừa thấy Khương Minh Long không nói gì, vợ của Khương Minh Long càng thêm chắc chắn, chồng của mình đúng thật là có loại suy nghĩ đó đối với Trương Lan Phượng. Một mùi giấm chua nồng nặc hiện lên trong lòng của bà ta, vợ của Khương Minh Long sao có thể kiềm chế được chứ, túm lấy tóc của Trương Lan Phượng, đã lôi bà ta xuống đất. Ôi, xin đừng có đánh tôi nữa, con rể của tôi là Hoàng Thiên, nó rất lợi hại. Trương Lan Phượng cũng không còn cách nào khác, lớn tiếng hét lên, bà ta cũng giống như Lâm Huỳnh Mai, muốn lấy Hoàng Thiên ra dọa họ. Tao cho mày nhắc Hoàng Thiên này, bà nội cha mày, không nhắc đến con rể của mày thì thôi, tao còn nhẹ nhàng với mày một chút. Mày còn dám nhắc đến nó, hôm nay tao lột da của mày ra. Vợ của Khương Minh Long vừa chửi vừa cầm cây lau nhà tàn nhẫn đánh tới tấp. Trương Lan Phượng bị đánh đến lăn lê bò qua bò lại trên mặt đất, đừng nói là thê thảm đến đâu. Trương Lan Phượng lớn chừng này rồi, cũng chưa từng chịu qua trận đòn nào tàn độc như vậy, hôm nay bà ta bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Đúng vào lúc này cửa được mở ra, một tên đàn ông râu ria bặm trợn chạy vội đến. Tổng giám đốc Long, cái tên Hoàng Thiên đó đến rồi. Tên dâu bặm trợn đó hồi báo với Khương Minh Long, Khương Minh Long vừa nghe, lập tức trợn mắt lên. Ông ta chính là đến đây để tìm Hoàng Thiên báo thù, đợi chính là Hoàng Thiên. Hừ hừ thằng đó dám đến đây hả, dẫn theo bao nhiêu người? Khương Minh Long nhe răng ra cười, hỏi tên dâu ria bặm trợn. Tổng giám đốc Long, cái tên Hoàng Thiên đó một mình lái xe qua đây, không hề dẫn theo người. Tên dâu ria bặm trợn đó nói. Khương Minh Long quá đỗi ngạc nhiên, Hoàng Thiên có thể đến đây gặp ông ta. Đã khiến ông ta không thể ngờ được rồi, lại còn đơn phương độc mã đến không dẫn theo một đàn em nào, Hoàng Thiên như vậy không phải là tự đi nộp mạng sao? Không đợi Khương Minh Long nói gì thêm, lúc này cánh cửa sau lưng tên dâu ria bặm trợn đã bị người ta đá một cái bay thẳng vào bên trong phòng. Chính là do Hoàng Thiên đá, lúc này Hoàng Thiên vẫn rất bình tĩnh ung dung đứng ngay cổng, ánh mắt quét nhìn bên trong phòng một lượt. Mẹ kiếp bước vào đây rồi còn dám hống hách hả, dám đá tao, bà nội cha mày chuẩn bị chết đi. Dâu rịa bặm trợn tức giận, hung dữ chửi sùm lên, từ trên đất nhún người một cái như lò xo, sau đó đang định lao đến chỗ của Hoàng Thiên. Gã vốn dĩ cho là sức khỏe mình rất dẻo dai, chỉ là dọn dẹp một tên Hoàng Thiên thôi thì cũng dư sức, nhưng gã đã đoán sai rồi, vừa mới đến trước mặt của Hoàng Thiên, đã bị Hoàng Thiên tung cước đá lại. Bịch phịch, lưng của tên dâu ria bặm trợn đập xuống đất khô, eo gần như là bị gãy, đã đau đến mức đứng dậy không nổi nữa. Trương Lan Phượng vừa nhìn thấy Hoàng Thiên đến, giống như là thấy được ngôi sao cứu mạng, bèn hô lớn ngay lập tức, Hoàng Thiên, Hoàng Thiên, nhanh qua đây cứu mẹ sắp bị người ta đánh chết rồi.
Nhìn bộ dáng sắp chết này của Trương Lan Phượng, Hoàng Thiên thật sự cảm thấy rất khó chịu. Nhưng mà nhìn Trương Lan Phượng bây giờ cũng đủ thảm, nếu không nhìn kỹ khó có thể nhận ra bà ta. Bị người ta tát cho thành cái dạng này. Hoàng Thiên cạn lời nhìn Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng vô cùng tức giận, nếu có thể, bà ta thật sự muốn bóp chết Hoàng Thiên ngay tại chỗ. Bà đây bị người ta đánh cho thành đấu eo, thế mà mày vẫn còn đứng đây nói đều. Mày còn là con người sao? Trong lòng Trương Lan Phượng âm thầm mắng Hoàng Thiên, nhưng mà bà ta không dám nói ra, bà ta còn đang trông cậy vào Hoàng Thiên cứu mình. Con rể à, đều là do con mụ này đánh mẹ, con phải báo thù cho mẹ. Trương Lan Phượng chỉ vào vợ Khương Minh Long, quay sang tố khổ với Hoàng Thiên. Nghe Trương Lan Phượng nói như vậy, vợ của Khương Minh Long làm sao lại ngồi im, bà ta túm lấy tóc của Trương Lan Phượng, tát cho Trương Lan Phượng thêm 10 cái tát. Mẹ nó, bà nghĩ con rể tới mà ngon à, còn dám mắng tôi xé miệng bà. Vừa mắng, vợ của Khương Minh Long vừa đưa tay xé miệng Trương Lan Phượng, qua vài lần liền khiến khóe miệng của Trương Lan Phượng bị rách ra, chảy máu. Nhìn cảnh này, Hoàng Thiên hơi nhíu mày, vợ của Khương Minh Long này cũng thật là ác. Dừng tay. Dù sao Trương Lan Phượng cũng là mẹ của Ngọc Lan, Hoàng Thiên không thể không quản chuyện này, nếu như anh không ngăn lại thì Trương Lan Phượng sẽ thực sự bị người ta đánh chết. Con mẹ nó việc gì tao phải nghe mày? Mày muốn bảo tao dừng tay ư, tao đéo đấy. Hôm nay bà đây xé miệng con mụ này ngay trước mặt mày. Vợ của Khương Minh Long một bên kêu gào với Hoàng Thiên một bên xé miệng Trương Lan Phượng, bà ta không phải đang hù dọa mà thật sự muốn xé miệng Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng bị tát đau đến mức kêu la thảm thiết. Khóe miệng bà ta bị rách hết ra, vừa đau vừa xót. Hoàng Thiên nhìn cảnh này mà cảm thấy không thể tin nổi, đang định đi lên ngăn cản thì nghe thấy từ trong căn phòng nhỏ đối diện truyền ra tiếng kêu khóc thấu tim gan của Lâm Huỳnh Mai. Con mẹ nó, rốt cuộc tình huống này là như thế nào? Hoàng Thiên biết tình hình của Lâm Huỳnh Mai chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn, cho nên anh không thèm để ý tới Trương Lan Phượng, quay người đi tới căn phòng nhỏ đối diện. Dừng lại, mau đi cùng chúng tôi đến xin lỗi Tổng Giám Đốc Long. Chỗ này không cho phép anh bước vào. Tên côn đồ đứng ở cửa đưa tay ngăn cản Hoàng Thiên, vẻ mặt không có ý tốt. Hoàng Thiên làm gì có thời gian tranh cãi với gã đâu. Anh giơ tay lên tát tên côn đồ ấy ngã lăn ra mặt đất. Phù phù một tiếng, tên côn đồ không thể chịu được cái tát này, trực tiếp ngất xỉu. Dầm. Hoàng Thiên đạp cửa phòng đi vào. Cảnh tượng bên trong căn phòng khiến Hoàng Thiên vô cùng sửng sốt. Anh nhìn thấy thằng nhóc Khương Kỳ này đã sắp thành công, có thể nói là sát cửa. Cảnh tượng này khiến cho người ta không có cách nào nhìn thẳng, Khương Kỳ vừa quay đầu nhìn lại thì bị Hoàng Thiên cho một đấm ngay mặt. Ai ra mẹ nó? Khương Kỳ bị đau, cơ thể nghiêng một cái ngã lăn ra giường. Hoàng Thiên nắm lấy chân Khương Kỳ, ném thằng nhóc này xuống đất. Khi ánh mắt Hoàng Thiên nhìn đến Lâm Huỳnh Mai, anh vội vàng đem ánh mắt rời đi nơi khác. Phi lễ chớ nhìn, trái tim Hoàng Thiên đập điên cuồng một lúc, nói không có chút động lòng là không thể nào. Mặt Lâm Huỳnh Mai đỏ như đít khỉ. Vội vàng mặc quần áo, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Hoàng Thiên. Anh ta không có làm gì em chứ? Hoàng Thiên hỏi Lâm Huỳnh Mai. Không có, anh rể. Nếu anh đến chậm một giây thì chắc là em xong đời rồi. Lâm Huỳnh Mai khóc, nhào bổ vào trong lòng Hoàng Thiên, ôm Hoàng Thiên khóc hắc lên. Cơ thể cô ta đang run rẩy không ngừng, cô ta thực sự bị dọa sợ. Con mẹ nó Hoàng Thiên, mày đánh con trai tao đến nghiện rồi đúng không? Mày còn dám đánh nó? Khương Minh Long gào thét vọt vào, dùng tay đấm vào gáy Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không thèm quay đầu lại, đá chân ngược về sau, đá Khương Minh Long ngã lăn xuống đất. Ba tên côn đồ đi theo sau Khương Minh Long cũng cùng nhau ra tay với Hoàng Thiên, bọn họ cho rằng nếu cùng nhau tấn công phía sau lưng Hoàng Thiên, nhất định có thể đánh gục Hoàng Thiên xuống đất. Nhưng mà, bọn họ không ngờ rằng, sau lưng Hoàng Thiên giống như mọc mắt vậy, anh không thèm quay đầu lại nhưng lại có thể đánh cho từng người bọn họ ngã lăn ra đất. Khương Minh Long cùng ba tên côn đồ đều ôm bụng, ngã lăn trên mặt đất co quắp vì đau đớn. Hoàng Thiên ôm Lâm Huỳnh Mai đặt lên giường, để cô ta đi giày vào. Mặc dù cô em gái vợ này thật sự không hiểu chuyện, nhưng dù sao cũng là người một nhà, nói thế nào thì con bé cũng là em gái của vợ, cho nên Hoàng Thiên vẫn luôn chăm sóc con bé. Nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng kêu đau thảm thiết của Khương Minh Long, vợ của Khương Minh Long vội vàng túm tóc Trương Lan Phượng kéo vào phòng. Ông Long, ông thế nào rồi? Vợ của Khương Minh Long hỏi Khương Minh Long. Cái tên họ Hoàng này rất lợi hại. Khương Minh Long cắn răng nói, cố gắng gắng gượng bò dậy từ dưới đất, ông ta không dám tùy tiện ra tay với Hoàng Thiên nữa. Vợ của Khương Minh Long nghe xong cũng trợn tròn mắt. Tính cả Khương Minh Long và Khương Kỳ,
thêm cả 4 tên côn đồ vạm võ, tổng cộng là 6 người đàn ông đó. Vậy mà lại không đánh lại nổi một thằng Hoàng Thiên, sao có thể như thế được? Không phải nói, song quyền nan địch tứ thủ sao? Làm sao Hoàng Thiên có thể lợi hại như vậy được? Trong lòng vợ Khương Minh Long không phục, nhưng bà ta cũng rất căng thẳng, đứng ở đó trừng mắt nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên à, con nhanh chóng bảo mụ ta thả mẹ ra đi, con xem mụ ta đã đánh mẹ thành bộ dạng gì rồi. Trương Lan Phượng mơ hồ nói không rõ. Hoàng Thiên nhìn qua Trương Lan Phượng, quả thật là còn thảm hơn so với vừa nãy, anh mới đi cứu Lâm Huỳnh Mai có trong chốc lát, thế mà Trương Lan Phượng đã bị vợ của Khương Minh Long đánh gãy hai cái răng cửa, bây giờ nói chuyện cũng khó khăn. Buông bà ấy ra. Hoàng Thiên chỉ vào vợ của Khương Minh Long, yêu cầu bà ta buông Trương Lan Phượng ra. Đừng thấy giọng nói của Hoàng Thiên không lớn, nhưng thật sự rất có khí thế, vợ của Khương Minh Long bị giọng nói của anh làm cho giật mình kêu lên. Nhìn thấy đám người Khương Minh Long đều đã ỉu xìu, vợ của Khương Minh Long cũng không dám vênh váo với Hoàng Thiên, lúc này theo bản năng buông lỏng Trương Lan Phượng ra. Cuối cùng Trương Lan Phượng cũng được giải thoát, vừa rồi bà ta bị kéo tóc nên không có sức đánh trả, hiện tại bà ta có thể đánh trả lại được rồi. Con đĩ khốn nạn, mày dám đánh tao, tao chơi chết con đĩ nhà mày. Trương Lan Phượng đột nhiên hét lên, một tay túm lấy tóc của vợ Khương Minh Long, một tay khác cào lên mặt vợ Khương Minh Long. Bây giờ thì vui rồi, mặt của vợ Khương Minh Long bị Trương Lan Phượng cào đầy những vết đỏ. Hoàng Thiên nhìn thấy mà sợ ngây người, Trương Lan Phượng thật sung dữ, đây quả thực là muốn hủy luôn khuôn mặt của vợ Khương Minh Long mà. Dừng tay, Khương Minh Long làm sao có thể chịu nổi, ông ta hét lên một tiếng rồi lao tới đánh Trương Lan Phượng, một cước đá Trương Lan Phượng lăn ra đất. Hoàng Thiên, mày mau giúp tao, mẹ nó mày thật sự là một thằng rác rưởi vô dụng mà, trơ mắt nhìn tao bị đánh sao. Trương Lan Phượng bị ngã lăn ra đất, tức giận gầm lên với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hoàn toàn bó tay, người mẹ vợ này đúng là cực con mẹ nó phẩm, lúc này rồi mà còn quát mắng anh, thế mà còn dám nói ra 4 chữ, rác rưởi vô dụng. Con chỉ là một tên rác rưởi vô dụng, làm sao có thể giúp mẹ được? Hoàng Thiên hỏi Trương Lan Phượng. Khương Minh Long nghe Hoàng Thiên nói những lời này thì càng có thêm dũng khí, nếu Hoàng Thiên đã không có ý định giúp Trương Lan Phượng thì ông ta còn khách khí làm gì? Đánh! Chỉ thấy Khương Minh Long và vợ của ông ta thi nhau đánh Trương Lan Phượng, đạp cho Trương Lan Phượng hoa hết cả mắt. Ông xã, đưa dao cho em. Vợ Khương Minh Long nổi trận lôi đình, vì lấy một con dao ở chỗ Khương Minh Long, định rạch mặt Trương Lan Phượng. À đừng mà! Trương Lan Phượng sợ tới mức bưng kín mặt, thà rằng tay bị chặt cũng không thể hủy nhan sắc. Đối với khuôn mặt này, bà ta vẫn khá là để ý, đừng thấy bà ta lớn tuổi, bà ta vẫn khán điệu đà. Chồng à lấy tay bà ta ra đi. Vợ của Khương Minh Long nổi giận, kêu Khương Minh Long hỗ trợ lấy tay Trương Lan Phượng ra. Khương Minh Long cũng không chần chừ, ông ta cũng là người dùng võ, đối phó với Trương Lan Phượng còn không dễ dàng sao. Trong nháy mắt, tay của Trương Lan Phượng đã bị lấy ra, lộ khuôn mặt. Lâm Huỳnh Mai ở bên cạnh sợ ngây người, thấy vợ của Khương Minh Long ác độc như vậy, lại muốn hủy khuôn mặt của mẹ cô ta, tim cô ta sắp nhảy lên cuống họng rồi. Anh rể. Lâm Huỳnh Mai nhìn Hoàng Thiên cầu xin giúp đỡ. Cô ta biết cũng chỉ có anh rể của mình mới có thể cứu mẹ cô ta. Hoàng Thiên nhìn thấy màn này cũng khó tưởng tượng nổi, nếu Trương Lan Phượng thực sự bị hủy khuôn mặt, vậy chắc chắn Ngọc An sẽ rất đau lòng, dù sao Trương Lan Phượng cũng là mẹ của cô. Không kịp nghĩ nhiều, Hoàng Thiên đi qua ngăn cản vợ của Khương Minh Long. Họ Hoàng kia, không phải cậu kêu mặc kệ mẹ vợ của cậu sao? Vợ của Khương Minh Long trừng mắt quát Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không thèm để ý tới bà ta. Túm Trương Lan Phượng lên, qua chỗ đi. À, được, con rể à, dù thế nào con cũng phải cứu mẹ, nếu không mặt mẹ bị hủy mẹ sẽ không sống nữa. Giọng nói Trương Lan Phượng run rẩy, bà ta thật sự sợ rồi. Bà ta vội vàng chạy tới bên cạnh Huỳnh Mai, ánh mắt căng thẳng nhìn Hoàng Thiên, ký thác tất cả hy vọng lên người Hoàng Thiên. Vợ của Khương Minh Long tức đến dạ dày cũng đau, bà ta bị Trương Lan Phượng cào thành con mèo hoa, thù này sao có thể không báo. Nhưng có Hoàng Thiên ở đây, bà ta cũng không dám làm gì, thật sự tức điên rồi. Khương Minh Long cũng buồn bực muốn chết, nhìn thấy Hoàng Thiên, Khương Minh Long có xúc động muốn đánh chết Hoàng Thiên. Khương Kỳ cũng như vậy, anh ta hận không thể lập tức giết chết Hoàng Thiên, vừa rồi đã sắp chiếm được Lâm Huỳnh Mai, lại bị Hoàng Thiên phá rỗi, mẹ nó chứ. Nhưng tức thì tức, những người này không một ai dám ra tay với Hoàng Thiên nữa, biết ra tay cũng uổng công, căn bản không phải là đối thủ của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đứng ở đây tình hình được khống chế, đối phương nhiều người như vậy, cũng không dám làm gì.
Tên để dâu kia cũng cong thắt lưng, vừa rồi gã bị Hoàng Thiên đá một cú, hiện tại vẫn chưa hồi phục được. Tổng Giám Đốc Long. Tên để dâu muốn nói lại thôi, nhìn Khương Minh Long không biết nên làm gì mới tốt. Khương Minh Long hiểu được ý của tên để dâu muốn báo thù, muốn chơi chết Hoàng Thiên ở đây. Nhưng thực lực không cho phép mà, Hoàng Thiên không dễ đối phó như vậy. Nghĩ một lát, Khương Minh Long lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gửi cho con trai cả của ông ta Khương Văn Lạc một tin nhắn. Trong huyện Thuận Thành này, ông ta cũng xem như khá châu bò, nhưng con cả của ông ta Khương Văn Lạc, không chỉ lăn lộn ở huyện Thuận Thành, mà cả tỉnh này cũng có không ít bạn bè. Ngay cả Lã Việt của thành phố Bắc Ninh cũng là bạn tốt của Khương Văn Lạc, điều này Khương Minh Long rất rõ. Tuy Lã Việt không có khả năng đối phó với Hoàng Thiên, nhưng Khương Minh Long cảm thấy có lẽ Khương Văn Lạc có thể tìm được một kẻ mạnh nào đó đến giết Hoàng Thiên. Ông ta vừa trộm gửi tin nhắn, nhưng vào lúc này, bên ngoài lại ầm ĩ. Ngay sau đó, một đám người từ dưới tầng vọt lên, chừng 15-16 người. Người cầm đầu chính là Lã Việt. Ở bên cạnh Lã Việt, lại là Khương Văn Lạc, điều này khiến Khương Minh Long mê man không hiểu. Con cả của ông ta hẳn phải ở huyện Thuận Thành mới đúng, sao đột nhiên lại tìm tới đây? Còn dẫn theo Lã Việt. Khương Văn Lạc, sao con lại ở đây? Khương Minh Long nghi ngờ hỏi Khương Văn Lạc. Khương Văn Lạc nhìn một màn này, đã sắp bùng nổ. Nghĩ thầm cha mẹ còn có tên em trai vô dụng này, thật sự là tự tìm đường chết mà. Vất vả lắm mới xin được Lã Việt nói giúp trước Hoàng Thiên, lúc này mới cứu được họ khỏi huyện Thuận Thành, không ngờ họ lại còn chạy tới đây trêu chọc Hoàng Thiên, đây không phải tìm chết thì là gì. Khương Văn Lạc tức đến mức cắn răng, tức giận trừng mắt nhìn Khương Minh Long. Khương Minh Long cũng nhìn ra, hình như Khương Văn Lạc rất không hài lòng với ông. Con trừng cha như vậy làm gì? Khương Minh Long có chút tức giận, chất vấn Khương Văn Lạc. Cha làm gì vậy? Sao lại còn gây phiền phức với anh Hoàng Thiên? Khương Văn Lạc thở phì phì hỏi. Này không cần con quản, mẹ nó, cha còn muốn hỏi con, sao lại tìm tới đây? Khương Minh Long hỏi Khương Văn Lạc. Là Nam Chọc gọi điện thoại cho con, nói mọi người gặp phiền phức ở đây kêu con tới cứu mọi người. Khương Văn Lạc đè cơn giận xuống, chỉ thằng nhóc ngoài cửa. Thằng nhóc này chính là người vừa giúp Khương Kỳ trông cửa, bị Hoàng Thiên đập cho ngất đã tỉnh lại, gọi điện cho Khương Văn Lạc, kêu Khương Văn Lạc nhanh tới cứu Khương Minh Long bọn họ. Mà Khương Văn Lạc đang uống rượu với Lã Việt ở thành phố Bắc Ninh, nghe tin này, Khương Văn Lạc sắp điên rồi, lúc này mới cùng Lã Việt tìm tới đây nhìn xem. Khương Minh Long nghe vậy hung hăng trừng mắt nhìn thằng nhóc tên Năm Chọc kia một cái. Năm Chọc nhanh chóng giải thích, Tổng Giám Đốc Long, tôi là sợ mọi người gặp chuyện không may, mới gọi điện cầu cứu cho cậu cả. Khương Minh Long không chừng Năm Chọc nữa, dù sao Năm Chọc này nói cũng đúng, gọi điện cầu cứu Khương Văn Lạc cũng là vì Khương Minh Long. Cậu Thiên, vẻ mặt Lã Việt đầy áy náy đi tới bên cạnh Hoàng Thiên, tuy rằng anh ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Khương Minh Long lại tìm Hoàng Thiên gây phiền phức, anh ta cũng không thoát liên can. Anh với Khương Văn Lạc này đang ở chung. Hoàng Thiên hỏi Lã Việt. Đúng vậy cậu Thiên, chuyện này đều trách tôi. Lã Việt gật đầu nói. Cậu Thiên, tôi thay người nhà cho anh một lời giải thích. Xin anh nể mặt Lã Việt, tha cho họ lần nữa. Khương Văn Lạc càng nói càng nhỏ, cúi đầu ở trước mặt Hoàng Thiên cầu xin. Sắc mặt Hoàng Thiên âm trầm, anh cũng không tỏ thái độ gì. Đã cho Lã Việt mặt mũi một lần, cũng chính vì như vậy, mới để lại tai họa phía sau. Lần này, Hoàng Thiên không muốn buông tha cho cả nhà Khương Minh Long nữa. Cậu Thiên, tôi cam đoan họ sẽ không gây rối nữa. Khương Văn Lạc thấy Hoàng Thiên không nói lời nào, anh ta thật sự sốt ruột. Anh lấy cái gì để cam đoan? Hoàng Thiên lạnh giọng hỏi Khương Văn Lạc. Chuyện này, Khương Văn Lạc nghẹn lời, anh ta cũng không thể nhốt cả nhà mình lại, thật sự không có gì để cam đoan. Anh cũng xem như là người thấu tình đạt lý, hôm nay không làm khó anh, đứng qua một bên đi. Hoàng Thiên nói với Khương Văn Lạc. Trái tim Khương Văn Lạc đều rơi xuống, đã đổ mồ hôi lạnh. Nhưng anh ta không dám không nghe, đành đứng ở một bên không nói gì. Hoàng Thiên, mày muốn thế nào thì nói đi, mẹ nó, nói thẳng ra cho rồi. Khương Kỳ lắc đầu, lúc này vẫn còn rất ngang ngược. Anh ta cảm thấy có anh trai mình ở đây, hơn nữa anh trai anh ta còn quen biết Lã Việt, có thể đảm bảo anh ta không bị gì. Khương Minh Long và vợ cũng nghĩ vậy, hai người cũng không hiểu rõ chuyện lắm, lúc này Khương Minh Long cười giễu nói, đúng vậy Hoàng Thiên, mày nói thẳng đi, bày bộ dáng đó cho ai xem chứ. Khương Minh Long vừa nói vừa chế nhạo Hoàng Thiên. Ông ta cho rằng Hoàng Thiên nhất định sẽ cho Lã Việt mặt mũi,
mà con trai cả Khương Văn Lạc của ông ta lại có mối quan hệ không bình thường với Lã Việt. Cho nên chắc chắn sẽ không sao đâu, Hoàng Thiên sẽ không làm gì Khương Minh Long ông ta đâu. Nhưng mà ông ta đã hoàn toàn sai rồi, lúc này Hoàng Thiên hoàn toàn không muốn để lại một chút phiền phức. Bà nội mày, chồng tao đang nói chuyện với mày đấy. Bà đây vẫn là câu nói này, muốn làm gì thì làm, mày còn dám giết chúng tao sao? Vợ Khương Minh Long nhìn Hoàng Thiên đầy khiêu khích, lớn tiếng quát. Khương Văn Lạc ở bên cạnh nhìn, trái tim dần phát lạnh. Cha của anh, còn có mẹ và em trai nữa, tại sao lại thích tìm đường chết như vậy? Vậy mà dám khiêu khích Hoàng Thiên như thế, quả thực là chán sống rồi. Bọn họ đúng là không biết sống chết, còn dám khiêu chiến với Hoàng Thiên, lần này thật sự xong đời rồi. Cha, mẹ, hai người có thể bớt nói vài câu được không? Khương Văn Lạc không nhịn được lơ tiếng nói với vợ chồng Khương Minh Long. Ha ha, tại sao phải nói ít? Khương Minh Long cha lăn lộn ở xã hội đen nhiều năm như vậy rồi, cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn qua thiệt thòi như vậy đâu. Hôm nay cha không tin cái tên Hoàng Thiên kia dám làm gì cha. Khương Minh Long vừa chế nhạo vừa hét lên điên cuồng. Khương Văn Lạc nghe xong thì đã biết là bọn họ xong đời rồi, không thể cứu vãn được nữa rồi. Quả nhiên đúng như Khương Văn Lạc dự liệu, Hoàng Thiên đã hoàn toàn bị hai vợ chồng Khương Minh Long và Khương Kỳ chọc giận. Bắt hết bọn họ lại, mang ra ngoài. Hoàng Thiên ra lệnh cho Lã Việt. Dạ. Lã Việt cũng rất bất đắc dĩ, đành phải đồng ý, ra lệnh cho thuộc hạ tiến lên bắt ba người kia lại. Không phải là ông ta không muốn giúp Khương Văn Lạc, mà là người nhà của Khương Văn Lạc cứ thích tìm đường chết, ông ta cũng không có cách nào giúp được. 10 người thuộc hạ của Lã Việt xông lên, bắt vợ chồng Khương Minh Long, Khương Kỳ và 4 tên đàn em lại. Ông cụ dâu quai nón của quán cơm nhỏ này cũng không thoát nổi, bị vặn tay đưa ra ngoài. Cái tên khốn nạn Hoàng Thiên nhà mày, mày, mẹ nó mày dám động đến tao. Khương Minh Long hét lên, cuối cùng ông ta cũng hoảng sợ, sợ rằng Hoàng Thiên sẽ thực sự chơi chết ông ta. Vợ của Khương Minh Long cũng hoảng sợ, không còn vẻ vênh váo như vừa nãy nữa, bà ta vội vàng hét lên với Khương Văn Lạc, con trai lớn, nhanh cứu mẹ đi. Cậu Thiên, ngài, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Khương Văn Lạc vô cùng bất đắc dĩ, sau khi nói xong thì bụp một tiếng, quỳ gối xuống trước mặt Hoàng Thiên. Khương Văn Lạc biết rõ là không quỳ không được, với năng lực của Hoàng Thiên, cho dù có chơi chết cả nhà anh ta thì cũng không phải chuyện gì lớn. Cho dù Hoàng Thiên không muốn lấy mạng bọn họ, nhưng anh hoàn toàn có năng lực nhổ tận gốc nhà họ Khương, khiến chôn hà họ Khương hoàn toàn phá sản. Bởi vì vừa nãy khi uống rượu với Lã Việt, khi nói đến Hoàng Thiên, Lã Việt đã vô tình để lộ một vài thông tin về Hoàng Thiên. Cho nên Khương Văn Lạc biết rõ, Hoàng Thiên là người tuyệt đối không thể chọc vào, thật sự không thể chọc vào. Hoàng Thiên cũng rất kinh ngạc khi thấy Khương Văn Lạc quỳ xuống. Khương Văn Lạc cũng không phải dạng người tầm thường gì, có thể kết giao sâu sắc như vậy Lã Việt, cho thấy anh ta cũng là một nhân vật lợi hại. Hiện tại thế mà anh ta lại quỳ xuống cầu xin, cũng không phải chuyện dễ dàng. Anh đứng dậy trước đi. Hoàng Thiên nhìn Khương Văn Lạc, nói với anh ta. Khương Văn Lạc không dám đứng lên. Anh ta ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên, nói, cậu Thiên, tốt xấu gì bọn họ cũng là người nhà của tôi, nếu như anh thật sự không thể nào nguôi giận, vậy thì xin anh hãy lấy mạng của tôi, bỏ qua cho người nhà của tôi. Lời nói này quả thật giống như một người đàn ông thực thụ vậy, trong lòng Hoàng Thiên cũng cảm thấy rất xúc động. Nghĩ lại thì cũng không có gì là lạ cả, người có thể kết giao với Lã Việt, chắc chắn không phải dạng người hời hợt, trên người chắc chắn sẽ có một cỗ hào khí. Mặc dù giờ phút này Hoàng Thiên không có nói cái gì, nhưng trong lòng anh đã có quyết định, vẫn là không đại khai sát giới. Vốn dĩ Hoàng Thiên còn định ném cả nhà Khương Minh Long xuống sông cho rùa ăn. Mặc dù trong lòng anh đã có ý định tha mạng cho bọn họ, nhưng Hoàng Thiên vẫn không muốn bỏ qua cho cả nhà ba người Khương Minh Long như vậy. Không cho bọn họ một sự dạy dỗ sâu sắc, bọn họ sẽ không biết dừng lại. Lúc này Hoàng Thiên sải bước đi ra bên ngoài tiệm cơm. Khương Văn Lạc bị dọa đến mồ hôi chảy ròng ròng, anh ta không quỳ nữa. Đứng dậy đi theo Hoàng Thiên ra bên ngoài. Lúc này Lã Việt và thuộc hạ của anh ta đã khống chế cả nhà ba người Khương Minh Long và 4 tên côn đồ trở nên ngoan ngoãn. Cậu Thiên, kế tiếp làm gì tiếp? Lã Việt xin chỉ thị của Hoàng Thiên. Cho dù có quan hệ tốt với Khương Văn Lạc tới đâu thì Lã Việt cũng nhất định sẽ nghe theo lời Hoàng Thiên, đây là điều không thể nghi ngờ. Lôi tất cả bọn họ đến mép sông, buộc đá vào người ném xuống sông. Hoàng Thiên chắp hai tay, khí thế bức người quát. Lã Việt lập tức trợn tròn hai mắt kinh ngạc, anh ta không thể ngờ rằng Hoàng Thiên sẽ đưa ra quyết định như thế.
Vợ chồng Khương Minh Long, thêm cả Khương Kỳ và bốn tên côn đồ nghe Hoàng Thiên nói vậy thì đều như bị sét đánh, đứng ngẩn người ra đó, cho rằng mình nghe lầm. Hoàng Thiên, mày vừa mới nói cái gì? Khương Minh Long nói lắp ba lắp bắp, vẻ mặt sợ hãi hỏi Hoàng Thiên. Ném tất cả các người xuống đáy sông, tiễn các người lên đường. Hoàng Thiên nói từng câu từng chữ. Cái gì, Hoàng Thiên, mày dám làm như vậy? Giọng nói của Khương Minh Long run rẩy, ông ta đã hoàn toàn chết lặng. Nhìn bộ dáng của Hoàng Thiên không có gì giống giả vờ giả vịt cả, anh muốn làm thật. Buộc đá ném xuống sông, như vậy còn sống được sao? Sẽ trực tiếp quy tiên đấy. Khương Minh Long đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, không biết phải làm sao. Vợ của ông ta cũng không khá hơn là bao, đứng đờ ra đấy như một kẻ đần, bị dọa đến không nói ra lời, cả người run rẩy. Khương Kỳ cũng bị dọa sợ, ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên, không biết phải làm thế nào cho đúng. Kéo tất cả bọn họ đến bờ sông, làm theo lời ngài Thiên bảo, buộc đá ném xuống sông. Lã Việt nói với thuộc hạ. Dạ. 10 tên thuộc hạ đồng thanh đáp, cho dù Lã Việt yêu cầu bọn họ làm gì, bọn họ cũng không nói hai lời. Cùng với tiếng khóc cầu xin tha thứ của đám người Khương Minh Long, cả nhóm đi đến bờ sông. Trương Lan Phượng cũng dẫn Lâm Huỳnh Mai đi theo, trái tim của hai mẹ con nhà này đang đập loạn cả lên, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Hoàng Thiên sẽ hưng hãn như vậy. Chẳng lẽ, anh thực sự định giết hết cả nhà Khương Minh Long sao? Trong lòng Trương Lan Phượng lo lắng, dẫn theo Lâm Huỳnh Mai đi theo phía sau, đến cả thở mạnh cũng không dám. Quán cơm này cách bờ sông chỉ có 100 mét, rất nhanh bọn họ đã đến nơi. Ở quanh bờ sông có rất nhiều đá, đám thuộc hạ của Lã Việt cầm dây thừng, bắt đầu buộc từng tảng đá lớn lên người đám người Khương Minh Long. Cứ như vậy, đám người Khương Minh Long biết cái chết đã sắp cận kề, Hoàng Thiên không hề nói đùa, anh thật sự muốn giết chết bọn họ. Ngài Thiên, đừng làm như vậy, tôi không muốn đâu, tôi biết sai rồi. Khương Minh Long kêu khóc thảm thiết, xông về phía Hoàng Thiên hét lên. Ngài Thiên, tôi cũng biết sai rồi, cậu tuyệt đối đừng giết tôi. Vợ của Khương Minh Long cũng kêu lên như heo bị cắt tiết, đau khổ cầu xin. Khương Kỳ càng thêm sợ mất mật, anh ta là một cậu thiên nhà giàu, làm sao anh ta có thể cam tâm chết, anh ta bắt đầu quỳ trên mặt đất dập đầu với Hoàng Thiên, giống như gà mổ thóc vậy. Bờ sông hoàn toàn hỗn loạn, tiếng kêu khóc cầu xin tha thứ không ngừng vang lên, hỗn loạn đến mức không chịu nổi. Mệnh lệnh của Hoàng Thiên dọa người nhà họ Khương sợ đến nỗi đái ra quần, họ thật sự rất sợ. Bây giờ mới biết cầu xin tha thứ sao? Muộn rồi, không phải là tôi chưa từng cho các người cơ hội mà là các người được đà lấn tới nên tự mình tìm cái chết mà thôi. Hoàng Thiên chỉ vào đám người Khương Minh Long rồi không ngừng quát tháo. Không, Ngài Thiên yên tâm, chỉ cần lúc này anh giơ cao đánh khẽ thả chúng tôi ra, cho dù có đánh chết chúng tôi cũng không dám đối đầu với cậu nữa, thật đấy. Khương Minh Long khóc đến nỗi thở không ra hơi, ông ta trợn mắt nhìn Hoàng Thiên không biết làm sao để cầu xin tha thứ. Đúng vậy anh Thiên. Anh tuyệt đối đừng giết tôi vẫn còn chưa sống đủ mà. Khương Kỳ khóc lóc. Trương Lan Phượng ở một bên nhìn thấy vậy thì chuyển từ hoảng sợ sang mừng thầm. Trương Lan Phượng nhìn thấy Hoàng Thiên muốn giết người nhà họ Khương thì rất khiếp sợ, nhưng mà bây giờ bà ta lại lén vui mừng. Chỉ cần Hoàng Thiên vừa mới giết người thì bà ta sẽ ngay lập tức đi báo án, chắc chắn có thể đưa Hoàng Thiên vào tù, nhiều mạng người như vậy Hoàng Thiên sẽ ăn no đạn. Cậu Thiên con nhà giàu có nhất thì sao chứ? Vắt cổ chảy ra nước. Có con rể như thế này thật sự là không may. Trương Lan Phượng thầm mắng Hoàng Thiên ở trong lòng, bà ta đã quyết định ý tưởng của mình cho nên lần này chắc chắn phải đưa Hoàng Thiên vào tù, đến lúc đó Lâm Ngọc An lại trở thành độc thân thì chắc chắn có thể tìm được người đàn ông có tiền, Trương Lan Phượng tương đối có tự tin với con gái của bà ta. Hoàng Thiên nào biết được tâm lý hoạt động của mẹ vợ như vậy chứ? Đương nhiên, xem như Hoàng Thiên biết thì cũng lười phản ứng với bà ta. Trong nháy mắt cục đá đã được cột chắc. Trên người của đám người Khương Minh Long đều có buộc một cục đá, họ đã được làm xong công tác chuẩn bị ném xuống sông cho cá ăn. Cậu Thiên, ném xuống sao? Lã Việt đi tới bên cạnh Hoàng Thiên nhíu mày nói. Thực ra thì Lã Việt nhức hết cả đầu, một bên là giao tình với Khương Văn Lạc, ở một phương diện khác thì anh ta thật sự không đồng ý với cách làm của Hoàng Thiên. Dù sao thì Lã Việt cũng khác với Vũ Thanh, dựa vào thực lực và thân phận của Vũ Thanh đừng nói là giết chết vài người của nhà họ Khương. Cho dù có giết nhiều gấp 10 lần cũng không sao. Nhưng Lã Việt thì lại không được, anh ta chỉ là một người bình thường ở trong xã hội, đánh nhau thì được chứ muốn đưa nhiều người như vậy lên đường thì anh ta lại không có lá gan này. Không còn cách nào khác, Lã Việt không dám chống lại mệnh lệnh của Hoàng Thiên. Ném!
Hoàng Thiên biết đã diễn kịch thì phải diễn cho tới cùng, anh quát to ra lệnh cho cấp dưới ném tất cả đám người Khương Minh Long xuống đáy sông. À đừng mà! Khương Minh Long hoàn toàn sụp đổ, cơ thể ông ta sụi lơ giống như đám bùn nhão không thể đứng vững nữa. Vợ của ông ta thì nghiêm trọng hơn, bà ta bị dọa sợ đến nỗi đái ra quần ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi. Khương Kỳ cũng đái ra quần, anh ta đã hoàn toàn sợ đến nỗi choáng váng. Bốn tên côn đồ cũng không tốt hơn là bao, mỗi một người đều đang kêu khóc, họ đều ngóng trông Hoàng Thiên có thể tha cho họ một mạng. Ngài Thiên, Tổ Tông Thiên, chúng tôi không muốn chết, xin cậu đừng giết chúng tôi. Khương Minh Long ngã ở trên mặt đất, trên lưng còn cột một cục đá nhìn có vẻ rất nhếch nhác. Sợ rồi sao, dựa vào lá gan nhỏ như vậy mà cũng muốn tới thành phố Bắc Ninh kiếm chuyện sao? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Khương Minh Long. Tôi sợ rồi, Tổ Tông Thiên, tôi thật sự phục rồi, sau này cậu bảo tôi đi hướng Đông, tôi không dám đi hướng Tây, cậu bảo tôi đánh chó thì tôi sẽ không dám mắng gà. Cậu, ngậm miệng. Hoàng Thiên đạp lên miệng Khương Minh Long. Sau khi Khương Minh Long đau đớn kêu lên thì không dám nói nữa, nếu như còn nói nữa thì răng cũng sẽ bị đá cho rơi xuống. Khương Kỳ, lá gan của mày cũng không nhỏ đó, mày cũng rất là hèn hạ, trước khi chết có lời trăng trối gì không? Hoàng Thiên chứng chạc đàng hoàng hỏi Khương Kỳ, không thể nhìn ra là đang diễn trò. Khương Kỳ sắp phát điên rồi, anh ta cảm giác chờ đợi cái chết còn đáng sợ hơn là chết. Ông nội Thiên, xin anh hãy tha cho tôi đi, tôi thật sự không muốn chết. Chỉ cần anh tha cho tôi thì tôi cam đoan sẽ không đối đầu với anh nữa, tôi thật sự bảo đảm. Bảo đảm em gái mày á. Thì Hoàng Thiên tức giận đến nỗi không ngừng đá Khương Kỳ, anh đá đến nỗi mũi của Khương Kỳ cũng bị lệch. Khương Kỳ sống không bằng chết, anh ta nằm dạp ở trên mặt đất ngửa đầu nhìn Hoàng Thiên, giống như là phán quan đang quan sát sự sống chết, bởi vì cái mạng nhỏ của anh ta nằm ở trong tay của Hoàng Thiên. Khương Văn Lạc đứng ở một bên, anh ta biết có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, nếu như Hoàng Thiên muốn giết chết những người này thì hắn ta sẽ không ngăn cản được. Vốn dĩ tưởng rằng người nhà của anh ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ thì lúc này Hoàng Thiên lại nói, Khương Văn Lạc, anh dẫn họ về huyện Thuận Thành đi, đây là cơ hội cuối cùng của họ, lần sau tôi chắc chắn sẽ lấy mạng của họ, anh đừng tưởng rằng tôi đang nói đùa. Cậu Thiên, anh nói gì vậy? Khương Văn Lạc suýt nữa kích động đến nỗi ngất đi, những lời nói của Hoàng Thiên đối với anh ta mà nói quả thực là giống như lệnh đặc xá, anh ta tuyệt đối không ngờ sẽ có cơ hội xoay mình. Thế nào, còn muốn chờ tôi đổi ý sao? Hoàng Thiên hỏi Khương Văn Lạc. Không không, cảm ơn cậu Thiên, cảm ơn cậu Thiên. Khương Văn Lạc kích động đến nỗi không biết phải làm như thế nào cho phải, anh ta nằm dạp trên mặt đất dập đầu mười mấy cái với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên phất tay với Lã Việt ra hiệu anh ta thả đám người Khương Minh Long. Rốt cuộc thì Lã Việt cũng thở phào nhẹ nhõm, anh ta vội vàng ra lệnh cho cấp dưới hành động, cởi trói cho đám người Khương Minh Long. Khương Minh Long giật mình cảm giác giống như mình đang nằm mơ. Vốn dĩ ông ta phải chết lại không ngờ rằng Hoàng Thiên lại chịu tha cho họ, điều này quả thực là quá ngạc nhiên. Có lẽ là thật sự bị dọa cho sợ hãi, cả nhà Khương Đại Lã Việt có mấy tên côn đồ, tất cả đều quỳ xuống hung hăng dập đầu với Hoàng Thiên, cảm ơn Hoàng Thiên đã tha mạng cho họ. Nhớ kỹ những lời mà hôm nay các người đã nói, nếu như còn tái phạm nữa thì đừng trách tôi đuổi tận giết tuyệt. Hoàng Thiên nghiêm nghị nói. Lời này làm cho cả người của đám người Khương Minh Long đều run lên. Tất cả họ đều âm thầm thề ở trong lòng, đời này sẽ không dám lại ngạo mạn với Hoàng Thiên nữa. Chúng ta về thôi. Hoàng Thiên gọi Lã Việt dẫn theo Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai quay trở về thành phố Bắc Ninh. Sau khi quay về thành phố Bắc Ninh, Trương Lan Phượng vẫn còn cảm thấy rất tiếc nuối, bà ta muốn tóm được cái đuôi của Hoàng Thiên, vậy mà lại không tóm được. Hoàng Thiên đưa Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai về nhà, lúc tới dưới lầu thì Trương Lan Phượng nhếch miệng nói với Hoàng Thiên, Hoàng Thiên, Ngọc An sao rồi? Nhìn thấy dáng vẻ hờ hững của Trương Lan Phượng, Hoàng Thiên thật sự là rất tức giận. Bà ta vẫn còn có mặt mũi mà hỏi nữa sao? Bà ta đẩy Ngọc An ngã xuống đất dẫn đến bị động thai đấy. Bà vẫn còn mặt mũi mà hỏi nữa sao? Ngọc An được đưa đến bệnh viện mà bà còn có tâm trạng ăn sạch sẽ đồ ăn mà cô ấy làm, tấm lòng của bà thật là to lớn. Hoàng Thiên chỉ vào Trương Lan Phượng răn dậy và của mắng. Trương Lan Phượng lập tức nổi giận, bà ta vẫn luôn cưỡi ở trên đầu Hoàng Thiên. Bà ta đã khi nào bị Hoàng Thiên trách mắng như vậy chứ? Ha ha, Hoàng Thiên cậu được đấy, cậu còn dám nói với tôi như vậy sao? Khoảng thời gian này cái đuôi nhỏ của cậu vểnh lên hơi cao rồi đấy, có phải là cậu cho rằng tôi không thể làm gì cậu có phải không? Trương Lan Phượng rất tức giận, bà ta cười giễu nhìn chằm chằm Hoàng Thiên nói. Nhìn thấy Trương Lan Phượng không có chút áy náy nào,
Hoàng Thiên cũng hoàn toàn tức giận. Trương Lan Phượng, tôi thật sự nghi ngờ trong đầu của bà toàn là phân, bà có biết là suýt nữa bà đã hại Ngọc An sẩy thai hay không? Hoàng Thiên chỉ vào Trương Lan Phượng quát. Hừ. Trương Lan Phượng không hề quan tâm hừ một tiếng, nghiêng đầu sang một bên, dứt khoát không để ý tới Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ thiếu đòn này của Trương Lan Phượng, thật muốn đánh chết bà ta. Sao nào, cậu còn muốn đánh tôi? Tôi cho cậu biết Hoàng Thiên, đừng tưởng rằng cậu cứu tôi và Huỳnh Mai ra thì cậu có thể ra lệnh cho tôi, chuyện này vô dụng. Chỉ cần một ngày cậu chưa ly hôn với con gái tôi thì tôi chính là mẹ vợ cậu, đừng nghĩ nhảy nhót ở trước mặt tôi. Cậu muốn giải thoát thì tranh thủ thời gian ly hôn với Ngọc An đi, hừ. Trương Lan Phượng chỉ vào mũi Hoàng Thiên mà hét. Còn muốn tôi ly hôn với Ngọc An? Trương Lan Phượng, trước kia bà chê tôi nghèo thì cũng thôi, bây giờ bà đã biết tôi có thân phận gì, vì sao còn có suy nghĩ như vậy? Hoàng Thiên rất im lặng nhìn Trương Lan Phượng nói. Trương Lan Phượng nghe Hoàng Thiên nói như vậy xong thì cười ha hả. Bà ta cười đến vô cùng lạnh lẽo, thân phận của cậu quá trâu bò, cậu Thiên nhà giàu bậc nhất Việt Nam thực sự không tầm thường. Nhưng mẹ nó có tác dụng gì, bà đây được chỗ tốt gì hả? Cậu keo kiệt phát chảy ra nước như thế, tôi thả có đứa con rể không có tiền còn hơn. Chuyện này, Hoàng Thiên thật sự bội phục, nháo loạn nửa ngày, Trương Lan Phượng bày ra dáng vẻ này là vì không có được chỗ tốt gì. Ha ha, không trách được, bà bởi vì không mò được chỗ tốt gì. Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Đúng, bà đây hôm nay ngả bài với cậu, bà chính là không mò được chỗ tốt gì, cậu tự suy nghĩ một chút có đúng là như vậy không? Mẹ nó, cậu lắm tiền cả đời cũng không xài hết, cay nghiệt như thế với tôi làm gì? Cậu lấy ra vài trăm tỷ cho tôi xài không được sao? Trương Lan Phượng vô cùng tức giận hét lên với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thực sự không thiếu tiền, nhưng loại người như Trương Lan Phượng đây, Hoàng Thiên thật sự không muốn cho bà ta một đồng cắc nào. Bà không xứng, tôi không để bà chết đói là may lắm rồi. Hoàng Thiên cười rồi quay người trở lại xe, lái xe rời khỏi nơi này. Anh chính là cố ý muốn chọc tức Trương Lan Phượng, loại mẹ vợ này không đáng để anh kính trọng chút nào. Quả nhiên chọc tức Trương Lan Phượng xem chút nữa bệnh tim tái phát, gương mặt cũng trắng bệch. Mẹ, mẹ đừng tức giận, nếu không phải anh rể cứu chúng ta, cái mạng của chúng ta chỉ sợ không còn nữa. Lâm Huỳnh Mai tranh thủ thời gian khuyên Trương Lan Phượng. Mẹ nhổ vào, mẹ cũng không nhận nổi phần ân tình này, con rùa Hoàng Thiên này dám chọc tức mẹ như thế. Huỳnh Mai, con có nghe không, cậu ta thật sự không phải người, mẹ muốn cậu ta cho mẹ mấy trăm tỷ để xài mà cậu ta cũng không cho mẹ, hu hu hu. Trương Lan Phượng thực sự không nhịn nổi mà khóc ầm lên, khóc đến nỗi rất đau lòng. Ngay cả Lâm Huỳnh Mai cũng không còn gì để nói, bà già này quả thực hiếm thấy, mở mồm liền muốn mấy trăm tỷ tiền tiêu, lòng tham cũng lớn quá nhỉ. Cứ 3 đến 5 năm lại tốn vài trăm tỷ, núi vàng của ai cũng không đủ để bà ta dùng. Rơi vào đường cùng, Lâm Huỳnh Mai đành phải khuyên nhủ Trương Lan Phượng trở lại tầng trên. Sau khi Hoàng Thiên lái xe về nhà, Tiêu Văn Hạ và Đào Văn Lâm đã rời khỏi. Đào Văn Lâm phối chế thuốc dưỡng thai cho Lâm Ngọc An rồi để Lâm Ngọc An uống. Khoan hãy nói, y thuật của Đào Văn Lâm thật sự rất giỏi, sau khi Lâm Ngọc An uống thuốc xong đã hoàn toàn khỏe hẳn. Hoàng Thiên, anh đã về rồi. Lâm Ngọc An nhìn thấy Hoàng Thiên về, cô vội vàng nghênh đón. Ngọc An, em cảm thấy thế nào? Hoàng Thiên không yên lòng hỏi Lâm Ngọc An, chẳng qua nhìn vẻ mặt của vợ thì hẳn là đã không sao nữa, vẻ mặt của vợ hồng hào, hiển nhiên trạng thái vô cùng tốt. Em không sao, mẹ và Huỳnh Mai sao rồi? Lâm Ngọc An không yên tâm hỏi. Hai người đều đã về nhà, không có việc gì đâu. Hoàng Thiên cầm đôi tay ngọc ngà của Lâm Ngọc An, an ủi cô. Lâm Ngọc An nghe thấy thì rốt cuộc bỏ xuống tảng đá trong lòng, hoàn toàn yên tâm. Không có việc gì là được, em lo lắng muốn chết. Lâm Ngọc An than nhẹ một tiếng nói. Hoàng Thiên trò chuyện tiếp với Lâm Ngọc An một hồi thì sau đó để cô nằm xuống nghỉ ngơi. Hai ngày trôi qua, mọi thứ đều rất bình tĩnh, hai ngày nay chẳng có chuyện gì xảy ra. Hoàng Thiên cũng chưa từng để đoàn kỵ sĩ Thánh Đường ở trong lòng. Nghĩ đến Paul bị bắt giữ trong ngục giam bí mật, nửa đời sau của Tổng Đường chủ đoàn kỵ sĩ Thánh Đường này đều sẽ trôi qua trong ngục giam bí mật. Mà Khương Kỳ kia chắc hẳn trở về từ cõi chết xong sẽ không có gan dám kiếm chuyện nữa, Hoàng Thiên cảm thấy chuyện này hẳn là nên kết thúc. Nhưng vào trưa hôm đó, Hoàng Thiên đang ở nhà trò chuyện với Lâm Ngọc An, lúc này chuông cửa vang lên. Hoàng Thiên xuống lầu mở cửa phòng ra thì chỉ thấy một thuộc hạ phụ trách canh gác đứng ở cửa ra vào nói với Hoàng Thiên, anh Thiên, có người tên Khương Kỳ muốn tìm anh. Ai, Khương Kỳ? Hoàng Thiên thật sự vô cùng bất ngờ, anh không ngờ Khương Kỳ lại tìm tới cửa. Vừa mới trôi qua hai ngày,
Khương Kỳ không phải nên sống tốt ở huyện Thuận Thành sao, sao còn chạy tới đây? Gọi anh ta vào đi. Hoàng Thiên nói với thuộc hạ nọ. Vâng. Thuộc hạ vội vàng trả lời rồi quay người rời khỏi. Chốc lát sau thì thuộc hạ đó đã dẫn Khương Kỳ vào. Anh Thiên, tôi đến rồi, ha ha. Khương Kỳ cười còn khó coi hơn khóc, cúi đầu khom lưng trước Hoàng Thiên. Nhìn thấy dáng vẻ này của Khương Kỳ, Hoàng Thiên vẫn rất chán ghét anh ta. Nhưng không thể giơ tay vào mặt người đang cười tươi, thằng nhóc Khương Kỳ này cũng thật sự học được sự khôn lanh. Tìm tôi có việc. Hoàng Thiên hỏi Khương Kỳ. Đúng vậy anh Thiên, có một tình huống rất quan trọng phải nói cho anh. Dáng vẻ Khương Kỳ thần bí, còn nhìn xung quanh một chút. Hoàng Thiên khẽ cau mày, anh nhìn vẻ mặt Khương Kỳ thì phát hiện Khương Kỳ không giống như đang nói dối, nhìn thật sự giống như có chuyện xảy ra. Đi, cậu vào đây rồi nói. Hoàng Thiên để Khương Kỳ vào trong nhà. Thuộc hạ kia muốn đi vào bảo vệ Hoàng Thiên, để phòng Khương Kỳ dở trò quỷ thì bị Hoàng Thiên lại phất tay, ra hiệu không cần như vậy. Thuộc hạ rời khỏi, Hoàng Thiên thì tiếp đãi Khương Kỳ trong phòng khách ở lầu 1. Lúc này Hoàng Thiên ngồi trên ghế salon bằng da, mà Khương Kỳ thì không dám ngồi, nơm nớp lo sợ đứng đối diện với Hoàng Thiên, anh ta thật sự vô cùng sợ hãi Hoàng Thiên. Cũng khó trách Khương Kỳ như vậy, hai ngày trước, anh ta bị buộc đá vào chân, xém chút nữa đã bị Hoàng Thiên dìm đầu xuống đáy sông, đến bây giờ vẫn nguôi ngoai đâu. Ngồi đi. Hoàng Thiên rất bình thản nhìn Khương Kỳ. Đừng đừng, có anh Thiên ở đây thì tôi nào dám ngồi. Anh Thiên, lần này tôi đến đây, một là cảm ơn anh không giết tôi, hai là có một chuyện vô cùng quan trọng tôi phải nói cho anh. Khương Kỳ rất nghiêm túc nhìn Hoàng Thiên mà nói. Hoàng Thiên nào có thời gian nói xàm với Khương Kỳ. Lúc này anh nói với Khương Kỳ, cảm ơn thì miễn, cậu cứ nói thẳng đi, chuyện quan trọng gì mà cậu muốn nói cho tôi biết. Lúc này hơi thở của Khương Kỳ gấp hơn, nhìn ra được thằng nhóc này khá khẩn trương và sợ hãi. Anh Thiên, tôi không giấu anh, hoàn cảnh của anh đã rất nguy hiểm rồi. Khương Kỳ nói. Hoàng Thiên nghe xong nhướng mày, có chút không vui nói với Khương Kỳ, thằng nhóc nhà cậu không thể nói hết một hơi à, quanh co vòng vo cái gì. Đối với cái tên Khương Kỳ này, trước giờ Hoàng Thiên không hề có ấn tượng tốt nào. Loại người này thật sự không đáng tin cậy, Hoàng Thiên đặc biệt có lòng tốt mới có thể tha mạng cho Khương Kỳ. Không ngờ thằng nhóc này lại chủ động chạy đến đây, còn cố ý quanh co vòng vo, khiến Hoàng Thiên cảm thấy tò mò lại hiếu kỳ. Anh Thiên, tôi sẽ nói hết trong một hơi, anh đừng tức giận. Khương Kỳ vội vàng nói, anh ta thật sự sợ Hoàng Thiên sẽ nổi giận, bởi vì bây giờ anh ta rất khiếp sợ Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn Khương Kỳ. Trong hộ lô của thằng nhóc này đang đựng thuốc gì, Hoàng Thiên vẫn không thể hiểu rõ, cho nên vẫn còn rất là đề phòng. Khương Kỳ cũng biết Hoàng Thiên không tin tưởng anh ta, nhưng lần này anh ta đến, cũng là do thân bất do kỷ, cũng có thể nói, anh ta là vì muốn giữ mạng sống mới đến đây. Anh Thiên, người của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, muốn đuổi cùng giết tận anh. Sắc mặt của Khương Kỳ trở nên tái nhợt, thấp giọng nói với Hoàng Thiên, như sợ tường có lỗ tai nghe lén vậy. Nghe thấy những lời này, trong lòng Hoàng Thiên có hơi chấn động. Tuy là anh không tin tưởng Khương Kỳ, chỉ là khi thằng nhóc này nói những lời này, bộ dạng trông rất nghiêm túc, không hề giống giả bộ chút nào. Với lại Hoàng Thiên rất có năng lực nhìn người, anh phát hiện, sắc mặt của Khương Kỳ cũng thay đổi rồi, trên trán còn đổ mồ hôi, chắc là trong lòng rất hoảng sợ. Mà nếu nói Khương Kỳ có lòng tốt đến để nhắc nhở anh, thì Hoàng Thiên tuyệt đối không tin đâu, anh biết chắc Khương Kỳ có mục đích nên mới đến đây. Ồ, người của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường hả? Để cho người nào đến? Hoàng Thiên ngồi ở đó châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, rồi hỏi Khương Kỳ. Khương Kỳ vô cùng ngạc nhiên, anh ta không ngờ là Hoàng Thiên sẽ điềm tĩnh đến vậy, giống như chẳng xem chuyện này ra gì hết. Ôi mẹ ơi, gan của Hoàng Thiên cũng lớn quá, cũng quá ngông cuồng, chẳng hề sợ chết sao. Khương Kỳ tự mình nói thầm trong lòng, nhưng nụ cười thì vẫn luôn nở trên môi, là người đứng đầu của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường đích thân đến, lần này ra tay là muốn đưa anh vào con đường chết, anh nhất định phải cẩn thận. Làm sao cậu biết được tin tức này? Hoàng Thiên suy nghĩ, sau đó hỏi thẳng Khương Kỳ. Khương Kỳ nghe xong cười gian một cái nói với Hoàng Thiên, anh Thiên, anh đừng quên, tôi là người của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, chút tin tức này tôi vẫn có thể ngơ ngóng được. Đừng phí lời, nói chi tiết hơn đi, làm sao cậu biết được? Cậu còn dám nói mình là đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, nếu đã là người của tổ chức này rồi, tại sao lại còn phản bội? Tại sao lại đến đây báo tin cho tôi? Hoàng Thiên đưa ra một loạt câu hỏi chất vấn anh ta, không hề để lại cho Khương Kỳ xíu sĩ diện nào. Khương Kỳ ngượng đỏ hết cả mặt, anh bị Hoàng Thiên nói đến không còn chút khí phách nào.
Trong lòng của Khương Kỳ tức giận, nghĩ thầm Hoàng Thiên cũng quá độc đoán rồi, Khương Kỳ tôi bộ không cần sĩ diện sao? Nói tôi như thế, bảo tôi phải chịu nỗi sự đã kích này đây. Dù trong lòng rất tức giận, nhưng cũng không dám biểu lộ lên mặt, Khương Kỳ kìm nén đến mức khó chịu. Tôi đây không phải là bỏ cái xấu đi theo cái tốt hay sao? Ngài Thiên, anh không bắt cả nhà tôi đi xuống dưới địa ngục, khiến tôi cảm thấy rất cảm động. Tôi đã từng thề sẽ không bao giờ chống đối với anh nữa, cũng sẽ không tiếp tục làm việc tại đoàn kỵ sĩ Thánh Đường nữa. Cái miệng nhỏ của Khương Kỳ cũng rất biết nói chuyện, cái gì tốt nói cái đó. Mặc kệ tên nhóc này có nói thật lòng hay không, nhưng mà nghe thôi thì cũng rất xuôi tai, cho nên Hoàng Thiên cũng gật đầu. Nếu như cậu có thể nghĩ như vậy, thì cậu vẫn còn là một con người, gia đình cậu nhiều tiền như thế, cậu cứ sống tốt như thế không được hay sao, cứ phải làm việc cho đoàn kỵ sĩ Thánh Đường để làm gì chứ? Hoàng Thiên dạy dỗ Khương Kỳ một trận. Anh Thiên có điều không biết, tôi cũng là bị ép mới gia nhập đoàn kỵ sĩ Thánh Đường đó, nếu không phải làm việc chung với họ, họ sẽ giết chết tôi đó, chỉ cần có con đường khác để đi, cũng đâu ai muốn tham gia vào tổ chức tà ma đó, anh nói coi có đúng không? Khương Kỳ gật gù đắc ý nói. Được rồi, đừng lôi thôi nữa, nói cho tôi biết, cậu làm sao biết được người đứng đầu của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường sẽ đến thành phố Bắc Ninh? Hoàng Thiên hỏi Khương Kỳ. Đôi mắt của Khương Kỳ sáng lên nhìn Hoàng Thiên nói, tôi đương nhiên tự có cách của tôi rồi, anh Thiên không cần hỏi nhiều, có người thông báo tin tức cho tôi. Hoàng Thiên đánh giá vẻ mặt của Khương Kỳ, khi ánh mắt sắc bén của anh quét đến Khương Kỳ, anh ta lại ngay lập tức né tránh ánh mắt của Hoàng Thiên, không dám nhìn thẳng Hoàng Thiên. Hừ hừ, cái tên Khương Kỳ này, không hề ói thật, cũng không biết là đang dở trò gì. Trong lòng Hoàng Thiên hừ lạnh, anh nhìn ra được, Khương Kỳ đang nói dối, tên nhóc này vốn dĩ không nói ra sự thật. Là ai có đủ bản lĩnh để tiết lộ thông tin như vậy cho cậu? Nói ra tên của người đó đi. Hoàng Thiên không gấp không vội nói. Khương Kỳ làm sao có thể nói ra được chứ? Bởi vì anh ta thật sự là đang nói dối, căn bản là không có ai báo tin cho anh ta. Cái này thì... Nói, Hoàng Thiên lớn tiếng hét lên. Khương Kỳ bị dọa đến mức khom người lại, thiếu chút nữa là ngã xuống. Anh ta nhìn ánh mắt vô cùng sắc bén của Hoàng Thiên, lúc này trong lòng Khương Kỳ sợ hãi. Không còn cách nào khác nói, anh Thiên, tôi nói thật với anh vậy, người đứng đầu của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường thật sự đã đến rồi, cũng thật sự muốn giết anh, chỉ là, họ đã ra cho tôi một thông điệp chết, họ muốn giết chết tôi trước. Nghe thấy Khương Kỳ nói vậy, Hoàng Thiên lạnh lùng cười một cái. Lời này còn đáng tin hơn đó, vậy cậu thử nói xem, tại sao họ cũng muốn giết chết cậu luôn thế? Hoàng Thiên thắc mắc hỏi. Trên thông điệp chết ghi rất rõ ràng. Đoàn kỵ sĩ Thánh Đường trách tôi làm việc không tốt, không thể cứu được Paul, cũng thể giết chết anh, cho nên họ muốn trừng phạt tôi, trong 3 ngày sẽ lấy mạng cả nhà tôi. Khương Kỳ càng nói càng sợ sệt, đến cuối cùng càng nói càng nhỏ. Hoàng Thiên nghe thấy vậy, rốt cuộc cũng hiểu rõ ra mọi chuyện. Chả trách Khương Kỳ lại tích cực như thế, chạy đến đây báo tin cho anh, nói quanh co cả nửa ngày thì ra là chịu sự uy hiếp của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường. Ý của cậu là muốn tôi giúp đỡ cậu sao? Hoàng Thiên hỏi Khương Kỳ. Đúng thế anh Thiên, bây giờ chúng ta đang đối mặt với cùng một kẻ thù, họ không những muốn giết tôi, người mà họ muốn giết nhất là anh đó. Khương Kỳ vội vàng nói. Cậu cho là tôi sẽ sợ đoàn kỵ sĩ Thánh Đường hay sao? Khương Kỳ, tôi nói cho cậu biết, muốn tôi cứu mạng cậu thì cứ nói thẳng, không cần phải phí lời như thế. Hoàng Thiên trực tiếp đá Khương Kỳ quay về. Cái này. Khương Kỳ bị Hoàng Thiên dạy bảo đến mặt mày tái lại như trái cà tím. Vừa rồi anh ta thật sự muốn dọa Hoàng Thiên, muốn khiến Hoàng Thiên sợ hãi, sau đó bắt tay với anh ta đối phó với đoàn kỵ sĩ Thánh Đường. Nhưng Hoàng Thiên vốn dĩ không để tâm đến mấy chuyện này, với lại anh cũng nói rất rõ ràng, Hoàng Thiên không hề sợ đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, cũng không có hứng thú hợp tác với anh ta. Ngài Thiên nói rất đúng, là do tôi nói chuyện có vấn đề, hi hi, hi hi. Khương Kỳ hi hi cười, đúng thật là ti tiện đến một trình độ nhất định rồi. Hoàng Thiên không nói gì nữa. Chỉ là trong lòng anh đang tính toán. Những lời của Khương Kỳ nói, chắc đều là thật cả, vậy thì người đứng đầu của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, thật sự đã đến Việt Nam rồi. Còn về nguyên nhân vì sao mà đến, đương nhiên là để cứu thoát đám người Paul, ngoài ra, cũng muốn lấy luôn mạng của anh. Có điều giống như anh vừa nói, anh không thèm quan tâm, sóng to gió lớn thấy nhìn rồi, sợ gì đoàn kỵ sĩ Thánh Đường chứ. Anh Thiên, anh đang suy nghĩ gì vậy? Nhanh nghĩ cách đi. Tôi và người nhà của tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào đó. Vẻ mặt Khương Kỳ cầu xin, nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng biết tình huống rất nghiêm trọng,
nhưng thủ lĩnh của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường không chịu bỏ qua, Hoàng Thiên cũng chỉ có thể tiếp chiêu. Cậu về nhà trước đi, tôi sẽ ở bên ngoài nhà cậu quan sát. Nếu như đoàn kỵ sĩ Thánh Đường thực sự ra tay với người nhà của cậu, tôi sẽ giúp cậu. Hoàng Thiên nói với Khương Kỳ. Khương Kỳ mừng rỡ trong lòng, anh ta cũng biết Hoàng Thiên là người nói lời giữ lời, sẽ không lừa anh ta. Vậy thì cảm ơn anh Thiên, có lời này của anh tôi yên tâm rồi. Khương Kỳ cúi người gật đầu với Hoàng Thiên, sau đó xoay người rời đi. Nhìn thấy Khương Kỳ rời đi, Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, gọi điện cho Vũ Thanh. Cổ tay của Vũ Thanh vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, hiện vẫn đang dưỡng thương, nhưng tình huống khẩn cấp, Hoàng Thiên vẫn phải tìm anh ta. Đối phó với đối thủ có năng lực như đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, vẫn phải cần Vũ Thanh và thuộc hạ dưới trướng anh ta. Những người khác, căn bản không có thực lực này. Nếu thủ lĩnh của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường đã xuất hiện, Hoàng Thiên đương nhiên không thể khinh địch, anh phải chuẩn bị cho chu đáo. Cậu Thiên, có chuyện gì sao? Giọng nói của Vũ Thanh truyền đến. Kêu thêm người bảo vệ người nhà của tôi, ngoài ra, điều tới cho tôi một nhóm lực lượng tinh nhuệ, tới gặp tôi ở nhà. Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh. Vũ Thanh nghe xong lời này, trong lòng cũng cả kinh. Đã lâu như vậy, cho tới bây giờ anh ta chưa từng thấy Hoàng Thiên có một hành động lớn như hôm nay, với lại anh muốn một nhóm lực lượng tinh nhuệ là muốn làm gì? Cậu Thiên, lát nữa tôi sẽ dẫn người tới. Vũ Thanh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói với Hoàng Thiên. Bởi vì anh ta hiểu rõ, chắc chắn là gặp phải một chuyện lớn, cho nên anh ta phải đích thân dẫn người đến giúp Hoàng Thiên. Hoàng Thiên biết cổ tay Vũ Thanh bị gãy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đương nhiên không thể để cho Vũ Thanh tới. Anh không cần tới đâu, dưỡng thương cho tốt, phái người tới cho tôi là được. Hoàng Thiên nói. Vâng cậu Thiên, bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị. Vũ Thanh nói xong, cúp điện thoại. Hoàng Thiên, có phải xảy ra chuyện lớn rồi không? Lúc này Lâm Ngọc An từ trên lầu đi xuống, vừa rồi Hoàng Thiên gọi điện thoại cô cũng nghe thấy. Đối với sự hiểu biết về Hoàng Thiên, cô đương nhiên biết đã xảy ra chuyện lớn, nếu không, Hoàng Thiên chắc chắn sẽ không làm hành động như vậy. Trong khoảng thời gian này, đã xảy ra quá nhiều chuyện, thần kinh Lâm Ngọc An cũng căng thẳng. Cô không rõ lắm, tại sao lại xảy ra nhiều chuyện hỗn loạn như vậy, đổi lại là người bình thường, chỉ sợ đã sớm sụp đổ, hoặc chí ít thì cũng đầy uất ức. Không có chuyện gì lớn, Ngọc An, em cứ ở nhà tĩnh dưỡng thật tốt là được. Hoàng Thiên cười dịu dàng với Lâm Ngọc An, trấn an cô. Lâm Ngọc An đương nhiên không tin, nhưng cô có một phẩm chất đó là chưa bao giờ đào sâu vào vấn đề, Hoàng Thiên không muốn nói với cô sẽ không truy hỏi nhiều. Em biết rồi, anh phải chú ý an toàn, em không muốn anh có chuyện. Lâm Ngọc An nói xong, thâm tình mà nhào vào lòng Hoàng Thiên, ôm chặt lấy Hoàng Thiên. Hoàng Thiên có thể cảm nhận được tình yêu nồng đậm của vợ đối với mình, giờ phút này anh cảm thấy rất hạnh phúc. Vài chục phút sau, chuông cửa liền vang lên. Hoàng Thiên kêu Lâm Ngọc An lên lầu nghỉ ngơi trước, anh mở cửa nhà ra. Chỉ thấy Vũ Thanh dẫn theo vài thuộc hạ, toàn bộ đều phấn chấn tinh thần, đứng ở cửa biệt thự. Cậu Thiên, tôi tới rồi. Vũ Thanh tiến lên cười với Hoàng Thiên. Không phải tôi kêu anh nghỉ ngơi cho khỏe sao? Hoàng Thiên có chút không vui, anh vẫn rất lo lắng cho Vũ Thanh. Vũ Thanh cười nói, cổ tay đã không gì đáng ngại rồi, lúc cần tôi nhất, tôi phải ở bên cạnh cậu Thiên. Hoàng Thiên không nói gì nữa, anh hiểu rất rõ Vũ Thanh, biết Vũ Thanh là một người có ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh, hơn nữa rất xem trọng nghĩa khí. Hiện tại muốn khuyên Vũ Thanh trở về, cũng không có khả năng, Vũ Thanh chắc chắn sẽ không nghe anh. Nhà cha nuôi tôi, và cả nhà mẹ vợ đã phái người tới chưa? Hoàng Thiên hỏi Vũ Thanh, tuy đã sớm sắp xếp thuộc hạ bảo vệ, nhưng đây là giai đoạn đặc biệt, Hoàng Thiên vẫn muốn tăng thêm tầng bảo vệ. Lỡ như họ gặp chuyện không may thì chính là phiền phức lớn. Đoàn kỵ sĩ Thánh Đường chắc chắn sẽ dùng việc này áp chế. Đều đã phái người rồi, không chút sơ hở. Vũ Thanh nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong gật đầu, lúc này không nói gì nữa, cất bước ra biệt thự. Vũ Thanh cũng không hỏi nhiều, anh ta dẫn theo vài thuộc hạ ưu tú, đi theo phía sau Hoàng Thiên. Sau khi họ lên xe, Hoàng Thiên lái xe dẫn đầu ra khỏi biệt thự, chuẩn bị đến thẳng huyện Thuận Thành. Nhưng khi xe của anh mới ra khỏi biệt thự, đã bị một chiếc xe cản lại. Là một chiếc xe Ferrari, Hoàng Thiên vừa nhìn, người trong xe lại là Khương Kỳ. Tên nhóc này không phải đã đi rồi sao? Chỉ thấy Khương Kỳ xuống xe, nở nụ cười bị ổi tới cạnh xe Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hạ cửa sổ xe xuống, im lặng nhìn Khương Kỳ nói, không phải tôi kêu cậu về nhà trước sao? Sao cậu còn ở đây? Khương Kỳ lúng túng nói, anh Thiên,
tôi không dám trở về, đi cùng với anh mới an toàn. Hoàng Thiên liếc Khương Kỳ, nghĩ thầm Khương Kỳ này cũng ghê gớm thật, biết tìm đại thụ để dựa vào. Nhưng có thằng nhóc này cũng tốt, đỡ phải tìm nhà họ Khương lung tung ở huyện Thuận Thành. Cậu lái xe đi trước dẫn đường tới nhà cậu đi. Hoàng Thiên nói. Vâng vâng vâng. Khương Kỳ nhanh chóng gật đầu, sau đó lên xe, lái xe đi đầu. Hoàng Thiên và Vũ Thành bọn họ tổng cộng có 3 chiếc xe, đi theo phía sau Khương Kỳ, rất nhanh đã lái ra khỏi khu vực thành thị. Trên đường chạy đến huyện Thuận Thành, Hoàng Thiên vẫn luôn nghĩ kế sách đối phó. Tình huống bây giờ không thuận lợi lắm, đoàn kỵ sĩ thánh đường thì ở trong tối, mà anh lại ở ngoài sáng, điều này rất bất lợi. Cho dù đến huyện Thuận Thành cũng phải há miệng chờ sung, đợi đoàn kỵ sĩ thánh đường xuất hiện. Hơn nữa đoàn kỵ sĩ thánh đường cũng có khả năng đã phái người theo dõi Khương Kỳ. Khương Kỳ đi tới thành phố Bắc Ninh tìm anh chắc chắn đã bại lộ. Hoàng Thiên càng nghĩ càng có chút nhức đầu, anh cũng không suy nghĩ ra gì, đành đi một bước tính một bước vậy. Huyện Thuận Thành cách thành phố Bắc Ninh không quá xa, đi không bao lâu nhóm Hoàng Thiên đã tới huyện. Trong huyện nhỏ này, nhà họ Khương vẫn khá có danh tiếng. Khương Minh Long là người giàu nhất ở huyện nhỏ này, còn cả Khương Văn Lạc giao thiệp rất rộng, còn út Khương Kỳ tuy không cố gắng, không có ý chí tiến thủ, nhưng ở trong huyện nhỏ này vẫn khá nổi tiếng. Đến trước một biệt thự nhỏ 3 tầng, Khương Kỳ dừng xe lại, xuống xe đi tới trước xe Hoàng Thiên. Anh Thiên, mau vào nghỉ ngơi một lát, lái xe chắc chắn rất cực khổ nhỉ, he he. Khương Kỳ cười he he, mời Hoàng Thiên vào nhà anh ta. Không đợi Hoàng Thiên nói gì, lúc này Khương Minh Long và Khương Văn Lạc cũng nhanh chóng ra tiếp đón. Lúc Khương Kỳ sắp về tới nhà liền gọi điện thoại, cho nên Khương Minh Long biết Hoàng Thiên tới. Vừa nhìn thấy Hoàng Thiên, Khương Minh Long giống như nhìn thấy cha ruột vậy, vẻ mặt nhiệt tình cười hớn hở tiếp đón. Ông ta tính tỏ sự thân mật với Hoàng Thiên, nhưng vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Khương Minh Long vừa định khách sáo với Hoàng Thiên thì đúng lúc này, phía sau ông ta truyền đến giọng nói của một người phụ nữ trung niên. Khương Minh Long, ông có còn chút khí phách nào không vậy? Ông xem chúng ta đã bị cái tên họ Hoàng kia bắt nạt thành cái dạng gì rồi, thế mà ông còn định khách sáo với nó làm cái gì? Giọng nói đó chính là của vợ của Khương Minh Long, người phụ nữ này cũng thật mạnh mẽ, hét xong rồi còn bê thêm một chậu nước bẩn dội về phía Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhìn thấy chậu nước này sắp dội đến người anh nhanh chóng tránh qua một bên. Rào! Lần này Khương Minh Long thật xui xẻo, bị cả một chậu nước bẩn dội lên người, làm cho ông ta ướt sũng. Mẹ nó, bà điên rồi à? Đang yên đang lành tự nhiên hắt nước làm gì? Khương Minh Long hận không thể đánh cho vợ mình một trận tơi bời, điều này quả thật là quá xấu hổ, không những bị người ngoài chê cười mà ông ta còn bị dội nước đến bẩn thỉu. Phi, ông xem cái bộ dạng không có triển vọng này của ông đi, Hoàng Thiên muốn buộc đá ném chúng ta xuống sông, thế mà ông còn nhiệt tình nói nó như vậy, ông còn là đàn ông sao? Vợ Khương Minh Long mắng. Khương Minh Long bị tức không nhẹ, vợ của ông ta não ngắn, kiến thức nông cạn, căn bản không biết tốt xấu. Nếu như không phải Hoàng Thiên hạ thủ lưu tình thì bây giờ cả nhà bọn họ đã bị buộc đá ném xuống sông cho rùa ăn rồi, mạng đâu mà đứng đây. Bà câm miệng cho tôi, nếu không phải Ngài Thiên khoan dung độ lượng thì bây giờ chúng ta đã chết rồi, biết không? Khương Minh Long chỉ vào vợ của ông ta, hét lên. Cái cục cứt ý, nó cũng dám giết chúng ta sao? Hừ, nó chỉ có hù dọa một chút thôi, thế mà ông cũng tin. Vợ Khương Minh Long không cam lòng nói, bà ta hận chết Hoàng Thiên. Căn bản không thèm cảm kích Hoàng Thiên. Đương nhiên, Hoàng Thiên cũng không cần bà ta cảm kích mình, chẳng qua cái miệng của con mụ này cũng thật đáng ghét, chẳng kém gì so với Trương Lan Phượng. Khương Minh Long cùng Khương Văn Lạc đều tức điên lên, họ sợ Hoàng Thiên tức giận nên đều rất xấu hổ. Ngài Thiên, anh tuyệt đối đừng chấp nhặt với mẹ tôi, bà ấy không hiểu được sự lợi hại trong này. Khương Văn Lạc vội vàng nói với Hoàng Thiên. Ấn tượng của Hoàng Thiên đối với Khương Văn Lạc cũng không tệ lắm. Lại cộng thêm việc anh ta có quan hệ với Lã Việt, cho nên Hoàng Thiên vẫn luôn đối xử với Khương Văn Lạc rất tốt. Không có việc gì. Trong lòng Khương Văn Lạc an tâm hơn một chút, anh ta đang định khuyên mẹ mình lần nữa, nhưng vào lúc này, Hoàng Thiên đã lên xe rồi. Ngài Thiên, nếu như anh không vào nhà chúng tôi, vậy thì chúng tôi càng không có đất dung thân mất. Khương Văn Lạc vội vàng chạy đến trước xe Hoàng Thiên. Không có việc gì Khương Văn Lạc, anh dẫn người nhà anh về trước đi, cố gắng hạn chế không ra khỏi nhà. Bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể sẽ liên lạc với anh. Hoàng Thiên nói xong thì cho Khương Văn Lạc số điện thoại của mình. Khương Văn Lạc rất là xấu hổ, anh ta càng thêm bội phục Hoàng Thiên, thật sự là trong bụng tể tướng có thể chống thuyền,
nếu đổi là anh ta thì chắc là anh ta đã sớm tức giận rồi. Thật ra anh ta không biết rằng, tố chất tâm lý của Hoàng Thiên không phải là mạnh mẽ bình thường, mụ đàn bà chanh chua vợ Khương Minh Long này thật sự không đủ trình chọc giận Hoàng Thiên. Mấy năm qua, Hoàng Thiên đã nghe không biết bao nhiêu lời chế giễu cùng gặp không biết bao nhiêu con sói mắt trắng, nếu Hoàng Thiên thật sự bị mấy lời này chọc tức chết thì làm sao có thể sống tới tận bây giờ. Cho nên vợ của Khương Minh Long có làm như vậy, đối với Hoàng Thiên mà nói thì không có chút ảnh hưởng gì. Nhìn thấy Hoàng Thiên bình tĩnh như vậy, vợ của Khương Minh Long tức đến đau gan, bà ta vốn định chọc giận Hoàng Thiên, nhưng bà ta phát hiện ra Hoàng Thiên không thèm coi bà ta ra gì, ngược lại còn khiến bà ta tức đến không chịu được. Hừ, các người quay lại đây cho tôi không cho phép các người qua lại với tên họ Hoàng kia. Vợ của Khương Minh Long hét lên một tiếng, chỉ sợ Hoàng Thiên không nghe thấy. Chát! Khương Minh Long thật sự là không nhịn được nữa, thẳng tay tát cho bà ta một cái. Á, ông, mẹ nó ông, Khương Minh Long, ông giỏi lắm, giờ gan ông to rồi phải không, còn dám đánh tôi. Vợ Khương Minh Long che mặt, tức đến mức trợn tròn mắt, bà ta vẫn luôn là một người đàn bà chanh chua, đã bao giờ phải chịu qua nỗi uất ức này. Khương Văn Lạc và Khương Kỳ cũng đều cảm thấy choáng váng, từ nhỏ đến lớn bọn họ đều nhìn thấy mẹ bắt nạt cha, đã khi nào thấy cha động đến mẹ. Nhưng hôm nay lại khác, Khương Minh Long phát huy, rất là dũng mãnh. Cái con mụ phá nhà phá cửa này, bà mà làm cho ngài Thiên tức giận bỏ đi thì nhà chúng ta xác định xong đời đấy. Khương Minh Long tức giận chỉ vào vợ ông ta. Ông đừng nói cái kiểu mê tín vậy nữa, không có cái tên họ Hoàng kia thì làm sao? Ông thật sự coi nó là chúa cứu thế à? Vợ Khương Minh Long mắng. Bà câm miệng đi cho tôi. Khương Minh Long tức muốn nổ tung, ông ta hung hăng đá một phát vào bụng vợ mình. Vợ của ông ta bị ông ta đá ngã trên mặt đất bắt đầu vật vã la khóc om sòm, tiếng gào khóc này không thể dừng lại được. Nhìn một màn trò hề này, Hoàng Thiên thật sự cạn lời, anh không muốn nhìn nữa, lái xe nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Phú Thanh dẫn theo mấy thuộc hạ lái xe đi theo Hoàng Thiên, ba chiếc xe nối đuôi nhau rời đi, dừng lại trước cửa một khách sạn. Mặt tiền của khách sạn này khá là vắng vẻ, bởi vì nơi nhà họ Khương sinh sống không phải con đường phố phồn hoa náo nhiệt, chỉ muốn sống yên tĩnh. Cho nên mấy khách sạn trên con đường này căn bản không có kinh doanh gì. Sở dĩ Hoàng Thiên chọn khách sạn này một là vì nơi này đủ yên tĩnh, Hoàng Thiên rất thích, hai là nằm ở phía đối diện hơi chếch với nhà họ Khương, thuận tiện cho việc quan sát tình huống nhà họ Khương. Thật ra đây không phải là điều quan trọng nhất, Hoàng Thiên biết đoàn kỵ sĩ Thánh Đường có khả năng đã chú ý đến anh, cho nên ở chỗ nào không quan trọng, quan trọng là dụ rắn ra khỏi động. Không sai. Hoàng Thiên tự tin đến mức đi vào huyện Thuận Thành chỉ để chờ người của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường xuất hiện. Sau khi cùng đám người Vũ Thanh vào khách sạn, Hoàng Thiên đặt hai phòng, anh và Vũ Thanh ở một phòng, mấy thuộc hạ ở một phòng lớn. Cậu Thiên, lần này cậu đến huyện Thuận Thành để làm gì vậy? Vũ Thanh không biết mục đích Hoàng Thiên đến đây để làm gì, cho nên nghi ngờ hỏi một câu. Tất nhiên là Hoàng Thiên sẽ không giấu giếm Vũ Thanh, anh nói đơn giản tình huống trước mắt cho Vũ Thanh nghe. Vũ Thanh nghe Hoàng Thiên nói xong, hơi híp mắt lại. Đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, hừ, cái tổ chức đáng chết này, dám chọc đến cậu. Vũ Thanh hạnh hung hừ một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Anh biết đoàn kỵ sĩ Thánh Đường này sao? Tất nhiên, đoàn kỵ sĩ Thánh Đường rất có danh tiếng ở nước ngoài, chỉ là tôi chưa từng qua lại gì với tổ chức này. Vũ Thanh gật đầu nói. Nghe cái tên Khương Kỳ kia nói, lần này thủ lĩnh của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường đích thân đến. Vũ Thanh, anh có biết thủ lĩnh của tổ chức này là người như thế nào không? Hoàng Thiên hỏi Vũ Thanh. Vũ Thanh gật đầu nói, thủ lĩnh của tổ chức này. Không đợi Hoàng Thiên nói xong thì từ cửa sổ phòng họ phát ra âm thanh vỡ vụn, cửa sổ của bọn họ bị một nửa viên gạch ném vỡ. Hoàng Thiên và Vũ Thanh đều sững sờ, bọn họ đang ở tầng 2, dựa theo quỹ đạp ném thì viên gạch này được ném từ dưới tầng lên. Bên trên nửa cục gạch này có buộc một tờ giấy, Hoàng Thiên không kịp nhìn nội dung bên trên tờ giấy. Anh nhanh chóng chạy đến trước cửa sổ nhìn xuống dưới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 27.